Chương 1492, Bí thư tỉnh ủy có lời mời. 2. Có thể giúp được người khác là chuyện hạnh phúc, đặc biệt là có thể giúp được người thân của mình, đây gọi là gì nhỉ? Đây chính là quyền lực. Tại sao mọi người luôn hướng tới quyền lực, sự khoái cảm mà quyền lực đem lại chẳng khác gì khoái cảm trên cơ thể đàn bà. Tư lệnh Hồ trong lòng trào dâng xúc động, không ngờ được cả đôi đường, xem ra, công danh của tư lệnh Hồ thăng tiến rồi, sắp đến tiêu chuẩn đại sư rồi. Buổi chiều tan ca trở về Sở Thiên Các Diệp Phủ. Vừa tới đến cửa thì thấy mẹ nuôi Diệp Kim Liên đang ngồi ở cửa sân lớn, tán gẫu với vợ của Trần lão đầu rất rôm rã. Mẹ nuôi, con về rồi, sao không báo sớm một tiếng để con cho xe đến đón mẹ? Diệp Phàm làm bộ trách cứ, cười hỏi, vẻ mặt thân thiết. Thằng nhỏ này, mẹ nuôi đâu phải bà lão 70-80 tuổi gì, một mình tự gọi xe đến được, nơi này mẹ từng đi rồi, vẫn có thể tìm thấy được đúng không nào? Gọi xe chi cho tốn kém ra, tốn mấy trăm bạc là ít, đủ nuôi cái thân già này cả một tháng rồi đấy. Diệp Kim Liên vẻ mặt tươi cười, bộ dạng có chút oán trách liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Thôi mẹ đi lấy nước cho con rửa mặt rồi nói chuyện tiếp. Diệp Kim Liên có thói quen, trước kia mỗi lần Diệp Phàm trở về nhà, việc đầu tiên là lấy nước cho Diệp Phàm rửa mặt, chăm sóc cho Diệp Phàm còn hơn con đẻ Diệp Hào. Để con tự làm, mẹ à, mẹ ngồi nghỉ chút đi. Diệp Phàm bước nhanh tới trước, đỡ mẹ nuôi ngồi xuống. Bà xem, Diệp Nhi nó hiếu thuận với bà như vậy, bà đúng là có được một đứa con quý hóa. Vẻ mặt vợ của Trần Khiếu Thiên Dương Tố Mai lộ rõ sự hâm mộ, cười nói. Ha ha ha, Phàm tử là đứa biết điều, còn chu đáo hơn cả thằng Diệp Hào, mỗi lần về đập thiên thủy đều tới thăm tôi, không có quà thì đưa tiền, thật không uổng phí công nuôi dưỡng. Người nhà quê chúng tôi như thế là đáng quý lắm rồi. Diệp Kim Liên vui vẻ cười nói, quay sang liếc nhìn Dương Tố Mai một cái rồi nói. Trần Quân cũng là đứa rất có hiếu, Tố Mai à, chị còn chưa thấy mãn nguyện sao? Có hiếu thì cũng có, nhưng tôi muốn bế cháu rồi, thế mà đứa con bận bịu này vẫn chưa có động tĩnh gì, nóng lòng đến chết đi được, hỏi nó trước giờ đều nói không có gì phải vội, còn chưa muốn kết hôn, kêu lão Trần đi khuyên giải, lão già này, cả ngày cũng chẳng nói một lời nào. Dương Tố Mai cười vẻ oán trách nói. Diệp Phàm bất giác hỏi. Dì Tố Mai, chuyện của Trần Quân có phải nên làm luôn không, con thấy cũng không còn sớm nữa, đã đến tuổi rồi. Được vậy thì tốt, bí thư Diệp à, tình cảm sao nói được là được, con xem nên nói thế nào, nghe nói có bí thư Đoàn với con quan hệ rất tốt, đem chuyện này ra nói, chọn một ngày để tiến hành. Tuy nhiên, cái bụng của Hạnh Nhi vẫn chẳng có nhúc nhích gì, lại làm gì thêm lo lắng. Con xem, dì gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu nội để bế, thế này sao mà không vội cho được. Nhà họ Trần chúng ta trước đây cũng là một vượng tộc, không thể để dòng tộc thưa thớt đi được. Dương Tố Mai của trách hai cha con Trần Quân. Diệp Phàm trong lòng cười nghĩ trộm, bảo hạng người mộc mạc như Trần Quân muốn anh ta lấy tiểu thư bá vương ương ngạnh Đoàn Hạnh Nhi, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây còn giống người thường. Việc này, không gieo hạt giống mà muốn cái bụng to ra. Trừ phi là bị u trực tràng may ra mới giống. Xem ra Dương Tố Mai đến bây giờ vẫn chưa biết đứa con trai Trần Quân của bà ta đặc biệt thất bại trong vấn đề đối phó với phụ nữ. Được, đợi hai ngày nữa có thời gian rảnh con sẽ đặt vấn đề với anh Đoàn. Diệp Phàm cười gật gật đầu, rồi bảo. Ý của Trần lão thế nào ạ? Ý gì nữa, cái nhà này còn chưa đến lượt bọn họ làm chủ, gì nói được là được, đừng để ý đến hai cha con họ. Ba cái gậy mà chẳng được tích sự gì, nhìn mà sốt cả ruột. Dương Tố Mai đến phút này mới thể hiện ra khí phách của một đại tiểu thư vượng tộc họ Dương ở Tô Châu. Nếu như lần này có niềm vui gấp bội thì sẽ thế nào nhỉ? Diệp Phàm bất giác hỏi. Niềm vui gấp bội, gấp thế nào? Bí thư Diệp à, con là một đại văn nhân, việc này chúng ta không hiểu. Dương Tố Mai cười hỏi, cũng có chút suy nghĩ. Dứt khoát phải mời tất cả người nhà họ Dương ở Tô Châu đến, để thành một khối náo nhiệt. Dì Dương nghĩ xem, con trai của dì như vậy, việc kết hôn là chuyện hệ trọng, có nhiều khách khứa bạn bè đến cùng lúc đó đi đặt vài chục mâm ở khách sạn thì hãnh diện bao nhiêu. Hơn nữa, cũng không thể để nhà họ Đoàn cười chúng ta, nói nhà ta không có nhiều họ hàng thân thích phải không ạ? Diệp Phàm cười nói, năm xưa Dương Tố Mai quyết cùng với Trần Khiếu Thiên suốt ngày chỉ biết luyện võ điên cuồng nà. Dương gia đương nhiên chẳng thể nào vừa lòng với Trần Khiếu Thiên rồi. Cuối cùng, Dương Tố Mai nhất quyết bỏ trốn theo Trần Khiếu Thiên,
nhiều năm rồi mà vẫn chưa trở lại Dương gia ở Tô Châu thăm người thân. Tuy nhiên, Diệp Phàm thường xuyên nhìn thấy Dương Tố Mai một mình ngồi thẫn thờ trong phòng hoặc ngồi dưới góc cây len lén lau nước mắt. Trần Khiếu Thiên và Trần Quân hai cha con này cứng nhắc lắm, rất khó phát hiện ra điểm này, nhưng Diệp Phàm thì đã thấy mấy lần. Diệp Phàm cũng từng dò hỏi, tuy nhiên Dương Tố Mai không trả lời. Qua phân tích, Diệp Phàm có thể khẳng định, Dương Tố Mai không phải không muốn trở về ngôi nhà đó ở Tô Châu. Suy cho cùng mẫu tử liên tâm, Dương Tố Mai cũng đã 50 rồi, Diệp Phàm đã lặng lẽ cho người điều tra nghe nói nhà họ Dương mười mấy năm trước liên tục gặp đại nạn. Hiện gia đạo đã sa sút, không bề thế như trước nữa. Tuy nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Dương gia ở Tô Châu vẫn là vọng tộc. Có điều, Diệp Phàm cảm thấy Dương gia hiện nay chỉ là cái vỏ ngụy trang mà thôi, người ngoài nhìn vào thấy hào nhoáng, kỳ thực bên trong đã chẳng còn gì. Nhưng cha mẹ ruột của Dương Tố Mai vẫn còn khỏe mạnh, đã đều 70 tuổi hơn rồi, còn sống được mấy năm nữa. Dương Tố Mai muốn về thăm nhà cũng là chuyện thường tình, nếu không quay về người già nằm xuống thì vĩnh viễn không thể gặp được nữa. Quả nhiên, vừa nghe Diệp Phàm đưa ra ý kiến Dương Tố Mai tâm tư đã dao động, tuy nhiên ngẫm một lúc cuối cùng lại lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Hai, trở về để bị mắng chửi thì chi bằng không về. Con cũng biết tính khí đại lão gia rồi đó. Bảo ông ấy chịu bị sỉ nhục, ông ấy biết được thì kế hoạch đi Dương gia của chúng ta bị hủy ngay. Dì Dương, dì nói thật cho con, dì muốn về hay không? Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Dương Tố Mai nói, nhìn Dương Tố Mai bộ dạng do dự không dứt khoát, Diệp Phàm lại nói thêm. Nếu dì Dương thực sự muốn trở về, việc này để con lo liệu, con nghĩ đã nhiều năm như vậy rồi. Trần Quân cũng đã hơn hai mấy tuổi, Dương gia chẳng nhẽ thực sự có lòng dạ sắt đá vậy sao? Con chỉ sợ người nhà đã già cả rồi, nếu trở về muộn là không thể thấy gặp được nữa, đến lúc đó, còn có tác dụng gì? Việc này, chỉ sợ trong lòng Khiếu Thiên đã nguội lạnh, hai. Khóe mắt Dương Tố Mai có phần ươn ướt. Tố Mai, bà muốn về nhà thì cứ về đi, lần này Trần Khiếu Thiên tôi có mặt dày quỳ lạy thì cũng sẽ xin bọn họ tha thứ. Tố Ma. Y bà cùng tôi chịu khổ mấy mươi năm rồi, tôi nợ bà cũng nhiều rồi, nhà chúng ta cũng đã giàu có rồi, hơn nữa, Trần Quân lại sắp kết hôn thôi, cũng là lúc nên trở về. Lúc đó, Trần Khiếu Thiên đột ngột xuất hiện, không ngờ lời nói của lão già cổ hủ này lại khiến người ta cảm động. Lão gia, trong lòng ông thực sự không khó chịu gì chứ? Dương Tố Mai có chút lo lắng liếc nhìn Trần Khiếu Thiên. Xem ra, việc vừa nhỏ trong nhà Dương Tố Mai đều có thể quyết định. Nhưng việc hệ trọng này Dương Tố Mai cũng không hề hồ đồ, còn rất tôn trọng ý kiến của Trần Khiếu Thiên. Không có, thật mà, Bí Thư Diệp, chuyện này phiền cậu nói chuyện với nhà họ Đoàn một chuyến, nếu định được ngày, chúng tôi sẽ xuống Tô Châu một chuyến, lúc đó mấy người nhà tụ họp với nhau cũng đủ náo nhiệt rồi, còn có mẹ con em gái Kim Liên cùng đi, mọi người đều vui. Náo nhiệt, Trần Khiếu Thiên hình như cũng đã nghĩ thông rồi, cười rất vui vẻ. Được, cứ làm như vậy đi. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, quay sang nhìn mẹ nuôi nói. Mẹ nuôi, mẹ đến thật đúng lúc, vốn con cũng định chuẩn bị ngày mai cho người xuống đón mẹ, mẹ có thể không biết, Diệp Hào hiện nay đã chuyển về rồi, đến sư đoàn ở Thủy Châu làm tiểu đoàn trưởng. Diệp Hào giờ đã là thiếu tá, sĩ quan cao cấp chính thức rồi, mẹ nuôi, mấy ngày nữa em ấy sẽ về. Mẹ biết tất cả đều là con làm cho Diệp Hào, mẹ nuôi cả đời này gặp được con là cái phúc của mẹ, cái phúc của mẹ. Diệp Kim Liên cảm động đến rơi nước mắt, Diệp Phàm nhanh chóng rút khăn cho mẹ nuôi lau, lúc này, có chuông điện thoại reo. Anh à, bố em gọi anh tới đây một chuyến. Nhận điện thoại Phí Hướng Phi gọi đến, Diệp Phàm cũng chẳng nghĩ gì, còn tưởng Phí hỏi chuyện của Hồng Liên, liền nói với mẹ nuôi một tiếng, lái xe đến thẳng nhà riêng của lãnh đạo tỉnh ủy ở Vịnh Lưu Tinh Hồ Tứ Trúc Đông Thành. Vừa đến nhà Phí ra, Phí Hướng Phi ra đón vào trong nhà. Chỗ này cũng không tồi nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Ừ, tốt lắm, sư trưởng Trấn đối nhân xử thế quả không tệ, vừa mới đến còn không biết làm thế nào để làm quen môi trường. Tuy nhiên, dưới sự điều động của sư trưởng Trấn, có khi Tề Thiên cũng phải ghé đến điểm mặt một chút, thường xuyên lui tới. Về mặt chuyên môn cũng không tệ, có điều, cũng phải mệt mỏi vì tăng ca thêm giờ, một sư đoàn mới, cái gì cũng khác nhau. Phí Hướng Phi mặt cười đắc ý nói. Nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Chuyện này vì bận quá nên còn chưa kịp cảm ơn anh một tiếng,
đợi em hết bận rộn sẽ mời đại huynh một bữa, chúng ta cùng thoải mái tận hưởng, ha ha. Ha ha, vạn sự khởi đầu nan, có điều, chỗ nào không hiểu thì hỏi Tề Thiên, còn có thực sự không được thì đi hỏi sư trưởng Trương, cậu ấy biết nhiều lắm. Diệp Phàm đưa tay vỗ vỗ vào vai Hướng Phi, làm Hướng Phi rất cảm kích, tuy nhiên, hiện tại mình giống như bị hàng phục, ít nhất cũng thấy bản thân mình chẳng có chút giá nào cả. Trong lòng Diệp Phàm cũng đang thầm cảm thán tầm quan trọng của năng lực, bằng năng lực của bản thân đã giành được sự tôn trọng của công tử thứ nhất Nam Phúc Phí Hướng Phi này. Không có năng lực, Phí Hướng Phi để ý đến mình mới lạ, kể cả có mối quan hệ với sư phụ thì tác dụng cũng không lớn lắm. Đại gia tộc không cần nói đến mối quan hệ sư trò, ngay mối quan hệ anh em cũng thường tồn tại sự tranh quyền đoạt vị, tất cả đều lấy lợi ích làm thước đo, không có năng lực, ở đâu cũng chỉ có thể làm quân cờ cho kẻ khác. Cảm ơn anh đã có lời, nói vậy nếu em đi thỉnh giáo sư trưởng Trương anh ta cũng sẽ nể mặt đúng không? Phí Hướng Phi nói đến đây, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Diệp Phàm, Phí Hướng Phi tiếp lời. Đây là sự thật, sư trưởng Trương đừng tưởng anh ấy là một huynh trưởng, đối với người ngoài, sư trưởng Trương rất oai nghiêm. Chính ngay sư đoàn trưởng Trấn, quân đoàn trưởng Hầu Bình gặp anh ta đều rất khách sáo. Tuy nhiên, em thấy sư trưởng Trương giống như người anh trai vậy. Có lần chính mắt tôi nhìn thấy Tề Thiên bị Trương sư trưởng giáo huấn, muốn chui xuống đất cho rồi. Sư trưởng báo săn hình như còn lợi hại hơn sư đoàn trưởng của quân đội thông thường, Hướng Phi có chút mơ hồ, sao là sư trưởng mà lại không giống nhau. Chương 1493, đối phó bí thư tỉnh ủy. Ha ha, có những chuyện cậu không cần hiểu rõ, chỉ cần biết là phải tôn trọng sư trưởng Trương là được rồi. Nhớ tạo quan hệ tốt với sư trưởng Trương, sau này chắc chắn sẽ có lợi. Diệp Phàm cười cười, không trả lời thẳng. Có nghe thấy không Hướng Phi, những gì tiểu Diệp nói con phải nghe. Đừng có cả ngày cứ bày cái mặt thối công tử Phí ra ra, trong khối quân đội đặc biệt này, thân phận của con chẳng đáng tiền đâu. Làm người, phải học được cách tôn trọng người khác, người ta mới tôn trọng mình. Lúc này, giọng nói nghiêm khắc của Phí Mãn Thiên truyền đến. Con hiểu mà ba. Ba thấy con đem thân phận công tử Phí ra ra lúc nào chứ? Trước kia con ở quân khu tỉnh Nam Phúc mấy năm, có biết bao nhiêu người đều không biết con là người của Phí ra ở Bắc Kinh. Con làm người, cũng khiêm tốn lắm rồi. Đại ca nói có đúng không? Phí Hướng Phi chuyển sang cho Diệp Phàm. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, trong lòng nói Phí đại công tử cậu mà khiêm tốn mới lạ, Phí nhất độ cũng chẳng khác gì mấy. Còn kiêu ngạo hơn cả cậu. Các cậu chỉ khiêm tốn trước mặt tôi thôi. Liếc nhìn Phí Mãn Thiên một cái, nói. Chào bí thư Phí. Ngồi đi, đã đến rồi thì ăn cơm chung luôn nhé. Phí Mãn Thiên thản nhiên nói xong, quay đầu đi về phía bàn ăn. Diệp Phàm cũng không khách khí, rửa sạch tay rồi ngồi xuống. Tuy nhiên, lúc ngồi vào bàn ăn chỉ lặng lẽ ăn, Phí Mãn Thiên cũng chuyên tâm đối phó với chén canh gà trước mặt. Diệp lão đại ăn chậm rãi. Cảm giác chẳng có mùi vì gì, cơm cũng được, nhưng mẹ nó ngồi ăn thế này còn khó chịu hơn hơn ngồi tù. Kỳ thực, ngồi ăn với lãnh đạo chẳng phải chuyện sung sướng gì, đặc biệt là lại ở trong nhà lãnh đạo, gò bó lắm, đối với đại đa số các đồng chí trong thể chế mà nói, nếu phải dùng bốn chữ để hình dung, thì đó chính là buồn phải cố vui. Diệp Phàm lén liếc nhìn Phí Mãn Thiên một cái, thấy ông ta chẳng hề nhúc nhích, trong lòng thằng nhãi tương đối buồn bực. Thầm nghĩ chẳng biết ông ta gọi mình đến làm gì mà sao chẳng lên tiếng, rốt cuộc là có ý gì chứ? Mười mấy phút trôi qua, Phí Mãn Thiên đã đối phó xong tô canh gà trước mặt. Chậm rãi lấy khăn lau miệng, trong miệng còn đang nhai, hình như có miếng thịt vẫn chưa nhai xong. Lúc này, mới liếc nhìn đồng chí Tiểu Diệp, nói. Có phải đang trách tôi sao không hỏi gì cậu đúng không? Vâng, cũng có một chút. Diệp Phàm gật gật đầu, ngồi thẳng người. Thành thật trả lời Phí Mãn Thiên. Cũng nói thật đấy. Phí Mãn Thiên gật đầu, dường như khá hài lòng nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Nghe nói gần đây cậu liên tục kéo các khoản đầu tư về, chắc cũng được mấy trăm triệu rồi nhỉ. Tập đoàn Thiên Mậu có cổ phần ở Phù Thị Bắc Kinh, Đinh Thị của Thủy Châu, cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lưu Bản Tín tập đoàn cơ điện Đằng Long nổi tiếng trong ngành cơ điện Đài Loan đã chính thức ký hợp đồng rồi, ba công ty đầu tư tổng cộng hơn 200 triệu. Diệp Phàm đối đáp trôi chảy, nhìn Phí Hướng Phi còn nói thêm. Bí thư Phí, rất cảm ơn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã có chính sách đặc biệt đối với khu Hồng Liên chúng cháu.
Còn khoản tiền kiến thiết trị ô sông Hồng Liên đã cấp xuống thêm 200 triệu, chỉ còn lại 200 triệu thôi. Đến đòi nợ đúng không? Phí Mãn Thiên thản nhiên hừ một tiếng, cũng chẳng nói gì về những tính toán nhỏ nhặt trong lòng thằng nhãi này. Vốn Phí Mãn Thiên đồng ý cấp cho Diệp Phàm 500 triệu, đó là còn phải xem hắn có kiếm được chức phó sư tưởng cho thằng con trai Phí Hướng Phi không. Cái này, Phí Mãn Thiên chưa đến nửa năm đã cấp xuống 300 triệu rồi, không thể ngờ thằng nhãi này còn chê chậm, đến nhà ăn cơm rồi còn đòi nợ nữa, Phí lão đại chưa thấy cấp dưới nào lại to gan lớn mật đến như thế. Ha ha, bí thư Phí, quy hoạch sông Hồng Liên đã được Sở Thủy Lợi tỉnh tổng phê duyệt. Quốc thổ với các thủ tục khác căn bản đã xong, hiện nay đang tiến hành giai đoạn mở rộng kiến thiết. Quy hoạch khu công nghiệp với khu sinh thái nhân văn Hồng Liên hai bên sông cũng đang chuẩn bị khởi động. Đến lúc đó không biết có thể mời bí thư Phí đến cắt băng khánh thành không. Còn 200 triệu kia không sớm thì muộn cũng phải cấp xuống, tuy nói có mấy trăm triệu, nhưng so với hạng mục kiến thiết sông Hồng Liên, cái đó, có vẻ cũng hơi ít. Diệp Phàm thản nhiên nói, đem 500 triệu mà Phí Mãn Thiên người ta cấp thành món tiền nhỏ mất rồi. Khẩu vị cũng không nhỏ nhỉ, mới có mấy tháng, tôi đã cấp cho cậu 300 triệu. Cậu nghĩ Ủy ban Nhân dân tỉnh là nơi in tiền à? Cậu hỏi thử những khu khác ở Thủy Châu xem, khu Đông Hồ này, khu Tây Thành này, bọn họ lấy được bao nhiêu? Người ta chỉ được có mấy chục triệu, cậu được những mấy trăm triệu, phải biết đủ đồng chí Diệp Phàm ạ. Tham nhiều quá lại mục nát ra, cái này cũng không hiểu à. Tiền phải cấp từ từ người ở tỉnh mới không nhòm ngó. Có người đỏ mắt rồi đấy, còn nữa, chú ý dùng tiền cho tốt vào. Cậu nghĩ xem, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không thể để lộ ra cái gì, bằng không, tôi phải túm cậu để hỏi đó. Phí Mãn Thiên có vẻ hơi trách cứ. Yên tâm, mặc kệ là có bao nhiêu tiền, cháu cũng chẳng cất vào túi riêng của mình. Diệp Phàm thẳng thắn trả lời, khi nói câu này đồng chí Tiểu Diệp ưỡn thẳng lưng, bởi vì thằng nhãi này đâu có thiếu tiền. Vậy thì tốt, biết cậu có bản lĩnh rồi, có thể kiếm được tiền. Chuyện tiền bạc thì tôi chẳng phải lo lắng về cậu. Bằng không, Phương Thành chẳng phải nhìn nhầm người sao. Tuy nhiên, phải quản cán bộ bên dưới cho tốt mới được. Bằng không, bọn họ có chuyện gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo đấy. Khoản tiền lớn như vậy, có bao nhiêu món béo bở, trong lòng cậu hiểu rõ, cái này, tôi không nói nữa. Hiện nay tôi nói với cậu một chuyện khác. Có phải các cậu yêu cầu hủy nhà khách quân khu tỉnh không? Phí Mãn Thiên tung ra chủ đề chính của ngày hôm nay. Vâng, bọn họ chiếm đường sông Hồng Liên. Giờ sông Hồng Liên phải mở rộng, chắc chắn là phải phá đi. Bằng không, chỗ đó không thông, cả đường sông thuyền chẳng cách nào đi qua được. Vì Đại cục quy hoạch Hồng Liên, quận ủy và ủy ban nhân dân quận yêu cầu phá bỏ nhà khách quân khu tỉnh cũng là hợp lý. Diệp Phàm đáp, trong lòng sớm chờ mình nổi sóng gió. Không ngờ được tin này lại đến tai Phí Mãn Thiên. Chắc chắn phó tư lệnh Ngô không có sức mạnh này, chắc hẳn là tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Trung Minh làm rồi. Quân khu tỉnh là đơn vị quân đội cấp quân, Hồ tư lệnh là tướng quân, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa, anh ta cũng là lãnh đạo của cậu. Cậu có cái gì để họ có thể cam tâm tình nguyện cho cậu phá tòa nhà đó? Phí Mãn Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thản nhiên hừ nói. Kỳ thực là đang nhắc nhở đồng chí Tiểu Diệp. Hồ Trung Minh đang đâm dao sau lưng. Đương nhiên, đối với người bình thường, Phí lão đại sẽ không nói chuyện như vậy. Trong lòng Diệp Phàm hiểu, Phí lão đại đã đối xử với mình như người trong nhà nên mới nói thế, đây chính là sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với hắn, chứng minh sự quan tâm ông dành cho mình. Cho nên, trong lòng thằng nhãi cũng âm thầm cảm kích. Cái này, chúng cháu đang nghĩ cách, nếu thực sự không được, chúng cháu cũng đành dùng pháp luật giải quyết, chặn mọi đường đi lại. Bằng không, sự phát triển của Hồng Liên chỉ còn là món đồ chơi. Chắc chắn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng không muốn thấy những chuyện như vậy xảy ra. Hồng Liên nở rộ, đây chính là thời điểm kỳ vọng, cũng chính là kỳ vọng của tỉnh ủy, cháu không thể không quan tâm đến kỳ vọng của lãnh đạo đúng không ạ? Diệp Phàm chuyển hết tâm ý lên người Phí Mãn Thiên, chỉ cần ông ta đồng ý, chuyện này ắt sẽ giải quyết được thôi. Hơn nữa, còn khéo léo đem chuyện này chụp lên người lãnh đạo. Mặc kệ cậu làm gì, nhưng, phải có đường đi bình thường, đừng có dở trò. Phí Mãn Thiên đột nhiên hừ giọng nói, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Dở trò, cháu chẳng dở trò gì cả. Mấy ngày nay, cháu đã sắp xếp người thương lượng với quân khu tỉnh việc này.
Tuy nói khá khó khăn, nhưng cháu tin trên đời này luôn có lý lẽ đúng không ạ? Diệp Phàm nói, trong lòng thầm chửi mẹ nó. Chữ giở trò Phí Mãn Thiên đã chỉ ra khá rõ. Nhưng thằng nhãi này chỉ cần Phí Mãn Thiên chưa nói rõ ra, thì có đánh chết hắn cũng không nhận. Còn không à, cậu dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói không? Phí Mãn Thiên đột nhiên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh à, có chuyện gì từ từ nói, đừng nói Tiểu Diệp như vậy. Lâm Hồng vợ của Phí Mãn Thiên ở bên cạnh khuyên nhủ. Vì, giọng điệu Phí Mãn Thiên rất nghiêm khắc, nhìn cứ như đang thẩm án vậy. Trong lòng Diệp Phàm cũng tức giận, tuy nhiên, thằng nhãi này tận lực khắc chế, nói. Thực sự cháu có dở trò gì đâu ạ? Chuyện này không phải vẫn chưa bàn bạc xong mà, có làm gì đâu ạ? Cháu ơi là cháu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi hỏi cậu, Ngô Diễn con trai phó tư lệnh Ngô Huy Cần đã xảy ra chuyện gì? Phí Mãn Thiên liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Nó với mấy người nữa lái xe cố ý tung cháu, may là mạng cháu lớn chưa bị tung chết. Sau đó, cháu muốn nói chuyện với họ, chưa kịp mở miệng. Mấy người này đã đánh cháu. Đáng ghét nhất là Ngô Diễn, là quân nhân, vậy mà dám lấy quân chủy ra định giết cháu. May được sư phụ truyền cho chút thân thủ, chứ nếu không, chắc hôm nay cháu chẳng ngồi đây rồi. Tuy nói, cha của nó là phó tư lệnh quân khu tỉnh, nhưng cũng không thể ức hiếp người như vậy, coi mạng người là trò đùa sao. Và lại, đệ tử Phí gia có thể đớn hèn thế à? Diệp Phàm trả lời, đem cả sư phụ mình ra. Đúng là coi mạng người như trò đùa, cậu không phải sai. Chàng trai à, uống rượu say làm vài chuyện khác người, nên phạt thì cứ phạt. Cậu đánh cũng đánh rồi, người bị thương là nó mà. Còn sao nữa, cậu giỏi lắm, không ngờ buộc người ta phá nhà khách tỉnh ủy, không phá thì không thả người, cậu rõ ràng là đang dở trò, còn dám nói dối, tôi đã hỏi cậu mấy lần, cậu vẫn không chịu thừa nhận. Làm cán bộ đảng, phải nói thật, đừng có lợi dụng cơ hội dối trên lừa dưới. Loại tư tưởng này không được, là sai lầm. Chúng ta là người trong nhà không cần nói nhiều nữa, hôm nay tôi phải phê bình tư tưởng của tiểu tử cậu không tốt. Phí Mãn Thiên ép xuống. Cháu không dở trò với họ, là Ngô Huy Cần sai trưởng phòng mã của quân khu tỉnh dẫn người đến cục công an thành phố Thủy Châu người ta bao vây lại, đập văn phòng người ta chẳng nói làm gì, còn đánh bị thương người nữa. Lúc đó cháu cũng có qua xử lý, quân khu tỉnh là quân đội của nhân dân, đâu phải thổ phỉ. Bọn họ có quyền gì bao vây cục công an thành phố, đập phá văn phòng đồng chí Lô Vĩ. Hơn nữa, còn tuyên bố quản chế quân sự gì đó. Cái này đúng là hành vi cường đạo. Hơn nữa, về chuyện phá tòa nhà, lúc đó cháu chỉ đề xuất thương lượng với phó tư lệnh Ngô, chính ông ta đồng ý phá. Nếu ông ta đồng ý phá, cháu cũng làm người tốt, dĩ nhiên sẽ không cần truy cứu chuyện con trai ông ta nữa. Không thể ngờ Ngô Huy Cần đường đường là trung tá phó tư lệnh. Mà chẳng giữ lời, cuối cùng, chuyện này cũng chẳng biết thế nào, mà bị lãnh đạo trong quân đội của Ngô Diễn biết, nên đã bị đồng chí quân đoàn 2 đưa đi. Bọn họ bắt người có liên quan gì đến cháu chứ? Diệp Phàm cháu chỉ là phó bí thư thành phố Thủy Châu, đâu phải quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Giờ thì hay rồi, Ngô Diễn đánh người phải xử theo quân pháp, tôi lỗi lại đổ lên đầu trái, chả trách bí thư Phí gọi trái tới. Bí thư Phí, thiên hạ này có còn đạo lý nữa không? Giọng Diệp Phàm cũng lạnh đi không ít. Phí Hướng Phi ngồi một bên nháy mắt với Diệp Phàm, hy vọng hắn nhường cha mình một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã giận lắm rồi, với những gì Hồ Tư lệnh đã làm, Diệp Phàm khó mà nuốt trôi được. Chương 1494, gân cứng. Được mở mang kiến thức rồi, Phí Mãn Thiên tôi hôm nay thật sự được mở mang kiến thức rồi. Cậu dám nói chuyện quân đoàn 2 không phải do cậu làm. Đừng có giở trò trước mặt tôi, chuyện này có người sớm đã giải thích rõ ràng rồi. Nhưng, bản thân tôi thực sự cũng khâm phục cậu. Trong giới quân đội, cậu cũng có chút năng lượng, bằng không sao vị trí của Hướng Phi lại dễ dàng đến tay vậy chứ. Chuyện này, có phải cậu đến tìm Mai Trường Phong của Mai ra không? Ông ta đã đánh tiếng, quân đoàn trưởng Hầu còn có thể lên tiếng sao? Chút chuyện nhỏ, sao cậu không ngẫm nghĩ, tìm bên này tìm bên kia nữa à? Nợ ân tình người ta thì phải trả. Có sức như vậy, thì chi bằng hãy dùng nó vào việc đúng đắn. Phí Mãn Thiên nổi giận, ném đũa keng xuống bàn. Bí thư Phí, cháu không biết cháu làm sai chuyện gì. Cháu nói rồi, quân đoàn 2 là chuyện quân đoàn 2, liên quan gì đến cháu. Hơn nữa,
cháu cũng chẳng đi ngang về tắt, có một số người, cả ngày cứ đi ngang về tắt. Chẳng được cái dám gì, chiếm đường sông của người ta mà vẫn còn có lý vậy sao? Quân khu tỉnh cao cao tại thượng, cháu không tin bọn họ có thể chiếm hết đạo lý. Chuyện tố tụng cháu quyết định rồi, vì hơn cả triệu người dân khu Hồng Liên, cháu phải kiện. Còn chuyện Ngô Diễn, không liên quan đến cháu nữa. Nếu như có đồng chí nào ở quân đoàn 2 đến hỏi cháu tình hình, cháu sẽ nói, đó là loại cặn bã, nên xử lý sớm đi. Diệp Phàm hừ lạnh nói, trong lúc vô ý, thằng nhãi này đã quên mất thân phận của Phí Mãn Thiên. Không ngờ dám chống lại cả bí thư tỉnh ủy, giọng điệu đó, cứ như đang tranh luận với tòa án vậy. Bớt nói lạc đề đi, cậu có còn coi tôi là lãnh đạo không? Trước sáng sớm ngày mai phải thả Ngô Diễn ra, còn chuyện nhà khách, cậu có đệ đơn lên tòa án đó là chuyện của khu Hồng Liên các cậu với quân khu tỉnh ủy, không cần nói với tôi. Chuyện 200 triệu còn lại, chờ xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Phí Mãn Thiên nhăn mặt, đưa tay lên hừ nói, cảm thấy thằng nhãi này quá kích động, cần phải chỉnh đốn lại. Bằng không, heo mẹ đều biết trèo cây hết. Chuyện này cháu không làm được, cháu không phải là quân đoàn trưởng hầu. Mà dù có thể làm đi chăng nữa thì cũng sẽ không đi van xin cho cái loại con ông cháu cha như Ngô Diễn. Chẳng lẽ Diệp Phàm cháu lại thấp hèn đến nông nỗi này, có người muốn giết cháu đã phải liếm mặt cho qua, rồi còn phải giải vây cho hắn, để hắn có cơ hội ra tay tiếp với cháu sao? Thiên hạ này lẽ nào lại có cái lý như vậy, bí thư Phí, ngài là lãnh đạo, là bí thư tỉnh Nam Phúc, ngài nói có đúng không? Diệp Phàm nói chữ nào cũng có lý, Phí Mãn Thiên thực sự có chút đâm lao phải theo lao. Vốn tưởng rằng thằng nhãi này chỉ cần mình nhắc nhở một chút sẽ nhanh chóng gật đầu. Đến lúc đó lại cho chút mật ngọt để giảng hòa. Không thể ngờ lại gặp phải tên khó chơi như vậy, Phí Mãn Thiên cảm thấy quyền uy của mình đang bị một tên tiểu bối khiêu khích. Cậu nói lại lần nữa xem, có thả không? Phí Mãn Thiên chỉ tay vào Diệp Phàm hỏi. Ba, có gì từ từ nói. Để con khuyên Diệp Phàm được không ạ? Phí Hướng Phi khẽ động đậy, vội vàng khuyên nhủ. Anh à, anh nghe Hướng Phi đi, đều là người một nhà, sao phải cứ như vậy chứ? Nếu để Phương Thành biết, không biết trong lòng sẽ khó chịu đến mức nào. Lâm Hồng cũng khuyên nhủ, đem cả sư phụ Phí Phương Thành của Diệp Phàm ra. Phụ nữ các người bớt lôi thôi đi, còn Hướng Phi nữa, khi không cần nói thì đừng có xen vào. Đây là nguyên tắc vấn đề, Phương Thành. Phương Thành kiếm về một đệ tử như vậy, Phí Mãn Thiên tôi đây đúng là mở rộng tầm mắt. Đúng là tính tình thối như sư phụ của nó, tiểu tử, cậu còn cho mình là đồ đệ của Phương Thành thì phải tôn trọng người của Phí gia. Bằng không, hừ. Phí Mãn Thiên vô cùng tức giận, để lung lạc được Tư lệnh Hồ, kể ra, ông ta cũng có chút khó chịu rồi. Sư phụ là sư phụ của cháu mãi mãi tôn trọng ông ấy. Cháu tin, nếu đổi lại là sư phụ. Ông ấy sẽ không ép cháu như vậy. Diệp Phàm đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Cậu nói Phí Mãn Thiên tôi không phân biệt được trắng đen tốt xấu đúng không? Phí Mãn Thiên cực kỳ tức giận, tuy nhiên, vẻ mặt vẫn không chế rất tốt, quai hàm vẫn chưa hề run lên. Đó là do chính ngài tự nói. Diệp Phàm hừ nói. Được, được, cậu đi đi, Phí Mãn Thiên tôi không chỉ huy được cậu nữa, cậu thích đi đâu thì đi đi, đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Phí Mãn Thiên lạnh lùng nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách. Ba, ba, đừng như vậy. Phí Hướng Phi nóng nảy, kêu lên. Cáo từ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Đại ca, đừng nóng vội. Phí Hướng Phi kéo Diệp Phàm ngồi xuống, nhưng, bị Diệp Phàm nhẹ nhàng mở tay ra, hắn nói với Phí Hướng Phi. Cậu là cậu, bí thư Phí là bí thư Phí. Tôi đi đây. Diệp Phàm bước nhanh ra khỏi nhà họ Phí, nhìn Diệp Phàm bóng dáng đi xa, Phí Mãn Thiên đặt mông ngồi xuống ghế, cả nửa ngày, chẳng hé răng. Dầm một tiếng, toàn bộ chén dĩa trên bàn bị ông ta quăng hết xuống đất thành một đống đổ nát. Cái thứ khốn kiếp! Nửa ngày Phí Mãn Thiên mới thốt được một câu như vậy, chẳng biết chửi ai. Anh à, nó là đồ đệ của Phương Thành, anh đối xử với nó như vậy, Phương Thành sẽ tức giận, với tính khí của cậu ấy, dám sẽ liều mình với anh đấy. Còn nữa, Thanh Sơn cũng đem Phi Ưng cho nó, chẳng lẽ anh muốn chọc cho Thanh Sơn về đập nát cái bàn của anh? Còn ông cụ nữa, cũng khen nó lắm. Nó đến Hồng Liên Nam Phúc, cũng là do anh hai gật đầu. Anh thực sự muốn như vậy, chuyện này phiền phức rồi, phiền phức rồi. Lâm Hồng vẻ mặt lo lắng, nói.
con nghe con không biết nghe lời, chẳng biết nhìn đại cục gì cả. Có chút tức giận mà không chịu nổi, khó thành chuyện lớn, khó thành chuyện lớn. Phí Mãn Thiên quở trách nói. Anh làm nên chuyện lớn, vậy mà lại tức giận với một thằng thanh niên. Hay là nói chuyện với anh hai đi, bảo Nhất Độ gọi cuộc điện thoại. Đều là người nhà cả, đừng cương quá. Lâm Hồng khuyên nhủ. Bớt xông dài đi, điện thoại, tôi không gọi. Thằng nhóc giỏi, lông cánh cứng cáp rồi đúng không? Chỉ là một phó bí thư, ông đây sẽ lập tức bãi chức ngay. Phí Mãn Thiên thực sự tức giận, nếu Diệp Phàm không thả người, mình cũng mất hết thể diện rồi. Phí Mãn Thiên thậm chí nghĩ, ngày mai chẳng dám gặp Hồ Tư lệnh nữa. Tỉnh ủy không hàng phục được cấp dưới, cái này quả là mất mặt, chẳng ai có thể chịu đựng được cả. Cô đang ở đâu? Diệp Phàm trong lòng một ngạt đến phát rồ, thằng nhãi này cầm điện thoại hét lên. Để làm gì, ăn phải thuốc súng à? Mai Phán Nhi tức giận, hừ nói. Có ở nhà không, lôi thôi cái gì? Diệp Phàm tức giận, hừ nói. Ở nhà thì sao, không ở nhà thì sao? Mai Phán Nhi tôi không phải là nô tài của danh, dựa vào cái gì mà anh dám kêu hét với tôi? Mai Phán Nhi tương đối tức giận, giọng điệu của người gọi đến vô cùng hung hăng, Mai Đại Tiểu Thư làm sao chịu được chứ? Bớt nói xàm đi, đang ở đâu, nói mau. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không nói anh làm gì được nào. Mai Phán Nhi tức giận, giọng cũng bực bội. Không nói đúng không, đợi tôi tới phá nát biệt thự Hải Đài Tiên Ảnh của cô đi. Diệp Phàm cười điên cuồng. Cái quái gì vậy, anh muốn cả thiên hạ đều biết đúng không? Muốn đập nhà tôi hả? Anh dám, hứ. Mai Phán Nhi hừ lạnh một tiếng rồi gác máy. Kỳ thật, Mai Phán Nhi rất thông minh, trong giọng nói lờ mờ nói cho Diệp Lão Đại biết, giờ mình đang ở biệt thự. Vì Mai Phán Nhi có cái biệt thự Hải Đài Tiên Ảnh ở Thủy Châu. Hơn 10 phút sau, Mai Phán Nhi nghe tiếng phanh thô giáp từ bên ngoài. Biết oan gia đã đến. Diệp Phàm đóng cửa xe, vừa vào nhà đã thấy Mai Phán Nhi mặc chiếc áo ngủ màu lam hoa trắng tựa ở khung cửa, có tư thế hơi nghển cổ trông mong tình lang. Thấy Diệp Phàm vội vàng chạy lại đang định chào hỏi, nào ngờ tên nhãi đó căn bản chẳng thèm để ý đến ai, đưa tay xuống, ôm chặt Mai Phán Nhi vào lòng. Bế cô nàng lên lầu. Cái cửa kia, đã được dùng chân đóng lại rồi. Anh làm gì vậy, buông tôi ra, anh là tên lưu manh. Mai Phán Nhi giãy giụa nói. Thả cái rắm, phụ nữ của ông đây ông muốn động thì động chứ. Diệp Lão Đại vô cùng thô bạo, căn bản chẳng thèm nghe Mai Phán Nhi nói. Soạt một tiếng, Mai Phán Nhi bị Diệp Lão Đại ném xuống nệm hoa. Soạt một tiếng nữa. Mai Phán Nhi còn chưa kịp có phản ứng đã thấy chiếc áo ngủ bị thằng nhãi này xé làm hai mảnh, bộ ngực cao ngất lộ nguyên không sót chút nào. Mai Phán Nhi vô cùng giận dữ, ngực cũng đập phập phồng. Anh, đây là cưỡng. Mai Phán Nhi vừa mới nói được mấy chữ, soạt một tiếng nữa, chiếc quần ngủ cũng thành hai mảnh. Trong vài giây ngắn ngủi, Mai Phán Nhi đã hoàn toàn bị lột hết y phục. Ai đó vô cùng điên cuồng, hung hăng lật thân hình người phụ nữ lại, từ phía sau. Đương nhiên không phải là chơi trò bạo quốc, chỉ là đổi tư thế phía sau thôi. Anh là đồ khốn kiếp. Mai Phán Nhi tức giận giãy giụa, tuy nhiên, làm cho ai đó cảm giác càng lúc càng kích thích, hắn đã hoàn toàn đánh mất mình rồi. Thô lỗ, không có khúc dạo đầu đã đi thẳng vào như thế, chỉ mong giải phóng được cơn phẫn nộ điên cuồng của mình. Một chiếc thuyền từ từ tiến vào gò đất giữa hai cánh hoa. Mới đầu, cô nàng còn giãy giụa muốn lật người lại đá ai đó. Nhưng, khi cao trào lên, tiếng rên mạnh mẽ cũng xuất hiện. Cô nàng cũng rơi vào trầm luân, cô cũng hoàn toàn đánh mất chính mình. Từ giãy giụa cự tuyệt đã thành tiếng thở dồn dập. Trên giường, cả hai đều điên cuồng quấn lấy đối phương. Trận chiến này kéo dài tương đối lâu, chiến đấu từ trên giường đến trên sofa, rồi bàn trang điểm. Ngay cả cửa sổ rộng lớn kia cũng có dấu vết của hai người này. Cuối cùng, tất cả cũng dừng lại. Mai Phán Nhi đã sụi lơ như một vũng bùn, chỉ như một con mèo ba tư cuộn tròn, hết sức thư thái dựa vào vòng ngực chắc khỏe của tên kia. Còn hắn, thì vô tâm vô phế ngủ khò khò mất rồi. Anh đúng là oan gia mà, chắc là bị kích thích lớn lắm. Quái, rốt cuộc ai chọc tức anh? Nói cho Phán Nhi chút giận giúp anh. Mai Phán Nhi dịu dàng như nước, duỗi đầu ngón tay di di nhẹ trước ngực ai đó, tự lẩm bẩm nói. Nhìn khuôn mặt và cơ thể cường tráng đang ngủ say, Mai Phán Nhi đột nhiên trở nên dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Phàm.
Oan gia, anh làm Phán Nhi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Mai Phán Nhi cầm điện thoại của Diệp Phàm lên, thấy hiện tên Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ là con trai Phí Nhất Hoàn, bí thư ủy ban kỷ luật trung ương, đại công tử của Phí gia. Sao khuya như vậy còn gọi điện đến, chắc chắn có việc gấp. Mai Phán Nhi ngẫm nghĩ một chút, tuy nhiên, cũng không đánh thức Diệp Phàm. Chương 1495, Phí Nhất Độ ra tay. Tuy nhiên, vài phút sau, điện thoại lại vang lên, thấy vẫn là Phí Nhất Độ gọi đến. Hơn nữa, gọi vài lần, đến lần thứ năm, Mai Phán Nhi không thể không đánh thức Diệp Phàm dậy, đưa điện thoại cho. Ai thế? Diệp Phàm cầm điện thoại, chưa xem hỏi. Đại ca, tôi là Phí Nhất Độ, đáng thức anh, ngại quá. Phí Nhất Độ nói. Là Nhất Độ à, có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Đại ca, vừa rồi hướng phi điện báo cáo tình hình, việc này tất nhiên Ngô Huy Cần làm không đúng. Mà lão già Hồ Trung Minh cũng đi theo cổ vũ. Hai lão già này, chúng ta về sau có thời gian cho họ mốt bài học. Phí Nhất Độ giải thích một chút. Cậu muốn nói việc này. Diệp Phàm hừ nói, biết y đang làm thuyết khách, tất nhiên thái độ đối với y không tốt. Ha ha, đại ca, làm người đôi khi cũng phải chịu tức giận. Sống ở trên đời, không có khả năng đều không phải tức giận có đúng không? Kỳ thật, chú tôi cũng rất phiền. Việc này chú tôi làm được là không nói. Tuy nhiên, anh có thể không biết rằng, chủ tịch tỉnh Yến vừa rồi tới Nam Phúc, hậu trường của người này cũng không yếu. Và lại, phó bí thư Tề là người trưởng thành từ địa phương. Cha của Tống Sơ Kiệt thì trước đây cũng từng đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy Nam Phúc. Nền tảng dày, hội nghị thường vụ đặc biệt phức tạp, cho nên, việc này, anh xem. Muốn bảo tôi thả Ngô Diễn có phải không? Có phải là lão già tư lệnh Hồ có giao dịch gì với chú cậu đúng không? Sau đó chú cậu dùng nước cờ lương tâm muốn tôi thả người. Hừ, việc này không bàn nữa. Cậu nói với chú cậu, trừ khi y đá tôi đến một góc nào đó, còn chỉ cần có tôi một ngày ở Thủy Châu, tôi sẽ đấu với Hồ Trung Minh và Ngô Huy Cần đến cuối cùng. Việc này không có đường thương lượng, nếu cậu còn coi tôi là đại ca thì đừng có rông dài. Nếu không, sẽ không là anh em gì hết. Lúc đó đi ra tôi cũng nói với Hướng Phi như thế, y là y, bố y là bố y. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, thái độ chưa bao giờ cứng rắn mạnh mẽ như thế. Người này là bị Hồ Trung Minh chọc tức. Đại ca, đừng nói như vậy, anh em tôi cũng không biết nói ra sao vì việc này. Tôi nói rồi, là chú tôi không nói. Tuy nhiên, việc này, anh cũng phải nghĩ đến khó xử của chú tôi. Cả tỉnh có nhiều việc phải làm, đứng đầu tỉnh ủy dễ nghe. Nhìn ngoài thì thế, trên thực tế, trong lòng họ có bao nhiêu phức tạp muốn cởi bỏ, rất khó. Phí Nhất Độ kiên nhẫn nói với Diệp Phàm. Nói thế là có ý gì? Địa vị cao, phải như thế. Quầy càng lớn, người càng nhiều, đương nhiên khó khăn cũng lớn hơn. Diệp Phàm tâm trạng thật ra tốt hơn nhiều. Đúng rồi có phải không? Cho nên, việc này, mời đại ca tha thứ một chút. Kỳ thực, chú cũng nói, y biết việc này có chút không ổn. Cho nên, lần trước anh không phải nói chuyện liên quan đến kiểu báo quốc sao. Phí Nhất Độ cuối cùng tung ra quân bài chưa lật, nhưng thật ra cho Diệp Phàm một món ngon thơm ngát. Cậu nói kiểu báo quốc có hy vọng. Diệp Phàm giật mình, hỏi. Trong lòng thầm nói nếu có thể đem kiểu báo quốc đến thành phố Mặc Hương đảm nhiệm chủ tịch thành phố quyết định, thả Ngô Diễn cũng không thiệt. Tuy nói tiến vào nhà họ Kiều cũng không chắc là hắn nhất định phải làm. Nhưng xuất phát từ góc độ của Kiều Viên Viên. Vẫn phải vì cô suy nghĩ một chút, cô hiện tại đối với hắn là thật tâm. Làm cho người con gái của mình đau lòng vì mình, không giống những gì người đàn ông nên làm. Ha ha, chỉ cần có thể thả Ngô Diễn, đến lúc đó thì 2 tỷ kia cũng nhanh chóng về đến tài khoản. Hơn nữa, tôi vì bỏ ra 100 triệu thế nào? Thế nào đại ca, tôi thế có đủ thành ý không? Còn Hồ Trung Minh cùng Ngô Huy Cần, tin tưởng với khả năng của đại ca. Hẳn là có thể làm cho bọn họ nếm mùi khổ sở. Phí Nhất Độ cười gượng một tiếng. Việc kia, thôi vậy, nếu cậu nói với Hướng Phi như vậy, tôi không thỏa hiệp chắc chắn không phải người rộng lượng. Việc này cứ như vậy đi, tuy nhiên, 100 triệu của cậu kia phải sớm chuyển xuống, có phải khu chúng tôi làm báo cáo gì không? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, cảm thấy phải có giấy tờ. Hơn nữa, theo như lời Phí Nhất Độ, đọ sức cùng Hồ Trung Minh về sau có thể tiếp tục. Trước chiếm lấy ưu đãi này rồi nói sau. Buổi sáng ngày hôm sau,
Ngô Huy Cẩn quả nhiên nhận được đứa con của mình. Mà trước tiên, Tư lệnh Hồ cũng gọi điện thoại tỏ vẻ cảm ơn Phí Mãn Thiên. Thằng nhóc này, ngay thẳng, bố cũng thiệt quá, một chủ tịch thành phố mới thay đổi ủng hộ của ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, hình như cũng không lỗ vốn, người này thật ra thật sự quan tâm đến khu Hồng Liên. Phí Mãn Thiên sau khi buông điện thoại nói một câu. Ba ngày trôi qua, Ngô Huy Cẩn tới văn phòng Tư lệnh Hồ, vẻ mặt khâm phục tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn gì, hai chúng ta nói những lời khách sáo này thì coi nhau là người ngoài rồi. Hồ Trung Minh thản nhiên cười nói, cảm giác có một chút thành thích. Hiện tại tôi muốn xem tên kia có thể trở mình dậy sóng cái gì. Còn muốn nhà khách chúng ta dành địa bàn cho hắn, đây là không có cửa. Ngô Huy Cẩn trên mặt hiện lên một tia mãnh liệt. Ha ha, anh nghĩ, cánh tay có thể xoay quá lớn sao? Một phó bí thư, còn chỉ có đều là cấp giám đốc sở gầm cầu thôi. Thực sự nghĩ rằng trên đời không ai quản được hắn sao? Vật tay nổi với bố, ở Nam Phúc này còn không tìm ra vài người. Tư lệnh Hồ thản nhiên hừ một câu, cầm một bình rượu lên nhấp. Đúng là như vậy, tư lệnh là ai, ha ha. Ngô Huy Cẩn cười nịnh nọt, quay sang chuyện khác đắc ý. Anh Hồ, ngày hôm qua Phó Chủ tịch quận Hồng Liên mang một ít người đến đàm phán với chúng ta, muốn chúng ta phá tòa nhà kia đi, ha ha, kết quả bị tôi làm cho nhục nhã một phen. Người đàn bà đó tức giận thiếu chút nữa tuôn ra ngoài. Cuối cùng cũng phải chuồn. Ha ha ha. Tư lệnh Hồ cười vang, nhìn Phó Tư lệnh Ngô một cái, có chút bí mật hỏi. Lão Ngô, anh cũng trưởng thành rồi, xem xét cũng cẩn thận phải không? Sao có thể đối đãi như vậy với một đồng chí nữ? Đặc biệt là cán bộ nữ, có thể rất ít. Chúng ta phải trân trọng họ, tôn trọng con gái mới đúng. Ha ha ha, việc này tôi cũng nói không tốt. Người đàn bà kia miệng cũng làm quá giận, không ngờ bảo đem chúng ta lên tòa án. Đánh cái con khỉ, tôi lúc ấy nói, sẽ theo hầu đến cuối cùng. Xem ai địa ủy chuyển nhà khách của chúng ta. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Phó Tư lệnh Ngô cười nói. Ha ha, kệ bọn họ gây sức ép đi. Tuy nhiên, nếu không phải Diệp Phàm quản lý khu Hồng Liên, tôi thật sự có thể suy nghĩ việc này một chút. Tuy nhiên, là hắn quản lý thì ngược lại. Miệng còn hôi sữa, cùng chúng ta ra điều kiện, tôi sẽ dạy hắn làm người như thế nào là tôn trọng lãnh đạo. Tư lệnh Hồ trong mắt ánh sáng lên. Đúng thế, một thằng nhóc thôi, tuy nhiên. Nghe nói buổi sáng ngày mai tư lệnh muốn xuống chỗ chúng ta kiểm tra, hình như là xuống khảo sát nhà ở của tập đoàn quân thứ hai. Anh xem, bọn họ đều xây dựng nhà, quan quân chúng ta hình như còn có nhiều người không có nhà ở phải thuê ngoài. Tình hình này, ảnh hưởng đến công tác của các quan quân. Nhà không có mà ở sao an tâm được. Lão Ngô, có phải cũng nói một chút, anh là người quản lý hậu cần. Tư lệnh Hồ thản nhiên nói. Đúng rồi. Chúng ra đều là do quân khu Linh Nam quản lý, bọn họ cũng không thể bên này nặng, bên kia nhẹ có đúng không? Tư lệnh, anh xem việc này có phải là nên dọn dẹp nhà khách trước, chào đón tư lệnh mai vào ở. Đến lúc đó chúng ta hầu hạ y thoải mái, có lẽ lúc lãnh đạo vui vẻ, cho mấy trăm vạn không chừng. Tư lệnh mai phân lượng ở quân khu hình như càng ngày càng tăng. Chẳng những quản lý hậu cần, không ngờ còn kiêm công tác huấn luyện. Có phải lão mai sắp vùng dậy? Ngô Huy Cẩn cười nói. Khó nói, tuy nhiên ông cụ Mai sắp về hưu, trước đó dù sao cũng phải giúp con trai đạt được vị trí cao có phải không? Nếu không, một khi nghỉ rồi, muốn trở mình gây ra sóng gió cũng không đủ khí lực. Tuy nhiên, lần này tư lệnh Mai xuống đây, tôi đoán y không ở nhà khách quân khu. Tư lệnh Hồ cười thần bí. Không thể nào, chưa lần nào xuống đây y không ở nhà khách của chúng ta. Vả lại, căn cứ Vịnh Lam Nguyệt không có nhà khách. Đó là căn cứ, là vùng cấm khu vực quân sự. Có thể có sự thoải mái của nhà khách sao? Tư lệnh Ngô có chút không rõ điều này. Ha ha, lần này xuống dưới kiểm tra nhà ở của quan quân chỉ là ngụy trang thôi. Ý không phải thế, y có mục đích khác. Tư lệnh Hồ thản nhiên cười, nhìn Ngô Huy Cẩn một cái cười nói. Nếu không hai ta đánh cuộc, nếu tư lệnh Mai ở chỗ chúng ta, tôi thua, tôi mời khách. Nếu không được, đương nhiên cậu mời khách. Được, mặc kệ thắng thua đều là tư lệnh mời khách. Tuy nhiên, tôi thanh toán là được. Phó tư lệnh Ngô nịnh nọt, tư lệnh Hồ khá thoải mái, cười phá lên. Tôi đã liên hệ trước, chỉ chờ anh xuống đến chúng tôi tìm chỗ uống rượu.
vừa lúc sư trưởng Trương mấy ngày nay có thời gian, uống mấy chén cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm nói với Mai Trường Phong. Được, đến lúc đó chúng tôi xuống đó liền ở Vịnh Lam Nguyệt. Ba chúng ta uống mấy chén, không say không ngủ. Mai Trường Phong cười sảng khoái. Các anh không phải ở nhà khách tỉnh sao? Diệp Phàm giật mình hỏi. Trước kia ở nhà khách quân khu tỉnh, lần này cần phải cùng sư trưởng Trương uống mấy chén, rõ ràng nên ở doanh trại. Dù sao tập đoàn quân thứ hai cũng có mấy phòng ở, cũng không kém nhà khách quân khu tỉnh. Mai Trường Phong không hiểu được ý của Diệp Phàm cười nói. Ở nhà khách quân khu tỉnh vẫn tốt hơn, phong cảnh không tồi, xây dựng trên sông Hồng Liên, khá thoải mái. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, tôi thật ra đã quên. Khu Hồng Liên là địa bàn của cậu, có phải bí thư Diệp phải mời khách? Ha ha! Mai Trường Phong mỉm cười. Mời khách là việc nhỏ, đến lúc đó mời tư lệnh Mai nhân tiện giúp một việc nhỏ là được. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Việc nhỏ gì? Mai Trường Phong thuận miệng hỏi, cảm thấy người này hình như có chuyện gì giấu mình. Xem ra việc này không phải nhỏ, có lẽ là đặc biệt khó giải quyết. Ha ha, sông Hồng Liên đang ở tháng đủ thiết. Diệp Phàm nói về yêu cầu của nhà khách quân khu tỉnh. Còn mâu thuẫn của mình và Hồ Trung Minh chỉ nói qua. Việc này, chỉ sợ hơi khó. Mai Trường Phong có cảm giác được việc lớn, nhưng không lại lớn đến như vậy. Chương 1496, Chủ tịch tỉnh ra tay. Có gì khó, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, anh nói một câu là được. Anh là lãnh đạo lớn của quân khu lĩnh Nam, quân khu tỉnh Nam Phúc thuộc quyền quản lý của anh. Lời nói lãnh đạo không nghe có được không? Diệp Phàm nói, bám chặt không buông tha. Tuy nói là lãnh đạo nhưng Hồ Trung Ninh cũng là tư lệnh quân khu tỉnh. Cậu Diệp, cậu cũng biết, chức phó của tôi trước mặt họ cũng không có nhiều uy tín. Người ta thường nói, 10 phó không bằng một trưởng. Cậu xem phó với trưởng khác nhau một trời một vực. Nếu là tư lệnh Kiều nói một câu, tôi tin là Hồ Trung Minh không dám nói nửa câu lập tức phá đi. Cậu em, không sợ cậu chê cười người anh như tôi không có bản lĩnh, xem ra lời của tôi trước mặt tư lệnh Hồ rất nhẹ. Nói vô dụng còn mất mặt có phải không? Cho nên, bằng không là không nói. Mai Trường Phong cật lực làm thấp chính mình, tất nhiên là không muốn nhận của khoai lang phỏng tay này. Nhưng y lại lo Diệp Phàm tức giận, đến lúc đó có ảnh hưởng đến thái độ của Trương Cường sẽ phiền toái. Kỳ thật, phó tư lệnh Mai nói vậy hơi quá, y không thể vô dụng như vậy, đó là không có khả năng. Ha ha, tư lệnh Mai, anh chính là vẻ mặt của lão Mai gia. Lão Mai gia khi nào thì suy yếu đến tình trạng này. Quả thực làm người ta khó mà tin. Diệp Phàm cười châm chọc, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ suy yếu. Mai Trường Phong biết Diệp Phàm kích y nhưng y không làm hơn, nói. Việc này, lão Mai gia mặt mũi đương nhiên là cũng có, tuy nhiên, nhưng phải xem là chuyện gì. Và lại, lão Mai gia không thể cái gì cũng giải quyết có phải hay không. Nếu anh Mai đã nói như vậy thì em cũng không có gì để nói, xem ra, về phần nhà khách quân khu tỉnh chỉ có thể ra tòa án giải quyết. Bọn họ vi phạm quy định xây dựng nhà, cũng vi phạm công trình xây dựng. Hơn nữa, chiếm dụng dòng sông, đối với chống lũ là một tai họa ngầm. Nếu bởi vì việc này làm nhiều người chết đuối, chỉ sợ đến lúc đó chính là anh, người được phân công quản lý hậu cần một quân khu cũng không thoát được liên quan. Cho nên, khu Hồng Liên chúng tôi yêu cầu bọn họ trả lại lòng sông cũng là hợp pháp có phải không? Diệp Phàm thái độ cứng rắn, mạnh mẽ lên. Cậu em, có một số việc đừng nóng vội, từ từ bàn bạc giải quyết không phải tốt hơn sao? Cậu có thể nói chuyện với quân khu tỉnh, nói chuyện vài lần xuống dưới. Lòng người đều là máu thịt, không phải là sắt thép, vẫn phải để ý mọi thứ có phải không? Mai Trường Phong nói. Nhưng thật ra có chút lo lắng thật sự người này lỗ mãng gây ra chuyện gì lớn. Thực đem quân khu tỉnh kiện lên tòa án, kiện đó cũng khá đau đầu. Vô dụng, ngày hôm qua vệ sơ tỉnh đã đem nhân viên công tác đến gặp người quản lý nhà khách của quân khu tỉnh phó tư lệnh Ngô Huy Cần bàn bạc hồi lâu. Kết quả đương nhiên là không tốt. Lúc đó, đồng chí Ngô Huy Cần khá hoàng tráng. Tuyên bố nếu khu Hồng Liên dám làm bậy, y đưa binh đến san bằng chính quyền khu Hồng Liên. Anh xem. Chúng tôi là dân làm sao có thể đối đầu với quân đội. Người ta có súng có bom, nói thế nào được cái đó, không ra tòa án là không được. Quân khu tỉnh căn bản không để chút đường sống. Diệp Phàm hừ nói. Y thật sự như vậy.
Mai Trường Phong hừ nói, cũng có chút thay đổi. Đương nhiên, anh có thể đi kiểm tra một chút, cho nên, việc này để quan tòa quyết định. Diệp Phàm cứng rắn mạnh mẽ nói. Cậu em, đã nói lên tòa án, cậu có thể đánh thắng sao? Cậu nghĩ lại xem, khu Hồng Liên các cậu có thời gian kéo dài cùng quân khu tỉnh sao? Cơ cấu tòa án không phải cậu không biết rõ, một án về hôn nhân cũng xử đến nửa năm. Đến khi kết án người ta đã sinh con vẫn chưa giải quyết xong tranh cãi. Huống chi là hai đơn vị đặc biệt tranh chấp. Ngược lại mà nói, quân khu tỉnh lại là đơn vị mạnh hơn một ít. Tòa án hôm nay đều có khuynh hướng về bên mạnh. Các cậu lại chiếm phần nhỏ, tòa án cũng không thể quá đắc tội với quân khu tỉnh. Nhưng bọn họ lại không muốn giúp khu Hồng Liên các cậu làm việc. Kết quả cậu muốn họ làm thế nào? Một vụ án người ta làm trong 3 năm, kéo dài là kéo dài chết các cậu có phải không? Cuối cùng cậu tức giận, còn không tìm thấy chỗ để phát ra. Cậu đi tìm bọn họ, cậu nói đầu tiên có thể nói, người ta nếu khách khí nói một tiếng là việc này đang điều tra, nếu không khách khí còn giáo huấn cậu, nói cậu vội cái gì? Hòa giải dễ dàng như vậy sao? Cậu nói có cách nào? Cho nên, vẫn là hòa khí phát tài. Bàn bạc giải quyết có phải tốt hơn không? Mai Trường Phong giật dây để Diệp Phàm bình tĩnh đi bàn bạc. Cho nên, việc này tôi tính là bàn bạc giải quyết. Mới nhờ đến anh có phải không? Đến lúc đó nói câu đầu tiên là được rồi. Về phần thành hay không, vậy xem ông trời. Tuy nhiên, tôi tin tưởng, chỉ cần anh đồng ý nói một tiếng, việc này 8 phần có thể được. Cũng đỡ cho tôi phải chạy ngược chạy xuôi, tốn 3 năm 5 năm với quân khu tỉnh. Diệp Phàm khéo léo dẫn Mai Trường Phong vào hũ. Lúc này, Mai Trường Phong mới cảm thấy thằng nhóc này gian kế. Trong lòng chứ mẹ nó, nhưng Mai Trường Phong vẫn mặt dày mặt dạn nói. Thế này đi, lúc đó tôi nói một câu. Tuy nhiên, cậu Diệp, đến lúc đó thành hay không còn phải xem ý tư lệnh hồ. Còn ngôi huy cần, chỉ là một vật ngụy trang thôi. Diệp Phàm biết rằng, Mai Trường Phong nói lời này rất sống. Đến lúc đó nói một câu. Nói cũng phải xem tư lệnh Mai nói thế nào. Nếu nói một câu không được việc gì thì dùng làm gì? Phải nói một câu quang độc, buộc quân khu tỉnh không thể không phá tòa nhà kia mới được. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng biết, phía dưới không có khả năng tuân theo chỉ đạo của Mai Trường Phong. Đúng thế. Diệp Phàm miệng nói, trầm ngâm vài giây nói. Tuy nhiên, Trương Cường gọi tôi một tiếng đại ca. Người anh như tôi, có khi không kính trọng đến mức đó. Có việc đều nói hết cho đại ca. Đời người, có thể mấy người anh em như vậy, tôi thỏa mãn. Diệp Phàm hình như nói chuyện không đâu, tuy nhiên, Mai Trường Phong nghe không giống như thế. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm thấy người này nham hiểm, không ngờ dùng Trương Cường để đe dọa y. Hơn nữa, Mai Trường Phong cảm thấy có chút lạ, hình như Diệp Phàm cảm giác được dụng ý của y khi gặp Trương Cường. Việc này làm người ta rất cân nhắc, Diệp Phàm sao có thể biết việc này? Chẳng lẽ là do Trương Cường lộ ra? Được, đến lúc đó xem thái độ của sư trưởng Trương. Mai Trường Phong nói, ý tứ rõ ràng là nói cho Diệp Phàm. Việc này, còn phải Trương Cường thể hiện thái độ rồi nói sau. Bởi vì Mai Trường Phong muốn đến sư đảm nhiệm chức tổng chỉ huy, phải qua một cửa thủ trưởng tối cao của báo săn. Bởi vì muốn mượn sân huấn luyện của báo săn, nếu lúc đó người ta cử vị thủ trưởng bí mật không hợp với y đến chỉ huy xây dựng sư. Đến lúc đó người ta không bán sổ sách, kết quả đến các sân huấn luyện cũng đều không mượn được. Kia chẳng phải là lại thay đổi người. Cho nên, lãnh đạo quân khu Linh Nam Kiều Hoành Sơn suy nghĩ vấn đề có chút khó giải quyết. Quyết định lần sau cấp phó cử đến chỉ huy xây dựng huấn luyện sư đầu tiên là được thủ trưởng tối cao của báo săn đồng ý. Nếu không, cái khác không bàn nữa. Mà nhà họ Mai ra mặt cũng không làm được, còn kém thủ trưởng tối cao báo săn. Nhưng... Điều làm nhà họ Mai buồn bực chính là lão Mai gia cũng có phân lượng nhất định trong quân đội, không ngờ không hỏi thăm gia thủ trưởng tối cao của báo săn là ai. Cho nên, đành phải gặp Trương Cường trước, có người đồn Trương Cường chính là phát ngôn của vị thủ trưởng kia, nếu có thể tìm được Trương Cường, cũng là truyền lời. Chỉ cần Trương Cường đồng ý, việc này chắc chắn có thể thành. Đương nhiên, có người sẽ cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy tập đoàn quân thứ hai chẳng lẽ không có năng lực tổ chức sân huấn luyện. Nào dám xưng là bộ đội chủ lực đại quân khu Lĩnh Nam. Kỳ thực không phải, tập đoàn quân thứ hai cũng có sân huấn luyện của chính mình. Tuy nhiên sân huấn luyện của báo săn là sân huấn luyện đặc chủng tác chiến và đặc chủng quân đội.
là tổ đặc nhiệm A xây dựng nơi này bắt đầu tạo ra sân huấn luyện bí mật. Nghe nói đến hiện nay phía trước phía sau đều mở rộng, tiền đầu tư không dưới 2 tỷ. Bên trong những vũ khí hiện đại nhất thế giới, trang thiết bị huấn luyện đều có. Hơn nữa, còn có một số vũ khí đặc biệt mà quân đội chưa được trang bị. Có thể nói như vậy, sân huấn luyện của báo săn là đại diện cho sân huấn luyện quân đội cấp cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm hải quân, lục quân, không quân, các binh chủng đều có thể tiến hành huấn luyện thực địa. Cũng là sân huấn luyện làm cho các đơn vị ghen tị. 2 năm một lần các chi bộ đội đều chọn một số ít binh lính mạnh đến sân huấn luyện của báo săn để huấn luyện. Đương nhiên, hệ thống của nước Cộng hòa khá lớn, tăng nhiều cháo ít, báo săn chỉ có một sân huấn luyện. Lần thứ nhất tập đoàn quân thứ hai chiếm được ưu thế. Còn lại thời gian mới có thể cấp cho bộ đội chỗ khác. Cho nên, cũng không có nhiều cơ hội cho đơn vị bộ đội khác huấn luyện. Mà lần này sư phải sử dụng sân huấn luyện báo săn thời gian khá nhiều. Mẹ nó, đều là không thấy thịt không dễ dàng giúp người. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm thầm mắng một câu. Tuy nhiên, buổi chiều đã xảy ra một sự kiện làm Diệp Phàm khá phẫn nộ. Vừa mới bước vào văn phòng phát hiện con của Hà Nghi Viễn mới đến phòng xây dựng quận đảm nhiệm chức trưởng phòng, còn trai của người phụ trách sở thủy lợi Hà Bân vẻ mặt phẫn nộ đi đến, trong tay cầm một tài liệu. Có chuyện gì thế Hà Bân, ngồi đi. Diệp Phàm hỏi một tiếng, hướng tới ghế đối diện chỉ. Không ra cái gì cả, bí thư Diệp, ngài nói, phó chủ tịch tỉnh Cố sao có thể làm như vậy? Hà Vân miệng nói không ngồi. Phó chủ tịch tỉnh Cố, y làm gì cho cậu tức giận như vậy? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nhìn Hà Bân, trong lòng thầm nói quy hoạch sông Hồng Liên đã thông qua tỉnh phê duyệt. Có phải Cố Tắc Phi sau khi về phát hiện gì đó phê bình? Y về đến còn có người đem chuyện đã thông qua quy hoạch nói với y. Cho nên, y tức giận, lập tức đến sở thủy lợi, thông báo mời họp lãnh đạo. Việc khác cũng không thông báo cho ba tôi. Trong cuộc họp một vài người trách ba tôi làm việc qua loa, không để ý đến an toàn của mấy trăm vạn dân Thủy Châu. Không suy nghĩ chút gì đến tầm quan trọng của chống lũ, cứng nhắc quyết định phương án. Tôi biết mấy người kia đều là do lão già Cố sắp xếp. Sau đó, lão già này lập tức nghiêm mặt, ngay tại chỗ chất vấn ba tôi vì sao không đợi y trở về, quả thực không coi y là chỉ huy trưởng phòng xử lý ra gì đúng không. Còn phê bình ba tôi trong mắt không có lãnh đạo, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Ba tôi lúc đó cũng cực kỳ tức giận, nói lại y vài câu. Không thể tưởng tượng được, lão già Cố này liền đập bàn. Nói là đất nước cần tập trung trừng phạt người này, không lấy an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đặt lên đầu, nghiêm trị một số cán bộ không làm tròn nhiệm vụ. Đương nhiên là chỉ ba tôi cùng y nói ầm ĩ vài câu. Sau đó Cố Tắc Phi ngay tại chỗ phủ định quy hoạch xây dựng sông Hồng Liên đã phê duyệt trước đó. Việc này, lập tức thông báo xuống dưới, yêu cầu chúng ta không được khởi công xây dựng, phải xin một lần nữa, chờ phòng xử lý điều tra nghiên cứu thực tế. Còn phải thông qua toàn thể dân chúng khu quyết định. Hà Bân vẻ mặt đau khổ kể rõ, thuận tay đưa thông báo ra trước mặt Diệp Phàm. Chương 1497, muốn chỉnh đốn ai? Tôi biết thế, cậu về trước, việc này bảo ba cậu không cần lo, tôi sẽ xử lý. Diệp Phàm nhìn qua thông báo về quy hoạch xây dựng sông Hồng Liên một cái, hừ lạnh nói. Bí thư Diệp, ba tôi nói, lần này ông nhìn anh. Nói là dù sao đều là như vậy rồi, chết cũng phải cùng Cố Tắc Phi chết. Lão già này rất quá, căn bản là không coi ba tôi ra gì. Tôi xấu ba tôi cũng là chủ nhiệm phòng xử lý, giám đốc sở thủy lợi. Trước mặt hắn hình như chỉ là một nhân viên bình thường. Muốn mắng cứ mắng, muốn đập bàn thì đập bàn. Hà Bân truyền đạt ý tứ gì sâu xa? Được rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, vẻ mặt càng nghiêm túc. Hà Bân chào chậm rãi lui ra ngoài. Lão già này, muốn chơi có phải không? Diệp Phàm khóe miệng hơi mỉm cười, bút trên tay vạch một đường như ảo thuật. Đột nhiên Diệp Phàm mỉm cười không có gì, thay cho vẻ mặt lạnh lẽo. Hừ nói. Thần ngăn thần chết, Phật ngăn diệt Phật. Muốn ngăn cản con đường phát triển Hồng Liên. Để cho Cố Tắc Phi nếm thử tiểu lý đao của ông đây. Tự nói xong Diệp Phàm cầm điện thoại, cười nói. Lão Hạ, gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn ung dung tự tại chứ? Ung dung tự tại, đến thử xem. Tôi nói người anh em, anh không được nói như vậy. Anh xem anh một bí thư khu Hồng Liên mới nở mặt. Nghe nói tỉnh còn cấp mấy trăm triệu,
ở thành phố cũng kiếm được không ít. Hầu bao của anh, hiện tại rất chống nhỉ. Không giống ủy ban kỷ luật chúng tôi, nghe thì dọa người, nhưng nói đến chuyện tiền, một khu nước trong. Ông anh như tôi đến tiêu dùng còn đè nặng. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ giọng chua xót. Anh khóc đi, tiếp tục khóc. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, không thể tưởng tượng được lão Hạ kêu thê thảm thế. Ủy ban kỷ luật tuy nói không kiếm ra tiền, nhưng sở tài chính tỉnh hàng năm cấp ít. Đương nhiên cũng không thể nói có thể giàu chỉ có thể nói đủ dùng. Lão Hạ kêu như vậy, cảm giác hơi không thật. Cậu biết không, năm nay đặc biệt không có tiền. Liên tục đã xảy ra mấy vụ án mạng, nhân viên ủy ban kỷ luật chạy ngược chạy xuôi đi công tác, xa nhất không ngờ đến tận Tây Tạng. Tiền xe, tiền nghỉ, tiền ăn uống chi phí không nhỏ. Hơn nữa, năm trước vì hưởng ứng kêu gọi của tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh cũng đầu tư hơn 3 triệu xây dựng 2 phòng học tiểu học. Cho nên, càng về sau càng căng thẳng về tiền. Hiện tại, còn mạnh hơn. Lời Hạ Hải Vĩ nói ra càng khiến Diệp Phàm mở rộng tầm mắt, kêu thất thanh. Ủy ban kỷ luật cũng xây dựng trường tiểu học hy vọng ha ha, có tiền nhỉ. Sau này tất cả những người đi ra từ trường tiểu học hy vọng đều là cán bộ không tham nhũng. Ý tưởng của ủy ban kỷ luật rất tốt, uốn nắn từ còn nhỏ. Nếu có thể cho toàn bộ cán bộ học tiểu học ở phòng học hy vọng của ủy ban kỷ luật xây dựng, thì ủy ban kỷ luật cán bộ sẽ không có việc để làm. Nắn từ bé lên, nghĩ lại, từ nhỏ được giáo dục tốt cũng khá tẩy não, về sau còn có gì tham nhũng. Mà lão Hạ, anh có thể về nhà bán khoai lang, ha ha. Diệp Phàm thiếu chút nữa vui đến mức nỗi bực vừa rồi đều thành hư không. Người anh em, cậu còn cười. Việc này, không phải vừa nói cùng cậu, đây là hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, đây là nhiệm vụ cứng được phân xuống dưới. Từ khi Chủ tịch Anh Minh Uy Vũ Yến Xuân đến Nam Phúc, nói là hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Yến Vân, muốn cho học sinh cả nước đều được học tiểu học. Cải thiện điều kiện trường học, xúc tiến phát triển giáo dục cùng với sự phát triển của Đảng. Làm cho giáo dục của tỉnh Nam Phúc chúng ta đi trước cả nước. Noi theo giáo dục tỉnh Tây Giang. Lời lãnh đạo như gió lớn, đây chính là vì hưởng ứng chỉ thị của Phó Thủ tướng Yên, ai dám nói không? Cho nên, không chỉ ủy ban nhân dân từng đơn vị cấp dưới đều phải xây dựng trường học hy vọng. Đương nhiên, xây dựng trường học cũng đúng, mà bí thư thiết thác của chúng ta cũng rất quan tâm đến chuyện này. Ông ấy nói, lúc trước ông ấy cũng từ khe suối nghèo đi ra. Lúc đó bàn học so với bàn của đồ tể còn xấu hơn. Trường học không thể gọi là trường học, căn bản là vừa đất vừa nhà. Gió một chút là lung lay sắp đổ, bí thư thiết nói đến đây không ngờ mắt ngân ngấn nước. Ông ấy cảm động thật sự, vốn chủ tịch tỉnh Yến có quan tâm đến ủy ban kỷ luật, biết ủy ban kỷ luật không xử lý nhà máy lại không thu phí hẳn không có tiền. Cho nên... quán triệt nhiệm vụ xây một phòng học, tuy nhiên, bí thư thiết lúc cảm động đã hứa xây dựng 2 phòng học hy vọng. Kết quả, liền đưa ra hơn 3 triệu. Hơn nữa, còn không xong, xây xong trường, sau mua bàn ghế, dụng cụ, đến sách báo đều mua. Nghe nói đến hiện tại túi còn không có tiền, đầy giấy nợ. Cậu nói một chút, hôm trước, bí thư thiết họp nói phải tăng thu giảm chi, cổ vũ mọi người không có tiền cũng phải phá án. Việc này, biết tài khoản không có tiền. Tôi cũng không dám lấy hóa đơn khi đi đâu. Và lại, tiền vẫn là do tôi kiêm quản lý, cho nên, không thể để bí thư thiết cảm thấy ngột ngạt. Cậu thấy không, trong thời gian này, bí thư thiết mặt mày nhăn nhó. Ông ấy là người mạnh, ngại giơ tay hỏi người khác. Thêm nữa, việc này người ta trốn còn không kịp, sao rút tiền cho anh? Kia không phải làm cho mọi người hoài nghi, còn tưởng lãnh đạo đơn vị có chuyện vi phạm phải hối lộ chúng tôi. Mặc bí thư thiết chắc chắn cũng không dám, nếu thật sự điều tra được một đơn vị phạm tội, đến lúc bắt được người ta, ăn thịt nhà người ta sẽ mềm yếu, án không phá được càng phiền toái. Hạ Hải Vĩ lại vừa bực mình vừa buồn cười lại nhảy nói. Lão Hạ, xem ra cậu làm quản gia ở ủy ban kỷ luật không tốt. Nếu không thì như vậy, cậu có 2-3 triệu, cho ủy ban kỷ luật mượn, hơn nữa có thể kiếm chút lợi tức. Diệp Phàm cười, tất nhiên là trêu chọc. Ít đến, chính tôi tiền cũng không khác gì. Gần đây bà xã làm nhanh, nói ở đơn vị không thoải mái. Cho nên, cắn răng một cái, vừa mới mua nhà. Mẹ nó, giá nhà đắt quá, giống như ăn thịt người, hơn nữa gần trường trung học số 1 Thủy Châu, cùng với trường tiểu học, còn bệnh viện. Đoạn đường thực sự không tồi, cho nên, giá cả cũng khá đắt. Hạ Hải Vĩ than nói.
có cả biệt thự cũng không tồi, ở biệt thự. Diệp Phàm trêu chọc. Được rồi, bí thư Diệp, so với cậu, Hạ Hải Vĩ tôi hoành tráng nhiều lắm. Tôi còn ngồi xổm ở nhà tập thể, anh dã ở một biệt thự cổ ở đỉnh đồi. Khi tôi bỏ hết sức muốn có được biệt thự, anh lại có một căn hộ ở khu nhà cao cấp Yến Kinh giá mấy ngàn vạn. So với anh, tôi chỉ là tên ăn mày. Hạ Hải Vĩ châm chọc. Đừng khóc, rốt cuộc thiếu nhiều hay ít. Diệp Phàm cười hỏi. 1 triệu, cùng tôi đi Vương quốc Thái Lan giày xéo cũng không thiếu lắm. Hiện tại nhớ lại thời kỳ bần nông và trung nông. Hạ Hải Vĩ cười nói. Được được, nếu không tôi cho anh mượn. Diệp Phàm cảm giác buồn cười. Đừng, ngàn vạn lần đừng quý tôi. Nhiều tiền cũng không được. Hay là thôi, tôi làm sao có thể tiết kiệm được mấy chục vạn được, tiền ít hẳn sẽ không dùng. Hạ Hải Vĩ cười nói. Cũng không phải thế, tuy nhiên, anh không lo tiền, nhưng người phân công quản lý một khối sẽ thiếu tiền. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đó là sự thật, tôi hiện tại thấy tiền đã muốn ôm lấy chạy về Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Việc này không có tiền thật khó khăn quá. Các đồng chí mang hóa đơn chứng từ đến phòng tài vụ báo cáo, nhưng phòng tài vụ không có tiền, trưởng phòng người ta hỏi đòi tiền, tôi đi đâu kiếm tiền. Bí thư Thiết là người hào phóng, không có tiền ông ấy không sợ. Nhưng tôi thì nhức đầu. Tuy nhiên, nghe giọng của cậu, có phải muốn cho đơn vị chúng tôi kiếm tiền? Hạ Hải Vĩ tưởng tượng như nghe thấy mùi vị gì đó, vội vàng hỏi. Diệp Phàm nếu có thể muốn kiếm tiền cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lão Hạ chắc chắn sẽ không nương tay. Cũng không có cách nào, mấu chốt là tôi gần đây cũng có chút chuyện phiền đến anh xử lý một chút. Việc này không có tình cảm làm sao có thể giúp các anh kiếm tiền có phải không? Diệp Phàm rốt cuộc lộ ra dấu đầu hở đuôi. Ha ha, đó là mục đích của cậu. Hạ Hải Vĩ cuối cùng rõ. Thảo nào hắn mới hảo tâm cấp tiền cho mình, hóa ra là có điều kiện. Chúng ta quan hệ như thế nào, nói đến việc này cũng dích có phải không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đúng thế, cậu nói xem, muốn tôi làm gì, có phải lại muốn chỉnh ai? Hạ Hải Vĩ thân thiết với Diệp Phàm, thuận miệng hỏi. Không cần nói khó nghe như vậy, sao có thể nói là chỉnh ai? Tôi muốn hỏi thăm một người, Cố Tắc Phi lão già này có án đấy không? Nếu y không có án đấy, thì người nhà hoặc thân thích thế nào? Diệp Phàm hỏi. Y gây cậu. Hạ Hải Vĩ hỏi. Không phải gây tôi, mà là làm khó dễ công trình xây dựng sông Hồng Liên, tên kia. Diệp Phàm nói về chuyện Cố Tắc Phi. Xem ra thật sự là cố ý tham dự vào. Lão già này, thật sự là ngáp. Công trình trị thủy sông Hồng Liên quan trọng, vì một chút ân oán cá nhân không ngờ dám càn quấy như thế, không để ý đến hơn 1 triệu dân chúng. Người này, thực không giống với lãnh đạo cấp phó tỉnh, một chút trí tuệ cũng chưa có, không biết y làm sao ngồi lên vị trí này. Hạ Hải Vĩ khá phẫn nộ, đối với những gì Diệp Phàm nói, y 100% tin tưởng. Tôi hỏi thăm một chút nói sau, có tin tức gì sẽ nói lại với cậu. Được. Diệp Phàm nói. Ha ha, bí thư Diệp, chuyện kiếm tiền có phải cũng nhắc nhở một chút. Hạ Hải Vĩ cười gượng một tiếng nói. Ha ha. Chuyện của tôi các anh nể mặt, chuyện của các anh tôi cũng vậy. Diệp Phàm cười một tiếng cúp điện thoại. Câu. Hạ Hải Vĩ bị nghẹn, sau khi buông điện thoại cười mắng. Anh em còn kề cả mặc cả, sợ tôi không đi hỏi cho cậu sao. Thật là còn tích cực chứ. Kỳ thật, Diệp Phàm thật sự là sợ Hạ Hải Vĩ quên việc này. Bởi vì gần đây Hạ Hải Vĩ bận, Diệp Phàm biết. Cho nên, rõ ràng dùng tiền bắt y nhớ. Chờ y không có tiền nhớ đến chuyện của mình. Và lại, việc phê duyệt này không thể kéo dài khu Hồng Liên không dậy nổi. Vừa mới buông điện thoại, không lâu vang lên tiếng gõ cửa. Vệ Sơ Tĩnh bước vào. Chị xem qua thông báo này chưa? Diệp Phàm hỏi. Chương 1498, đại ca Diệp đánh trả. Đã xem qua rồi, phòng xử lý tính cũng quá đáng lắm. Báo cáo phê duyệt cũng có thể một ngày thay đổi. Việc trị thủy lớn như vậy thành trò đùa. Vệ Sơ Tĩnh có chút phẫn nộ, nói. Nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Tuy nhiên, công trình đã khởi công mọi mặt lại không thể dừng. Việc này thật là không biết làm thế nào. Nếu chúng ta tiếp tục khởi công, về sau xảy ra chuyện thì trách nhiệm quá lớn. Nhưng dừng lại cũng không dừng nổi, bờ sông đáy sông đều đào bới lung tung lộn xộn, có chỗ muốn lấy nước đều đào lên và đổ đầy đất đá vật liệu. Dân chúng hai bên bờ sông đều mắng, đi lại khó khăn, đường phố đều đổ đầy vật liệu.
Nếu dừng lại vài ngày không thi công chắc bọn họ sẽ tập trung kháng nghị. Ai nói không dừng được, dừng hoàn toàn, phải dừng phải thì dừng hoàn toàn. Diệp Phàm hừ lạnh một cái, khoát tay áo, nhìn vệ sơ tĩnh liếc mắt một cái nói. Thông báo ra bên ngoài, thông báo cho phòng xử lý tỉnh. Lập tức triệu tập họp các chủ tịch công ty thi công. Yêu cầu bọn họ lập tức dừng thi công toàn bộ, không được vận hành một máy móc nào. Hơn nữa, tuyên truyền với công nhân, bảo quận ủy và ủy ban nhân dân chúng ta cũng là bị bắt buộc. Phòng xử lý không thông qua. Chúng ta mở rộng lòng sông vì an toàn của mọi người nhưng kết quả phòng xử lý không cho phép. Diệp Phàm giải thích một phen, nhìn vệ sơ tĩnh liếc mắt một cái, về chuyện của nhà khách quân khu tỉnh lại giải thích một chút. Vệ sơ tĩnh vẻ mặt vui vẻ, lập tức triệu tập chủ tịch các công ty công trình. Lô Vĩ, ngày mai tư lệnh Mai xuống đây, buổi tối, đến lúc đó cậu bảo những người này giả làm dân đến nhà khách quân khu làm náo nhiệt một chút. Nhớ kỹ không được gây rối, chỉ cần la to là được. Diệp Phàm gọi cho Lô Vĩ. Đại ca, làm gì phải đóng giả, khu Hồng Liên nhà chúng tôi có một số người thân. Bảy cô tám gì tản ra, cũng có thể có người liên quan đến. Việc này anh yên tâm, bảo đảm đến lúc đó náo nhiệt thật sự. Mẹ nó, lão già Ngô Huy Cần kia nói chuyện không tính toán gì hết, bố sẽ khiêu mông y. Lô Vĩ đối với Ngô Huy Cần liên quan đến việc làm của y có chút canh cánh trong lòng. Vậy thì tốt, tuy nhiên, tốt nhất là người thân thích trung tâm của nhà họ Lô không cần ra mặt, bảo một ít thân thích khác họ ra mặt. Miễn đến lúc đó làm Hồ Trung Minh biết cô cậu và y không cùng chí hướng cũng không tốt. Diệp Phàm dặn dò. Em khờ sao, đại ca, yên tâm. Tư lệnh Hồ, chúng ta cùng vật tay, xem tay tôi khỏe hay tay ông khỏe hơn. Sau khi buông điện thoại Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vì sao phải dừng thi công, chúng tôi lượng xe, máy nhiều như vậy, sắp xếp một chuyến không dễ dàng. Hơn nữa, vì đạt được yêu cầu của Ủy ban Nhân dân quận các cô, đã đẩy nhanh tiến độ. Công ty chúng tôi còn thuê của tư nhân không ít máy xúc và xe tải. Lúc ấy hợp đồng đều ký kết. Thời gian thuê chính là 10 ngày. Nếu dừng thi công thì tổn thất ai chịu nổi. Một ngày hơn 12 ngàn. Lúc này, giám đốc phụ trách công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Vương Đăng Phong do có Chu Tiểu Hồng chủ tịch hội đồng quản trị chống đỡ trong phòng họp lớn tiếng chất vấn vệ sơ tịnh. Bởi vì Chu Tiểu Hồng cùng Phí Mãn Thiên có thân thích. Hơn nữa, còn thuộc loại khá thân. Huống chi, công ty xây dựng số 1 Nam Hoa còn có bóng dáng nhà họ Phí bên trong. Giám đốc Phương đương nhiên giọng so với người phụ trách công trình của các công ty khác lớn hơn không ít. Giám đốc Phương, cứ bình tĩnh đã, chớ nóng vội. Việc này cũng không phải là Ủy ban Nhân dân quận chúng tôi yêu cầu các anh dừng thi công. Chúng tôi cũng bị bắt buộc, phòng xử lý tỉnh đã phê duyệt quy hoạch lòng sông của chúng ta, tuy nhiên hôm nay lại thay đổi. Nghe nói là Phó Chủ tịch tỉnh Cố sau khi trở về có chỉ thị mới. Chúng ta có cách nào? Phòng xử lý tỉnh áp chế đến. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận có thể chống đỡ với phòng xử lý tỉnh sao? Dừng thi công, trở về nghỉ ngơi vài ngày, kiên nhẫn chờ thông báo trở lại làm. Vệ sơ tỉnh quát lớn. Không ngừng, kiên quyết không ngừng. Trừ phi ủy ban nhân dân quận bồi thường tổn thất, bằng không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đình công. Hơn nữa còn bao gồm cả tiền lương của công nhân mà chúng tôi thuê, cùng các chi phí ăn ở khác. Vương Đăng Phong có chút kiêu ngạo. Những người khác thật ra không hé răng, chỉ có giám đốc Phương dám cùng cán bộ ủy ban nhân dân vật tay. Ai lớn giọng vậy, giống như sét đánh. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói uy nghiêm quen thuộc. Cùng với giọng nói, Diệp Phàm bình tĩnh đi vào, đưa mắt nhìn Vương Đăng Phong một cái hử nói. Hình như là anh. Đúng. Vương Đăng Phong gật đầu, đã nghe qua đại danh của bí thư Diệp, y có chút sợ. Tuy nhiên. Những người phụ trách đội công trình khác đều đang trừng mắt nhìn mình, giám đốc Phương cảm thấy lúc này tuyệt đối không thể đánh mất khí thế, và lại chủ tịch hội đồng quản trị Chu cùng bí thư Phí có thân thích còn sợ một bí thư khu ủy Hồng Liên. Vì thế giám đốc Phương hơi thẳng lưng lên hừ nói. Yêu cầu của chúng tôi hợp tình hợp lý, là các anh yêu cầu chúng tôi dừng thi công, phải bồi thường tổn thất. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Lần này Vương Đăng Phong không ngờ nói đến lợi ích của mọi người. Đổi tôi thành chúng tôi. Còn có ai cũng muốn ủy ban nhân dân quận bồi thường tổn thất, cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ hạch toán xem rốt cuộc bồi thường bao nhiêu tiền. Diệp Phàm thản nhiên nhìn toàn thể những người phụ trách một cái, hừ nói. Tuy nhiên, ngoài Vương Đăng Phong, không có ai dám đứng lên trả lời.
một đám giám đốc bị ánh mắt của Diệp Phàm nhìn, thái độ cũng không thể nào tốt. Có giám đốc còn cúi đầu xuống, đơn giản là tránh ánh mắt của Diệp Phàm. Cạch một tiếng, bàn bị Diệp Phàm gõ một cái, hừ nói. Anh không dừng thi công có phải không? Được, anh là công ty của ai? Hãy xưng tên, ngày mai tôi cho người đem tiền đến bồi thường toàn bộ cho các anh. Diệp Phàm tôi khẳng định, tuyệt đối không thiếu của các anh một đồng. Anh báo nhiều hay ít, tôi lập tức cho người hạch toán. Tôi. Vương Đăng Phong có chút đâm lao phải theo lao. Bởi vì không ai cùng y, tất nhiên khí thế cũng giảm một chút. Sao nữa, không dám nữa à? Diệp Phàm châm chọc hừ một tiếng, lại nhìn mọi người một cái nói. Vừa rồi thông báo các anh cũng thấy, đây là phòng xử lý tỉnh thông báo chính thức, trên đó còn có dấu. Các anh không phải mù đúng không? Cái gì gọi là chống lũ sớm, đây là chính sách quan trọng của đất nước. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận chúng tôi dám chống lại chính sách của nhà nước sao? Và lại, phòng xử lý tỉnh phê duyệt báo cáo muốn thay đổi chúng tôi cũng không có cách nào đúng không? Chúng tôi mời chuyên gia là viện sĩ Mâu, y dẫn dắt tổ chuyên gia muốn làm phương án được thông qua trước. Tuy nhiên, hôm nay lại không thông qua. Muốn hỏi vì sao, tốt lắm, các anh tự mình đến hỏi chỉ huy trưởng phòng xử lý tỉnh. Ngừng, đều phải ngừng, lập tức ngừng thi công. Tôi cảnh cáo trước, nếu ai không ngừng thi công, lập tức đá ra. Hỏi thì bảo trái với điều ước, tôi trực tiếp nói với các anh, không có, vì sao, các anh hiểu rõ. Dùng từ ngữ an toàn đó là không thể đối kháng. Cho nên, chúng ta cũng không đối kháng phòng xử lý tỉnh. Diệp Phàm nói khá có tình, lúc này người phụ trách công ty Vũ Thánh Trung Quốc biết quan hệ giữa Diệp Phàm và giám đốc Hầu Kim An của họ rất tốt, hơn nữa, y khá thông minh. Từ lời Diệp Phàm nói suy nghĩ ra cái gì đó, nếu đoán không nhầm thì hẳn là Diệp Phàm muốn đánh chỉ huy trưởng phòng xử lý tỉnh. Cho nên, vị giám đốc này vội vàng phụ họa nói. Đúng đúng. Việc này không phải trách nhiệm của khu Hồng Liên. Hoàn toàn là do lãnh đạo phòng xử lý tỉnh cố ý gây khó dễ. Đã thông qua phương án còn muốn thay đổi, đây không phải là cố ý gây khó dễ sao? Đem chúng ta treo lên không trung, đó không phải là treo cổ chúng ta sao? Mà giám đốc phụ trách công ty Thiên Lạc cũng biết Diệp Phàm rất quan tâm đến họ, bởi vì quan hệ của Ôn Bảo Linh với Diệp Phàm không tồi, cho nên, y cùng ồn ào theo nói. Đúng vậy. Chúng ta tìm phòng xử lý tỉnh nói lý lẽ đi. Đúng, đúng, phải tranh cãi. Nhất thời phòng họp tôi một lời anh một lời khiến cho tinh thần hăng hái. Tất nhiên, lời nói của Diệp Phàm có sức cuốn hút. Tốt lắm, dừng thi công đi, đừng ở trong phòng hội nghị hò hét. Có lẽ lãnh đạo phòng xử lý tỉnh cũng có khó xử mọi người phải hiểu khó xử của lãnh đạo. Việc này, có lẽ sau mấy tháng sẽ được quyết định, mọi người hãy chuẩn bị dừng thi công dài dài. Diệp Phàm tất nhiên lại thêm một chút lửa, đưa mọi người trở về. Không lâu, máy xúc, xe tải thi công dọn sạch sông Hồng Liên toàn bộ đều ngừng lại. Hồng Liên từ ồn ào quay về yên lặng. Nửa ngày, dân chúng hai bờ sông đều biết việc này. Trong khoảng thời gian ngắn gây ồn ào huyên náo, đối với việc chính quyền khu Hồng Liên xây dựng mở rộng sông Hồng Liên, dân chúng 9 thị xã đều ủng hộ. Nhưng họ không hài lòng với Ủy ban Nhân dân quận đơn giản là vì xây dựng họ phải phá nhà rời khỏi đường sông. Tuy nhiên, những người này không nhỏ, khiến cho Chủ tịch quận Trương khá đau đầu. Tổng Giám đốc Chu, dừng thi công. Công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Thủy Châu Vương Đăng Phong đang đứng trước bàn làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chu Tiểu Hông, vẻ mặt oán giận hừ nói. Dừng thi công, vì sao? Chu Tiểu Hông kinh ngạc, nhìn người nhân viên đắc lực có năng lực. Việc này, là bí thư Diệp khu Hồng Liên tự mình ra lệnh. Nói là nhận được thông báo của phòng xử lý tỉnh, đã thông qua quy hốt, hiện tại lại bảo ngừng thi công. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, lúc đó tôi yêu cầu chính quyền khu Hồng Liên có lời giải thích, yêu cầu bồi thường tổn thất cho chúng ta. Nào biết bí thư Diệp quá kiêu ngạo, hống hách thật sự, nói là tôi còn dám dài dòng, bảo công ty chúng ta rời khỏi, hơn nữa còn nói, muốn tiền vi phạm hợp đồng đều không có. Còn nói cái gì không thể đối kháng, đến cái gì là không thể đối kháng. Đó chỉ là chỉ huy trưởng phòng xử lý tỉnh thông báo như thế, không thể đối kháng. Tôi nghĩ Diệp Phàm cố ý làm khó dễ công ty chúng ta. Lúc trước, có thể là bọn họ yêu cầu chúng ta tăng ca thêm giờ, tăng khả năng nạo vét, chúng ta vất vả thuê máy xúc, không thể tưởng tượng bọn họ lại phá. Thật kỳ cục, mỗi ngày tổn thất đến 10 vạn.
Vương Đăng Phong khá kích động. Chương 1499, tranh giành quyền lợi. Có thấy văn bản chính thức của phòng xử lý tỉnh phát xuống không? Chu Tiểu Hồng thản nhiên hỏi. Chắc là đây, có dấu của phòng xử lý, còn có chữ ký của phó chủ tịch tỉnh Cố, hẳn không phải là giả. Vương Đăng Phong không ngờ là mình phẫn nộ, Chu Tiểu Hồng quá ư bình tĩnh. Không thể tưởng tượng được, Tổng Giám đốc Chu hôm nay bình tĩnh như thế, giống như không có việc gì. Chẳng lẽ hiện giờ y đã thất sủng? Phải biết rằng, Vương Đăng Phong ở công ty xây dựng số 1 Nam Hoa khá đắc thế. Trước kia có việc lớn gì phát sinh, liên quan đến lợi ích công ty, Chu Tiểu Hồng chắc chắn đập bàn ném thuốc. Có văn bản chính thức chứng tỏ là trách nhiệm của phòng xử lý tỉnh. Anh làm sao lại chống lại bí thư Diệp? Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ công ty xây dựng số 1 Nam Hoa là số 1? Người ta là cán bộ cấp giám đốc sở, là cán bộ đảng cấp cao. Trước không muốn anh phụ trách hạng mục này, tôi đã nói, các cán bộ khu Hồng Liên đều có thể không quan tâm nhưng bí thư Diệp nhất định phải tôn trọng. Xem ra, anh coi lời tôi như gió thổi bên tai. Chu Tiểu Hồng đột nhiên nhíu mày, không ngờ nhắc nhở giám đốc Phương. Việc này, giám đốc Phương tất nhiên thiếu chút nữa trợn tròn mắt, rốt cuộc tại sao thế này? Giám đốc Phương lập tức thấy mình nhỏ bé đi không ít. Y biết, y trước mặt Tổng Giám đốc Chu chính là một con chó. Làm không được người ta sẽ bảo mình cút đi, đó là không thể bàn bạc. Giám đốc Phương vốn định tố cáo, không thể tưởng tượng còn nhận được sự phê bình nghiêm khắc. Y kinh ngạc, sợ đến mức mồ hôi toát ra. Tôi. Giám đốc Phương nói không nên lời, trong lòng hối hận. Tôi cái gì, lập tức đến khu Hồng Liên xin lỗi bí thư Diệp. Thái độ phải thành khẩn. Vương Đăng Phong, hôm nay tôi nói với cậu, nếu bí thư Diệp không tha thứ cho cậu, thì cậu tìm nơi mà đi hóng mát. Chu Tiểu Hồng nghiêm mặt, không nể tình quát, nói xong lập tức cầm điện thoại cười nói. Bí thư Diệp, gần đây có bận không? Bận, đương nhiên bận. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, bí thư Diệp đương nhiên bận, ôi, Vương Đăng Phong của công ty tôi không hiểu chuyện, anh đại nhân độ lượng, hẳn là sẽ không nhớ kỹ chứ. Tôi thay mặt y xin lỗi anh trước. Chu Tiểu Hồng tính cách đàn ông, không buông tha. Biết Diệp Phàm quan hệ với nhà họ Phí không kém hơn mình. Hơn nữa, đừng nhìn hắn còn trẻ, nhưng thật ra rất có năng lượng, đó là một người không thể trêu vào. Cô nói đến chuyện gì vậy, tôi không nhớ gì cả. Diệp Phàm thực sự không nhớ nổi Vương Đăng Phong, vừa rồi xử lý xong chuyện dừng thi công trở về văn phòng phê duyệt văn bản, nhiều việc lắm, làm sao đi nhớ những việc không liên quan đến mình. Tuy nhiên, Chu Tiểu Hồng thật ra âm thầm cảm kích Diệp Phàm. Còn tưởng Diệp Phàm là cố ý hạ mình với cô, cười nói. Cảm ơn anh, vài ngày nữa bí thư Diệp rảnh tôi mời. Thế thì tốt, Tổng Giám đốc Chu mời khách, tôi người nghèo lại được nhà giàu mời ăn. Diệp Phàm cười cười, giờ đã nhớ ra chuyện Vương Đăng Phong. Thầm nói, bố không có rảnh đi tức giận với một giám đốc nhỏ. Tôi phải đi. Giám đốc Phương lau mồ hôi trán, bước nhanh đi. Vừa rồi Tổng Giám đốc Chu cũng tự mình gọi điện thoại cho bí thư Diệp thay y xin lỗi. Nghe giọng điệu Tổng Giám đốc Chu. Có vẻ hạ thấp mình thật sự. Bí thư Diệp đã làm cho cân nhắc, nếu y không lập tức tỏ vẻ một chút, xem ra là phải cuối gói đi. Việc này thật lạ, phòng xử lý tỉnh sao lại thay đổi? Chẳng lẽ có liên quan đến Cố Tắc Phi, lão già này gây chuyện? Không ngờ ngăn chúng ta phát tài. Chu Tiểu Hồng mắng một câu, cầm lấy điện thoại. Ngày hôm sau, Phó Tư lệnh Đại quân khu lĩnh Nam Mai Trường Phong xuống tới Thủy Châu. Phó Tư lệnh Mai đầu tiên kiểm tra tập đoàn quân thứ 2 Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Sau đó, mấy người quân đoàn trưởng Hầu Bình, chính ủy báo săn Tần Đại Hòa dẫn Phó Tư lệnh Mai đến khu Hồng Liên, xem xét việc khu Hồng Liên tìm địa điểm xây dựng nhà cho bọn họ. Phó Tư lệnh Mai khá vừa lòng, hơn nữa, lúc này chỉ thị, để quân lính an tâm cống hiến cho đất nước. Sau khi xây dựng nhà xong, cần phải đầu tư tiền xây dựng quân y viện, cùng trường học. Diệp Phàm lúc đó đã ở đấy. Cười nói. Phó Tư lệnh Mai, muốn xây dựng trường học và bệnh viện sẽ phải được cấp trên phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch rồi, nhân viên làm việc trong trường học cũng nhiều lên, chuyên gia cũng sẽ nhiều lên có phải không? Một trường học, lực lượng thầy giáo, hay là lực lượng y bác sĩ nhiều hay ít, cùng với trang thiết bị y tế cũng quyết định khả năng và tiếng tăm của bệnh viện. Quy mô quá nhỏ, không nổi tiếng không có khả năng đạt đến yêu cầu của bệnh viện lớn.
Chính quyền khu Hồng Liên chúng tôi cũng muốn xây dựng một bệnh viện quy mô và mấy trường học. Bí thư Diệp ý tưởng rất hay, cái này gọi là, muốn làm thì làm lớn, đầy đủ. Một lần đầu tư đồng bộ, đúng chỗ, đương nhiên, chúng tôi cũng muốn. Tuy nhiên, tiểu khu quân nhân này dân số xem ra sẽ không vượt qua 10.000 người. Từ quân hàm thượng úy, cán bộ cấp đại đội, tập đoàn quân thứ hai, hơn nữa phía dưới tỉnh Nam Phúc có các chi bộ đội, quân lính có mấy ngàn người. Mỗi một người lính còn có người nhà cũng không trên 1.000 dân. Muốn làm quy mô lớn chắc khả năng hữu hạn không thể làm được, tuy nhiên, về trường học, thật ra có thể xây một trường tiểu học và trung học quy mô nhỏ. Vấn đề bệnh viện thì khá lớn. Quân đoàn trưởng Hầu Bình lúc này nói xen vào. Ha ha, quân đoàn trưởng Hầu, anh chỉ nghĩ đến tập đoàn quân thứ hai và bộ đội dưới anh. Anh không nhớ đến tướng sĩ báo săn chúng tôi rồi. Quân đoàn trưởng Hầu, đây là do báo săn chúng tôi cùng với tập đoàn quân thứ hai của anh và quân khu tỉnh Nam Phúc xây dựng. Lúc này chính ủy báo săn Tần Đại Hòa cười tủm tỉm nói. Nói thật, tôi nhất thời đã quên. Báo săn là bộ đội đặc chủng, tất cả ở đó đều là quan quân. Quân đoàn trưởng Hầu mỉm cười nhìn Tần Đại Hòa một cái. Mà mấy người chủ tịch quận trương vừa nghe thế, vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng thầm nói báo săn chẳng lẽ không có lính, sao tất cả đều là quan quân tạo nên. Tuy nhiên, mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc thật ra không ai dám hỏi chuyện này. Theo điều kiện phân phối nhà lần này, cũng không thể nói quan tướng báo săn đều có thể được phân phòng ở. Chúng tôi có nhiều quân hàm thượng úy, dưới cấp bậc quân quân thôi. Tần Đại Hòa thản nhiên cười nhìn Diệp Phàm một cái. Không thể nào. Lúc này Mai Trường Phong đột nhiên cười lắc đầu. Không thể nào, Tư lệnh Mai, sao vậy? Hầu Bình nhìn Tư lệnh Mai, không rõ ý. Đương nhiên không thể nào, quân đoàn trưởng Hầu, anh vừa rồi nói. Báo săn là bộ đội đặc chủng có phải không? Lúc này Tần Đại Hòa đứng bên cạnh cười kỳ lạ. Chẳng lẽ điều kiện của các anh có khác? Quân đoàn trưởng Hầu thật không hiểu còn có chuyện như vậy, cũng đoán ra cái gì, hỏi. Ha ha, Tư lệnh Kiều đổi mới rất nhanh suy nghĩ đến đặc tính của bộ đội báo săn, cho nên cũng có chính sách ưu đãi đặc thù. Mai Trường Phong thật ra giải thích với Hầu Bình. Ưu đãi, không phải là quan tướng bộ đội báo săn được nhận giống nhau chứ? Hầu Bình có chút buồn bực, trong lòng bắt đầu chửi chó má, việc này cũng quá ưu đãi. Giới hạn trong quan quân chính thức của báo săn, cũng không nhiều, toàn bộ chưa đến 500 người. Hơn nữa, những đồng chí cần phân nhà đạt tiêu chuẩn chức phải trên dưới 700 người. Tần Đại Hòa cười nói. Còn không nhiều, tôi nói nhé anh Tần, các anh cũng quá hống hách đi. Toàn bộ người của các anh cũng đến 1.000 người, không phải phân cho các anh 700 nhà ở sao? Mà tập đoàn quân thứ hai chúng tôi bộ đội phía dưới cũng vài vạn, toàn bộ đến hơn 1.000. Tôi nói, cấp trên lập tức sắp xếp hơn 2.000. Tôi còn tưởng rằng thủ trưởng quân khu đặc biệt chiếu cố đến tập đoàn quân thứ hai chúng tôi. Bất ngờ phê duyệt tiền để xây dựng 2.000 căn nhà. Không thể tưởng tượng được, các anh chiếm hơn 4 phần. Tổng số người của các anh chưa đến 1 phần 10 của chúng tôi. Tư lệnh Mai, thủ trưởng quân khu cũng nặng bên này nhẹ bên kia. Quân đoàn trưởng Hầu tính tình thẳng thắn, than phiền ngay với Mai Trường Phong. Quân đoàn trưởng Hầu, có ý kiến có phải không, tìm Tư lệnh Kiều nói lý lẽ đi. Mai Trường Phong thản nhiên cười trêu chọc một câu. Tìm cái rắm, tôi đi tìm cũng không được. Quân đoàn trưởng Hầu buồn bực văng tục. Ha ha ha, mọi người đều cười. Tư lệnh Mai, thật ra, tôi có ý này. Lúc này Tề Thiên đứng bên cạnh nói chen vào. Thượng tá Tề có chủ ý gì nói tôi nghe một chút. Mai Trường Phong nhìn Tề Thiên nói. Căn cứ quân y viện của chúng tôi xây dựng ở phía Tây Thành, bệnh viện kia được xây dựng từ những năm 80, hiện tại đã xuống cấp. Địa bàn quá nhỏ, nhà cũng cũ quá, nghe nói thiết bị cũng rất kém. Căn bản là không thể thích ứng với yêu cầu hiện đại hóa quân y viện. Nếu thực sự chiến sự xảy ra, đến giường bệnh cũng không đủ. Tôi thấy... Nếu không đề nghị căn cứ cùng chính quyền khu Hồng Liên hợp tác xây dựng một quân y viện lớn. Đương nhiên, bệnh viện vẫn là bệnh viện cũ, không riêng gì phục vụ quân nhân mà cả dân chúng. Bằng không, bình thường không việc gì, cũng lãng phí tài nguyên. Tề Thiên nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Việc này thật ra chính Diệp Phàm giật dây. Chỉ có điều mượn lời Tề Thiên thôi. Ý kiến này thật ra không tồi, lần này rõ ràng cùng với việc xây dựng nhà cho quân nhân kết hợp làm.
Nếu quân y viện bên phía tây thành kia không thích hợp với yêu cầu hiện đại hóa. Nếu cần mở rộng, nhà phải xây dựng, không bằng một lần nữa khu Hồng Liên tuyên chỉ, một lần nữa xây dựng quân y viện mới. Hơn nữa, vừa rồi Bí Thư Diệp cũng tỏ thái độ có thể cùng chúng ta hợp tác muốn quy hoạch xây dựng một bệnh viện lớn. Quân đoàn trưởng Hầu cũng có chút động lòng. Ừ, tốt nhất là chọn khu gần quân nhân một chút. Quân nhân cùng người nhà có thể đến chữa bệnh thuận tiện. Hơn nữa, trường học và bệnh viện đó sẽ thuận tiện cho quân nhân đã vội huấn luyện không lo cuộc sống ở nhà có phải không? Phương pháp này không tồi. Chính ủy Tần cũng toàn lực tỏ vẻ ủng hộ. Kỳ thật, Tần Đại Hòa phát hiện đôi mắt Tề Thiên nhìn Diệp Phàm. Trong lòng đã sớm hiểu được việc này xem ra chính là ý của Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm có ý này Tần Đại Hòa cũng không ngại cho Diệp Phàm một ân tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1500, Đại Soái Diệp và Tư lệnh Hồ. Đề nghị này không tồi, có thể suy nghĩ, như vậy các anh lập tức làm báo cáo, tôi sẽ mang về. Nếu có thể thông qua đương nhiên là rất tốt, nhưng quân khu cũng không phải ngân hàng, cũng không có thể chu đáo hết có phải không? Dù sao, tiền cũng không phải dầu nứt đố đổ vách. Các anh còn phải nghĩ nhiều cách khác, nếu muốn làm thì làm bệnh viện lớn. Ví dụ như, cũng phải so sánh cùng bệnh viện số 2 số 3 Thủy Châu. Chi phí cũng không phải là nhỏ. Nếu chính ủy Tần cũng đồng ý, hay là báo săn cũng làm báo cáo lên quân ủy một chút. Việc này phiền chính ủy Tần phụ trách, đến lúc đó quân ủy có thể phê duyệt, có thể đến Tổng cục Hậu cần nhận một khoản tiền. Hơn nữa, quân khu cấp cũng có thể vài phần. Nếu khu Hồng Liên nữa, tôi nghĩ, xây dựng một bệnh viện có thể so sánh với bệnh viện số 2 Thủy Châu cũng không phải là giấc mơ. Cùng với hiện đại hóa tác chiến, đây cũng phải làm. Đặc biệt là cùng với xây dựng mới, cũng phải hiện đại hóa trang thiết bị của bệnh viện. Mai Trường Phong quyết định, tất nhiên cũng là hướng Diệp Phàm đưa ra tiểu hí. Tần Đại Hòa sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, trong lòng thầm mắng tên cáo già. Nói cho rõ người biết chuyện đều biết anh của Tần Đại Hòa là ủy viên quân ủy phó chủ tịch Tần Chí. Việc này chỉ cần Tần Đại Hòa ra tay thì 8 phần thành công. Mà Mai Trường Phong nói một câu đem khoai lang bỏng này trao cho Tần Đại Hòa. Nhiều người như vậy, Tần Đại Hòa muốn đẩy cũng khó mà đẩy được. Mà Mai Trường Phong vì sao đồng ý làm? Đây là Mai Trường Phong có tính toán lớn hơn, tiếp gió lớn cho mục tiêu cuối cùng là đảm nhiệm chức chỉ huy của sư A. Đây chỉ là mục tiêu đầu tiên của y, mục tiêu lớn hơn chính là tạo ra thành tích ở sư A rồi đến làm tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Bởi vì tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt phải quân hàm trung tướng trở lên mới có thể đảm nhiệm. Mai Trường Phong thăng thiếu tướng cũng không ít năm. Được lên chức vụ lãnh đạo cao hơn, quân hàm tiến thêm một bước nữa chính là mục tiêu xa của Mai Trường Phong. Nếu mục tiêu tập trung ở Vịnh Lam Nguyệt kia, phải xây dựng khu nhà ở quân nhân, bệnh viện và trường học. Cũng liên quan trực tiếp đến sự quản lý của Vịnh Lam Nguyệt. Trong lòng Diệp Phàm thầm cảm thán, lãnh đạo cấp cao đấu cờ thường giấu bên trong. Mai Trường Phong giấu giếm đưa việc khó cho chính ủy Tần hơn nữa, ưu thế hơn còn bị Mai Trường Phong chiếm mất. Thế này đi, sau khi trở về, cùng sư trưởng Trương bàn bạc một chút. Nếu có thể làm thì tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến. Tần Đại Hòa vốn đang muốn thoái thác một chút, tuy nhiên y đột nhiên thấy Diệp Phàm bí mật đưa mắt nhìn mình. Y giật mình, mới nhớ đến chủ ý này do Tề Thiên đưa ra. Tề Thiên làm sao có thể thật lòng quan tâm đến bệnh viện gì đó. Kia chắc chắn là Diệp Phàm đang bày mưu đặt kế. Y nếu thật sự không cố gắng, kia chẳng phải cùng Diệp Phàm đối đầu sao? Vừa lúc đó tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Trung Minh cùng Ngô Huy Cần và các quan quân đến. Từ xa đã mỉm cười nói. Tư lệnh Mai, đến cũng không lên tiếng gọi, thực sự đã quên quân khu tỉnh chúng tôi có phải không? Tốt xấu chúng tôi cũng là cấp dưới của anh có phải không? Tư lệnh Hồ, ha ha, tôi dám quên các anh. Nếu ấm trà cũng quên thì đến lúc đó uống trà vào cũng có thể nghẹn đúng không? Mai Trường Phong đùa vui. Phá ấm trà vỡ thì còn làm sao có trà uống? Quân đoàn trưởng Hầu Bình cũng mỉm cười nói. Anh Hầu, ấm trà của tôi khi nào thì phá? Tư lệnh Hồ tức giận trừng mắt nhìn người đồng chí một cái. Tuy nói vì chuyện Ngô Diễn trong lòng có chút bất mãn với Hầu Bình. Tuy nhiên, với cấp bậc này, trong nháy mắt thấy. Chuyện Ngô Diễn chỉ có điều là Hồ Trung Minh đọ sức với Diệp Phàm, cũng không phải là đọ sức với Hầu Bình. Cho nên, tư lệnh Hồ ngược lại cũng không thể tức giận với Hầu Bình. Y nhìn Mai Trường Phong một cái, cười nói.
Tuy nhiên, quân đoàn trường hầu nói cũng đúng. Tư lệnh Mai, anh xem, anh là lãnh đạo đến Nam Phúc kiểm tra, liền cùng quân đoàn trưởng hầu đánh thành một lần. Đầu tư khoản tiền xây dựng tiểu khu, nghe nói còn có trường học bệnh viện. Xem quân khu tỉnh chúng tôi, các quân nhân đều ở những chuồng vịt. Tư lệnh Mai, có phải quên cấp cho chúng tôi một chút? Quân khu tỉnh cũng không phải cùng cha khác mẹ. Tư lệnh Hồ nói đến đây đột nhiên quay đầu nhìn phó tư lệnh Ngô nói. Hình như trước đó không lâu chúng ta còn có báo cáo lên. Đúng vậy, nhà ở của các quân nhân quân khu tỉnh chúng ta được xây dựng từ mười mấy năm trước. Hiện tại đã quá cũ không thể dùng. Phòng ở rột nát không nói, còn đã hơn 30 năm tuổi, tôi sợ xảy ra chuyện. Cho nên, lần trước tôi đã nói việc này. Qua đảng ủy quân khu thảo luận, về chuyện xin xây dựng nhà ở đã báo cáo lên trên rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được trả lời. Ngô Hủy Cần lúc này phối hợp với tư lệnh Hồ hai bên cùng diễn. Hóa ra người này đến đây chính là muốn cướp tiền. Mai Trường Phong thản nhiên nhìn hai người một cái cười nói. Tư lệnh Hồ, tôi vừa rồi cũng nói với mọi người. Quân khu không phải là ngân hàng, cũng không có nhiều tiền để các anh xây nhà tập thể. Và lại, các căn cứ bên kia đến hiện giờ mới có kế hoạch xây dựng nhà. Các anh mười mấy năm trước đã có nhà xây cũng không tồi. Muốn nói đến nhà rột nát, bộ đội không hề có tình huống này. Tu bổ là xong, đương nhiên, nếu nhà có nguy hiểm nhất định phải dỡ bỏ. Nhưng các anh không phải còn có ông chủ sao? Mảnh đất của y có nhiều ngân hàng. Đúng rồi, bí thư Phí Mãn Thiên là chính ủy thứ nhất của quân khu tỉnh. Anh xem chính ủy Tần của báo săn vì xây dựng nhà liền nghĩ đến tổng cục hậu cần của quân ủy xin tiền. Cho nên, các anh có chính ủy thứ nhất là Tôn Đại Thần không cần, kia chẳng phải bỏ gần tìm xa sao. Hồ Trung Minh, anh thật hồ đồ. Đến lúc đó bí thư Phí cho một nét bút, đủ các anh xây mấy tòa nhà. Làm gì phải đến chỗ bát cơm nhỏ như tôi xin cơm có phải không? Quân đoàn trưởng Hầu Bình tuy nói vẻ mặt tươi cười nhưng gần từng tiếng một đến tai tư lệnh Hồ. Tức giận đến nỗi lão Hồ thực sự muốn giơ nắm tay về phía quân đoàn trưởng Hầu. Tuy nhiên, tư lệnh Hồ không dám ra tay, bởi vì trước kia khi hai người cùng ở bộ đội, mỗi lần tranh cãi, y chưa lần nào không bị đồng chí Hầu Bình làm cho thành đầu heo. Hầu Bình cũng không phải muốn làm khó dễ tư lệnh Hồ. Chỉ có điều lúc này Hồ Trung Minh đến giật tiền, nếu quân khu cho bọn họ một ít, tiền này nhất định từ tiền xây dựng nhà của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt lấy ra. Bởi vì quân khu không có khả năng cấp cho tất cả các căn cứ bộ đội trên toàn tỉnh Nam Phúc một số tiền lớn. Ngày nay, đó là thể, Hầu Bình chắc chắn phải lên tiếng trước để đè lời tư lệnh Hồ rồi nói sau. Tiền đã tới tay sao có thể để chia đôi? Đúng chính ủy Phí bên kia có thể có tiền không thua tổng cục hậu cần. Một kho lớn như vậy. Lão Hồ, không cần đoạt cơm của bộ đội báo săn chúng tôi. Chúng tôi thế đơn lực bạc, sao có thể so sánh với quân khu tỉnh lớn như các anh đúng không? Vì trong việc xây dựng nhà này báo săn cũng có phần, hơn nữa còn chiếm 4 phần, chính ủy Tần đương nhiên cũng không thể để tư lệnh Hồ cướp miếng ăn đến miệng được. Tư lệnh Hồ thực sự tức giận, lời chính ủy Tần có thể có chút xa. Báo săn vẫn là đơn vị nhỏ thì quân khu tỉnh cũng sắp thành ẩm sự. Y cảm thấy hình như mình bị vây công, chỉ vào Tần Đại Hòa hừ nói. Lão Tần, không nói như vậy được, nghe nói lần này xây dựng các anh có 2.000 phòng. Như vậy đi, tiền chúng tôi không hỏi, chỉ cần phân cho chúng tôi 200 phòng là được. Không nhiều, quân khu tỉnh chúng tôi cũng lớn, phía dưới còn có sư đoàn dã chiến, cũng phải chừa cho chúng tôi một chút có phải không? Lần này nếu là xây dựng tiểu khu quân nhân, quân khu tỉnh chúng ta cũng kết hợp thế nào? Phòng của chúng tôi còn chưa đủ, sao thừa phòng cho các anh? Không thể tưởng tượng được Tần Đại Hòa cùng Hầu Bình từ chối, hơn nữa thái độ kiên quyết. Tư lệnh Mai, anh xem, nói như thế nào thì việc này cũng phải thương lượng xử lý có phải không? Tư lệnh Hồ tức giận trong lòng, chỉ là giơ lên chậm rãi. Ha ha, việc này là chuyện trong nhà của quân đội tỉnh Nam Phúc các anh. Cấp trên chúng tôi chỉ làm lớn, về phần chi tiết các anh tự thương lượng xử lý là được. Nếu mọi chuyện đều làm, còn không phải làm cho các đồng chí ở quân khu đều mệt. Mai Trường Phong gian dảo hơn so với các đồng chí khác, căn bản là không tiếp chiêu. Tư lệnh Hồ, tôi cho rằng, nếu tư lệnh Hồ có thể hùn tiền, cũng có thể có sâm cổ thôi. Dù sao tất cả mọi người đều là quân nhân, phối hợp xây dựng tiểu khu không phải lớn hơn nữa, khu nhà cũng càng hoàn thiện, quy mô cũng sẽ lớn hơn có phải không? Đương nhiên,
mấu chốt là tư lệnh Hồ nếu có thể lấy tiền được từ bí thư phí mới được. Tay không bắt giặc nói vậy, ha ha quân đoàn trưởng Hầu và chính ủy Tần. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, mỉm cười đương nhiên là châm chọc tư lệnh Hồ. Vừa rồi Hồ Trung Minh đến hình như không phát hiện hắn. Chỉ lo chào hỏi đám người Mai Trường Phong, không để ý đến hắn. Diệp Phàm biết đây là tư lệnh Hồ trả thù mình, cố ý khiến mình phải chịu nhục. Tay không bắt giặc, có người thường xuyên làm việc này. Hồ Trung Minh thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, giọng như có mùi thuốc súng. Y nhìn mọi người một cái, nói tiếp. Việc này là việc quân đội, đồng chí Diệp Phàm là cán bộ chính quyền nói những lời này không hợp. Tôi hy vọng, về sau anh đừng tham gia và đến đây. Chúng tôi bàn bạc như thế nào, đó là chuyện của chúng tôi. Tư lệnh Hồ lần này bắt đầu thể hiện cái uy của lãnh đạo. Tất nhiên bởi vì y là ủy viên tỉnh ủy, giống như lên lớp người khác. Các anh bàn bạc thế nào đương nhiên là chuyện của các anh. Tuy nhiên, đây là địa bàn khu Hồng Liên, không phải quân khu tỉnh các anh. Mà tiểu khu quân nhân là xây dựng ở khu Hồng Liên. Cũng không phải địa bàn quân khu tỉnh các anh. Hơn nữa, khu Hồng Liên chúng tôi cũng có chính sách ưu đãi, nhân viên công tác của chúng tôi cũng hết sức cố gắng. Ở đây tôi cũng muốn một số đồng chí hiểu rằng, khu Hồng Liên chúng tôi khi nào thì là cấp dưới của quân khu tỉnh. Diệp Phàm không chút khách khí phản kích. Chương 1501, nội chiến lớn trong khu. Hừ, tiểu khu quân nhân chưa chắc đã phải xây dựng ở khu Hồng Liên các anh. Chẳng lẽ ngoài khu Hồng Liên Thủy Châu không còn chỗ nào nữa như khu Đông Hồ, Tây Thành, bên kia địa bàn so với các anh còn tốt hơn? Giao thông càng thuận lợi, địa điểm tốt, quân đội chúng ta, chẳng lẽ muốn treo cổ trên một cành cây đúng không? Có thể xây dựng ở đây là chiếu cố khu Hồng Liên các anh rồi. Anh còn dám loạn ngôn nói dèm pha, không sợ làm quân đoàn trưởng Hầu và chính ủy Tần tức giận chạy mất sao? Đồng chí Diệp Phàm, làm một cán bộ. Tôi hy vọng anh về sau chú ý ảnh hưởng những lời nói của mình. Làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, biết địa phương các anh phát triển kinh tế là đúng, tỉnh ủy chúng tôi cũng ủng hộ. Nhưng mặc kệ làm gì, đều có quy luật nhất định. Hy vọng về sau chuyện phá vỡ quy luật không cần anh làm. Đó là sai lầm. Tư lệnh Hồ tư thế lãnh đạo 10 phần, căn bản là dạy người khác. Đương nhiên, những người khác còn tưởng tư lệnh Hồ đang chỉ trích về việc xây dựng tiểu khu quân nhân. Kỳ thật, chỉ có Diệp Phàm biết, tư lệnh Hồ đang gõ hắn. Trong chỉ trích hắn dở trò trong chuyện ngô diễn, không ra bài như bình thường. Phá vỡ quy tắc, Diệp Phàm tôi không nghĩ đến việc này. Hơn nữa, tôi cũng không phá vỡ quy luật ở chỗ nào. Xây dựng tiểu khu quân nhân ở khu Hồng Liên chúng tôi, cán bộ nhân dân khu Hồng Liên chúng tôi đều cố gắng hết sức tạo điều kiện thuận lợi. Hơn nữa, các hạng mục vẫn là quân đội hợp tác với Ủy ban Nhân dân quận chúng tôi làm. Nếu quân khu tỉnh muốn xây dựng thêm một khu, có phải là phải hỏi trước xem chúng tôi có đồng ý hay không? Ở đây tôi muốn nói một câu, nếu quân khu tỉnh không có tiền muốn tiến vào, tôi không đồng ý. Chính quyền khu Hồng Liên chúng tôi cũng không có nhiệm vụ cứu tế, dựa vào cái gì phải xây dựng cho các anh cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện không công? Hừ, mặc dù ngài là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu nói những lời này với những người khác, tin tưởng tư lệnh Hồ hẳn là công. Diệp Phàm hừ nói, thiếu chút nữa là mặt tư lệnh Hồ trắng bệch. Tần Đại Hòa nghe xong thật sự là hết giận, không thể tưởng tượng được đổi tới đổi lui vẫn là Diệp Phàm và Hồ Trung Minh đấu nhau. Hai người Tần Đại Hòa và Hầu Bình đều biết rõ Diệp Phàm. Hai người thậm chí trong lòng cảm thấy thương thay Hồ Trung Minh. Bởi vì Hồ Trung Minh thực sự làm Diệp Phàm tức giận, xem ra Hồ Trung Minh tự mình nuốt quả đắng. Tốt, lời này là anh nói. Tư lệnh bị chọc tức. Quay đầu nói với Hầu Bình. Quân đoàn trưởng Hầu, chính ủy Tần, tôi có đề nghị. Ba chúng ta kết hợp xây tiểu khu quân nhân, cần ra bao nhiêu tiền tôi sẽ chi, không ít hơn các anh một đồng. Tuy nhiên, địa điểm không phải ở khu Hồng Liên, tôi thấy khu Hồ và Tây Thành cũng được. Chỉ cần hai vị đồng ý, tôi ra mặt, địa bàn này ưu đãi càng nhiều. Khu Hồng Liên này có cái gì tôi không tin trái đất không quay nữa. Việc này... Hầu Bình và Tần Đại Hòa thoáng nhìn nhau, chợt lắc đầu nói. Tư lệnh Hồ, việc này chúng tôi đã ký kết hợp đồng. Hơn nữa cán bộ khu Hồng Liên hiện tại rất cố gắng. Bệnh viện trường học người ta đều đồng ý bỏ tiền hợp tác xây dựng. Bí thư Diệp rất có thành ý, cơ sở hạ tầng họ đã đầu tư hơn ngàn vạn. Chúng tôi không muốn làm thế. Nếu anh muốn hùn vốn, chỉ cần đồng ý chia sẻ bộ phận của các anh,
chúng tôi cũng hoan nghênh quân khu tỉnh các anh gia nhập xây dựng tiểu khu quân nhân. Nói vậy Bí thư Diệp cũng không phản đối có phải không? Tất nhiên không, trừ khi chuyển chỗ khác, ở đây chúng tôi không có hứng thú. Tư lệnh Hồ từ chối, trong lòng hận tới mức ngứa cả răng. Hừ, chúng tôi bỏ tiền cũng không khó giải quyết. Diệp Phàm cũng hừ lạnh một tiếng bác bỏ. Thôi vậy, việc này để sang một bên, đúng rồi, sư trưởng Trương mời ăn cơm chiều, tôi thấy đã đến giờ cơm, xin lỗi mọi người, quân đoàn trưởng Hầu, chính ủy Tần, còn có cố vấn Tề, chúng ta đi trước chủ trì sư trưởng Trương một chút. Mai Trường Phong vội vàng nói nhìn tư lệnh Hồ liếc mắt một cái, cười nói. Lão Hồ, cùng đi thế nào? Thôi vậy buổi tối tôi có bữa tiệc không quấy rầy, chờ anh ăn xong sẽ đưa xe đến đón anh đến nhà khách nghỉ ngơi. Tư lệnh Hồ trong lòng khó chịu, tất nhiên sẽ không đi góp vui. Thế cũng tốt, không cần phải cử xe đến, còn sợ báo săn không có xe sao? Mai Trường Phong hỏi. Vậy tôi có việc đi trước. Tư lệnh Hồ cười chào, vừa quay mặt đã vội vàng đi rồi, Diệp Phàm cũng cáo từ. Buổi tối. Giám đốc Sở Thủy Lợi Hà Nghi Viễn mời Diệp Phàm ăn tối. Diệp Phàm cũng nghĩ đến Phó Chủ tịch Cố cho nên, cũng nhận lời. Có lẽ, Hà Nghi Viễn đối với Cố Tắc Phi thật sự biết một ít. Thời đại này, chỉ cần là có việc gì có thể gây sự thì gây sự, không trực tiếp gây sự được thì ra sức tức giận. Một không gian riêng, Diệp Phàm vừa mới đẩy cửa vào bên trong có ba người đang ngồi nói chuyện phiếm uống trà. Vừa thấy Diệp Phàm xuất hiện, Hà Nghi Viễn cười ha hả đứng lên nói. Không xuống tầng đón Bí thư Diệp thất lễ. Lão Hà, đều là bạn bè, nói mấy lời này thấy ngại. Diệp Phàm cười nói, nhìn hai người khác. Tôi quên mất, Bí thư Diệp, giới thiệu với anh, đây là Giám đốc Sở Dân Chính Tô Hoài. Còn vị này là Giám đốc Sở Vệ Sinh Hoàng Cửu Lâm. Hà Nghi Viễn chỉ vào hai người giới thiệu. Xin chào Bí thư Diệp. Tô Hoài cùng Hoàng Cửu Lâm đứng lên nói. Diệp Phàm cũng giơ tay bắt tay hai người. Trong lòng hiểu được hai vị đồng chí đều là chức phó, cũng không phải chức vị chính. Cuối cùng một người đàn ông khá khôi ngô đứng lên cười tự giới thiệu. Bí thư Diệp, tôi là người quản lý khu Nam Cảng Lý Kiện Pha, là cấp dưới của anh. Bí thư Lý, xin chào. Diệp Phàm cũng đáp lại, nếu Hà Nghi Viễn có thể gọi ba người này đến, chắc chắn là bạn tốt của y. Bí thư Diệp, Hồng Liên đang phát triển, thật đáng mừng. Lý Kiện Pha cười nói. Ha ha, cho tôi mượn lời nói tốt lành của anh đi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói ngồi xuống, nhìn Lý Kiện Pha một cái nói. Bí thư Lý, nghe nói gần đây khu Nam Cảng các anh cùng khu Đông Hồ hơi có chút mâu thuẫn có phải không? Lý Kiện Pha nhìn Diệp Phàm vẻ mặt hơi trầm xuống, nói. Vu Tây Dương là ủy viên thường vụ thành ủy, đều ức hiếp chúng tôi không dậy nổi. Có cách gì đâu, lãnh đạo cấp cao đè chết người. Không thể nào. Lão Lý, Phu Tây Vương tuy nói là ủy viên thường vụ thành ủy nhưng là xếp hạng gần cuối. Y là nhân vật số 1 của khu Đông Hồ, anh cũng là nhân vật số 1 của khu Nam Cảng, y dựa vào cái gì ức hiếp cho anh không dậy nổi. Lúc đó Hoàng Cửu Lâm hừ một tiếng. Lão Hoàng, anh không biết, lão Lý gần đây là có chút khổ sở. Nghe nói là bởi vì nguyên nhân là nước, hai khu có chút ồn ào. Tô Hoài Phó Giám đốc Sở Dân Chính cười nói. Kỳ thật. Những lời này là vì Diệp Phàm mà cố ý nói. Bởi vì Chủ tịch quận Trương ngày hôm qua tìm đến hắn. Nói là Bí thư Vu Tây Dương của khu Đông Hồ có lên tiếng, nói là khu Hồng Liên muốn xây dựng y không phản đối nhưng, không thể đem rác rưởi theo thủy triều sang khu Đông Hồ. Sau đó Diệp Phàm tìm hiểu mới biết chuyện, bởi vì xây dựng sông Hồng Liên, trước tiên phải cho mực nước hạ xuống thấp. Bằng không đáy sông đều là nước thì làm sao có thể xây dựng. Mà nước này chạy đi đâu? Cuối cùng dồn lại, phát hiện là chảy lại khu sông bên khu Đông Hồ. Kỳ thật, hai sông thông nhau. Đương nhiên, đoạn thông nhau rất hẹp. Tuy nhiên bởi vì sông Hồng Liên ô nhiễm rất nghiêm trọng cho nên, Phu Tây Dương của khu Đông Hồ cho người đóng đoạn thông nhau lại. Lần này muốn xây dựng, phải dẫn nước đi, chỉ có thể mượn sông của khu Đông Hồ. Mà Phu Tây Dương vốn trước đã cùng Diệp Phàm đấu vài lần, lần trước ở hội nghị thường vụ thành phố còn bị Diệp Phàm làm cho mất mặt. Khi thấy được cơ hội cho nên, tuyên bố không có rác rưởi sông Hồng Liên sang khu Đông Hồ. Việc như vậy, các khu thường hỗ trợ lẫn nhau, mượn một chút liền cho mượn. Sau khi xây dựng sông lại sạch, Vu Tây Dương nói vậy chính là cố ý gây khó dễ.
cho nên nước sông rút cũng không nhiều lắm. Vu Tây Dương đã nhíu mày. Tiếp theo công trình mở rộng, nước càng nhiều. Vu Tây Dương lên tiếng, không cho Khu Hồng Liên dẫn nước qua. Chủ tịch quận Trương tự mình ra mặt tìm Vu Tây Dương, tuy nhiên, hiển nhiên chủ tịch quận Trương năng lượng quá nhỏ, còn bị Tây Dương phê bình một chút. Bởi vì Vu Tây Dương là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cấp phó giám đốc sở. Mà chủ tịch quận Trương tuy là cán bộ cấp phó giám đốc sở nhưng không phải ủy viên thường vụ thành ủy Thủy Châu. Kết quả, bị Vu Tây Dương phê bình còn không được tức giận, thiếu chút nữa làm chủ tịch quận nghẹn. Việc này, Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, biết Vu Tây Dương lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Chủ tịch Trương Lăng Nguyên chỉ là chịu thay mình thôi, mục tiêu của tên kia chính là hắn. Nhưng qua điều tra, Diệp Phàm phát hiện khu Đông Hồ gần đây cùng khu Nam Cảng có tranh cãi, hình như cũng vì nước. Khu Nam Cảng thật ra không có cảng. Hơn nữa, khu Nam Cảng còn nằm phía thượng du của khu Đông Hồ. Nước có vấn đề gì? Hoàng Cửu Lâm hỏi, có chút không rõ. Ôi, không phải là do lão Tiền gây nên. Lý Kiện Pha thở dài. Anh nói chính là khu Tây Thành Tiền Hồng. Ha ha, lão Lý không tồi, có phải không? Hoàng Cửu Lâm phá lên cười. Chủ tịch quận Tiền là con gái, chưa nhìn thấy lão Vương trên tôi. Lý Kiện Pha mặt hơi đỏ, nói, làm cho người ta cảm giác người này đang thật sự đuối lý. Tiền Hồng là chủ tịch quận Tây Thành, nghe nói khá xinh đẹp. Hơn nữa, nay còn chưa đến 30 tuổi, còn là độc thân. Ở tỉnh có một số cán bộ thường hay nói đùa, nói là ai có thể bắt được Tiền Hồng là người đàn ông thật sự. Tuy nhiên, Tiền Hồng khá kiêu ngạo, hình như là nghe nói đến hiện tại cũng chưa có người nào trở thành đàn ông thật sự. Mà Lý Kiện Pha cũng là độc thân, lão Vương, đường đường bí thư một khu, người muốn gả con gái cho đương nhiên xếp thành hàng dài. Tuy nhiên, Lý Kiện Pha hình như là có chút thích Tiền Hồng, chỉ có điều cố ý cũng là nước chảy vô tình. Bí thư Lý mất rất nhiều công sức cũng không động đến một ngón tay của Tiền Hồng. Lần này thật sự vất vả mới có được cơ hội, Lý Kiện Pha đương nhiên phải dùng hết sức, đơn giản còn muốn nhân cơ hội thể hiện trước Tiền Hồng khả năng của mình. Không đến cũng gặp khu Đông Hồ Vu Tây Dương đến. Lý Kiện Pha thán xui xẻo, đồng thời cũng đâm lao phải theo lao, đành cùng đối đầu với Vu Tây Dương. Chương 1502, Phó Chủ tịch tỉnh cố là người hiểu rõ. Lão Hà, anh cũng giễu cợt tôi à? Chuyện của tôi anh còn không rõ ràng sao? Còn không phải là khu Tây Thành hiện đang muốn xây dựng, nhu cầu về nước rất cấp bách. Mà Tây Thành không có con sông, cho nên, tôi liền mượn chút nước cho các cô. Nhưng Vu Tây Dương không trôi qua, chỉ trích chúng tôi trên thượng du đem nước sông Ngọc Diệp vào hồ của khu Đông Hồ bọn họ, còn có thể gọi là khu Đông Hồ sao? Hơn nữa, việc này còn liên lụy đến khu Hồng Liên. Lý Kiện Pha nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái. Không có việc gì, anh tiếp tục nói, tôi cũng muốn nghe xem. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng không có ý trách Lý Kiện Pha. Mà Diệp Phàm trong nháy mắt cũng hiểu. Hóa ra là Lý Kiện Pha muốn mượn lực của hắn để đả kích Vu Tây Dương. Bởi vì hắn cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, hơn nữa còn là cấp giám đốc sở, phó bí thư. Vị trí trong đảng cao hơn Vu Tây Dương vài bậc. Trong lòng Diệp Phàm quả là muốn cười, hắn định mượn lực lượng của Lý Kiện Pha đi liên lụy một chút Vu Tây Dương. Không thể tưởng tượng được Lý Kiện Pha thật ra muốn lợi dụng mình. Thói đời thật là không rõ, mỗi người hình như đều lợi dụng người khác. Mà mỗi người hình như đều bị người khác lợi dụng. Không bị người khác lợi dụng là không có khả năng, muốn không lợi dụng người khác là không có khả năng, nói thế quá đúng. Không có việc gì, Lý Kiện Pha bí thư Diệp đại nhân độ lượng, bảo anh nói thì anh cứ nói tiếp. Lúc này Hà Nghi Viễn cổ vũ Lý Kiện Pha nói. Vu Tây Dương nói là gần đây khu Hồng Liên muốn xây dựng lớn, đặc biệt nước sông Hồng Liên toàn bộ chảy ngược lên sông Ngọc Diệp của khu Đông Hồ. Làm khu Đông Hồ mù mịt toàn rác rưởi, mà khu Hồ Ngọc Tuyền của cây ếch Đông Hồ vì thế mà có một lượng lớn nước sông tiến vào, hiện tại hoàn toàn bị ô nhiễm và phá hủy. Mà khu suối nước nóng Ngọc Tuyền cũng ngừng kinh doanh, khu Đông Hồ phản ứng rất lớn, đã có người tổ chức đến quận làm ầm ĩ. Còn nói sông Hồng Liên là do bí thư Diệp chủ trì, Vu Tây Dương phải tôn trọng lãnh đạo. Hình như có giận mà không dám nói. Mà quay đầu y chỉ trích chúng tôi đem dẫn nước về phía Tây Thành khiến cho sông Ngọc Diệp lượng nước giảm gần một nửa. Tăng thêm ô nhiễm cho khu Đông Hồ, yêu cầu chúng tôi lập tức dừng cấp nước, hơn nữa, phải bồi thường hết tổn thất tạo ra cho khu Đông Hồ. Đây đúng là ăn nói lung tung.
Gần đây mưa ít, lưu lượng nước sông giảm bớt, đây chỉ là thiên tai thôi. Sao có thể chỉ trích chúng ta bơm nước cho Tây Thành? Vả lại, chúng tôi có thể bơm nhiều nước, ba máy bơm cùng lúc hoạt động, một giờ có thể bơm nhiều hay ít, đây căn bản là ép người thôi. Tôi cũng can thiệp với anh ta, Phù Tây Dương lập tức nghiêm mặt phê bình, nghiễm nhiên y chính là lãnh đạo, tôi là lính không hơn không kém phải chấp hành mệnh lệnh của bí thư. Lý Kiện Pha khá phẫn nộ nói. Việc này Phù Tây Dương cũng quá đáng, dùng máy bơm có thể làm sông Ngọc Diệp rút đi 8 phần. Đây quả thực là điều thiên hạ chê cười. Sông Ngọc Diệp khá rộng, rộng nhất chừng hơn 100 mét, chỗ hẹp cũng 5-60 mét. Máy bơm có thể bơm ra nhiều hay ít nước. Và lại nước sông Ngọc Diệp người khu Đông Hồ sẽ sử dụng, vì sao khu Nam Cảng không thể dùng? Mọi thứ chẳng lẽ đều cho Vu Tây Dương hết? Tất cả mọi người đều biết khu Tây Thành không có sông, thiếu nước nghiêm trọng. Là anh em, khu Đông Hồ càng cảm thông tiền hồng và trợ giúp mới đúng. Sao có thể vì lão Lý giúp nước mà muốn phê bình? Hơn nữa, theo tôi được biết, bí thư Diệp chủ trì sông Hồng Liên có rút chút nước sang khu Đông Hồ. Sao có khả năng đem khu Đông Hồ thành khu ô nhiễm rác rưởi? Đây chỉ là bịa đặt sinh sự thôi. Hà Nghi Viễn lạnh giọng hừ nói. Chắc chắn, nói như hồ nước nóng Ngọc Tuyền, ngừng kinh doanh là ngừng kinh doanh. Tuy nhiên nghe nói không phải vì nước mà vì làm hoạt động mại dâm bị Cục Công an thành phố bảo dừng. Cũng có người đồn, Tây Dương có cổ phần danh nghĩa trong đó. Đương nhiên, việc này cũng không kiểm tra được, chúng ta chỉ có thể đoán. Rốt cuộc sao lại thế? Chỉ có Chủ tịch Sơn Trang Ngọc Tuyền biết. Hoàng Cửu Lâm lạnh lùng hừ nói. Vậy hiện tại lão Lý chuẩn bị dừng bơm nước cho Tây Thành. Hà Nghi Viễn hỏi. Dừng cái con khỉ, lấy ra một chút nước đều không được có phải quá thể không? Nước sông Ngọc Diệp cũng không phải là nước khoáng nhà Vu Tây Dương. Lý Kiện Pha vì mi nhân cũng không đếm xỉa. Vậy cậu nghe cũng có thể hiểu được. Dù sao Vu Tây Dương tốt xấu cũng là lãnh đạo, hơn nữa. Nếu Vu Tây Dương đem việc này nói cho Phó Chủ tịch tỉnh Cố. Đến lúc đó Phó Chủ tịch tỉnh Cố hỏi đến thì Sở Thủy Lợi tôi có chút phiền phức. Y được phân công quản lý về Thủy Lợi, tôi cuối cùng phải trả lời có phải hay không. Hà Nghi Viễn lộ ra ý định. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng suy nghĩ tối nay Hà Nghi Viễn mời mình ăn cơm. Sao có thể nói đến Cố Tắc Phi, có phải những người ngồi đấy đều đã từng chịu uất ức của Cố Tắc Phi. Cho nên, Hà Nghi Viễn muốn dùng cách hợp lực. Chừng chỉ Cố Tắc Phi một chút, rất có khả năng có ý này. Lão Hà, anh sẽ không càng sống càng thụt lùi chứ? Cố Tắc Phi gây anh đến tình trạng này, đánh tả tơi mặt, chẳng lẽ anh còn dơ má cho y tát phải không? Năm đó tôi cùng Cố Tắc Phi không để cho y làm thế. Y chụp bàn tôi liền quăng chén. Hừ, làm lãnh đạo cũng không thể như vậy có phải không? Lúc này Phó Giám đốc Sở Vệ Sinh Hoàng Cửu Lâm có chút tức giận nói. Lão Hoàng! Kết quả thế nào, anh không phải chịu thiệt chứ? Người ta Cố Tắc Phi hiện tại đã là chủ tịch tỉnh. Anh hiện tại chỉ ở Sở Vệ Sinh không hơn. Có cách gì, người ta có thể nhẫn trước hiết. Nhẫn càng khỏe. Hà Nghi Viễn cố ý thở dài. Tôi không phục hắn, Cố Tắc Phi thì thế nào? Anh xem hắn phạm chút chuyện gì? Vài năm trước ở thị xã Liên Vân không phải là muốn làm công trình thủy lợi rất lớn, không phải xây một kênh dẫn nước dài sao? Còn có tên gọi Mỹ Miều là kênh Hồng Tinh, nói là kênh dẫn nước có chứ hương vị Hồng Quân, có kế thừa truyền thống cây cỏ, tốt lắm. Kết quả thế nào, từ hơn 50 triệu, môn làm kênh dẫn nước, căn bản là lừa bịp. Nghe nói kênh Hồng Tinh không cần đầu tư nhiều tiền như vậy. Hóa ra dự toán là hơn 30 triệu, kết quả vì sao dùng đến hơn 50 triệu. Ha ha, nói đến đây Hoàng Cửu Lâm cười thần bí. Kênh Hồng Tinh tôi cũng nghe nói qua. Lúc ấy tôi còn chưa đảm nhiệm giám đốc Sở Thủy Lợi, chẳng lẽ đây có vấn đề? Hà Nghi Viễn hỏi, tuy nhiên đôi mắt ưng của Diệp Phàm đã phát hiện người này bí mật liếc mắt nhìn hắn một cái. Tuy nhiên, Diệp Phàm che giấu rất khá, nhìn ngoài không phát hiện, kỳ thực đôi mắt ưng đã phát hiện ánh mắt của Hà Nghi Viễn. Tất nhiên biết lão Hà muốn giật dây hắn ngẩng đầu, đi điều tra kênh Hồng Tinh. Nhưng Diệp Phàm cũng là còn thật sự lắng nghe, nếu thật sự nghe được điểm gì là tốt. Ha ha! Giám đốc Hoàng cười gượng một tiếng, giơ chén rượu lên kính Diệp Phàm một ly. Đừng úp mở, lão Hoàng, muốn chúng tôi nín thở sao? Bí thư Diệp là bạn của lão Hà, chẳng lẽ có cái gì không tiện nói? Lúc này giám đốc Tô Hoài nói độc một câu, lời này như ép Hoàng Cửu Lâm không nói cũng phải nói,
bằng không, Diệp Phàm trong lòng sẽ không thoải mái. Lúc đó kênh Hồng Tinh thật ra không cần phải qua một đập chứa nước. Đập nước này là sơn thủy từ trên núi xuống, cách kênh Hồng Tinh khá xa. Cố Tắc Phi bày mưu đặt kế, kênh Hồng Tinh cuối cùng qua hồ nước sơn thủy. Kia chỉ đào kênh qua núi, như vậy phải đào, kênh dẫn nước liền dài gấp đôi. Hơn nữa, không có tác dụng gì. Hoàng Cửu Lâm nói, việc này cũng lạ, nếu vô dụng thì làm sao phải đào qua núi. Hay là Cố Tắc Phi ăn no không có chuyện gì muốn loạn dùng tiền. Tuy nói đây là tiền nhà nước, nhưng là tiền có phải không? Tô Hoài có chút không rõ. Làm gì nói, chắc chắn có liên quan đến hồ sơn thủy kia. Lúc này Lý Kiện Pha cười nói. Thông minh, không thiệt là nhân vật số một của khu Nam Cảng. Đập chứa nước này ở lưng chừng núi, trên hai ngọn núi xa xôi hẻo lánh. Lúc ấy hình như là dùng để trữ nước tưới tiêu, nhưng sau đó lại bỏ. Tuy nhiên, chỗ đó cách chân núi khá cao, nhưng thật ra có thể lợi dụng để lợi dụng phát điện. Sau có người đầu tư ra cố đập lớn một lần nữa, xây dựng một trạm phát điện nhỏ. Tuy nhiên, sau mùa khô căn bản là không có điện, kém hơn một chút. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Tôi hiểu rồi, có phải là lượng nước không đủ, liền đem kênh Hồng Tinh dẫn nước đến. Mà kênh Hồng Tinh khá rộng, nghe nói đến 7-8 mét chiều rộng. Hơn nữa, lượng nước sung túc, bọn họ cũng có thể lợi dụng kênh Hồng Tinh cho việc riêng có phải không? Hà Nghi Viễn nói. Chắc chắn bởi vì tôi đã cho người kiểm tra qua, kênh Hồng Tinh có hướng nghiêm về đập sơn thủy, xem ra có một nửa lượng nước đều đổ vào đập sơn thủy. Mẹ nói, nhà nước bỏ tiền ra xây dựng kênh, làm giàu cho cá nhân. Thế này thì tưới tắm cái gì? Thiên hạ chê cười đều ở một chỗ, thượng du kênh Hồng Tinh còn phải bơm nước vào kênh để bổ sung lượng nước, xuống hạ du ngược lại dùng phát điện. Này là tiêu tiền của nhà nước làm giàu cho cá nhân. Hoàng Cửu Lâm mắng. Đúng rồi, tán gẫu đến đây, tôi thật ra đã quên xin lỗi Bí Thư Diệp. Việc thay đổi, ôi, rất xin lỗi Bí Thư Diệp, không thể giúp đỡ. Việc này đã rõ, Hà Nghi Viễn có vẻ hơi áy náy nói. Ha ha, anh không nên nói vậy, nhưng thật ra tôi thành thật xin lỗi Giám Đốc Hà, việc này mang phiền đến cho anh. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Không phiền, nên thế. Hà Nghi Viễn lắc đầu nói. Chỉ có điều phòng xử lý sượng mặt, các anh dừng thi công cũng không phải chuyện này. Bí thư Diệp, xem có thể, hay không tìm người nói với Phó Chủ tịch tỉnh Cố một chút. Vẫn kéo dài các anh không chịu nổi. Biết đây là kích hắn, Diệp Phàm ngược lại cười nhạt nói. Không việc gì tin tưởng Phó Chủ tịch tỉnh Cố hiểu rõ, cuối cùng anh ấy sẽ nghĩ thông. Chương 1503, chuyển người có năng lượng. Đúng rồi, Giám đốc Hoàng, anh ở Sở Y tế. Nếu khu Hồng Liên chúng tôi cùng quân đội hợp tác xây dựng bệnh viện, trước hết Sở Y tế có phải nghĩ một số biện pháp trước? Diệp Phàm nói với Phó Giám đốc Hoàng. Đúng vậy, hiện tại thuốc men đắt, dân chúng không có tiền chữa bệnh, mà bệnh viện lại quá ít. Nếu xây dựng bệnh viện không lo không có bệnh nhân, mùa hè hàng năm, bệnh viện số 1 số 2 Thủy Châu và bệnh viện có danh tiếng đều đông khách chờ khám. Trước kia bệnh viện đều do tiền nhà nước xây dựng, sao có thể thu phí cao? Hơn nữa, trên các lối đi đều kê giường bệnh, nếu khu Hồng Liên có thể hợp tác với quân đội xây dựng bệnh viện, thật ra có thể giảm bớt áp lực cho tỉnh. Hơn nữa, bệnh viện quân đội dân chúng càng tin tưởng. Tô Hoài nói, ôi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kinh phí đầu tư bệnh viện, chính phủ đầu tư mỗi năm đều giảm. Thập niên 80 của thế kỷ trước, đầu tư của nhà nước vào bệnh viện chiếm 30% tổng thu ngân sách trở lên. Năm 2000. Tỷ trọng này giảm xuống, bệnh viện đã không có sự ủng hộ hùng hậu của nhà nước, tất nhiên chỉ có thể trông vào người bệnh. Nhìn đầu tư của nhà nước ở giai hiện tại, trong đó nhà nước đầu tư chiếm phần nhỏ, bệnh viện, công ty, đơn vị xã hội chiếm phần lớn. Còn lại là nhân dân trả tiền, con số này khá thấp. Ở các quốc gia châu Âu phát triển, chi phí chữa bệnh chiếm 10% GDP, trong đó 8.090% là do nhà nước đảm nhiệm. Cho dù là Mỹ kinh tế phát triển cao như vậy, chi phí chữa bệnh đã được xã hội hóa, nhưng chi phí mà chính phủ dành cho y tế cùng đến 40%. Bởi vì nhà nước đầu tư thấp, bệnh viện vận hành chủ yếu dựa vào viện phí của người bệnh. Theo cơ chế thị trường phát triển, chi phí chữa bệnh của nhân dân không chỉ có gánh nặng về thuốc men, còn có gánh nặng của tiền lương nhân viên y tế, trợ cấp.
một số bệnh viện dựa vào tiền đi vay để đầu tư mua các thiết bị cao cấp, xây dựng cải tạo phòng bệnh. Một phần khác cần nhờ vào gánh nặng chi phí chữa bệnh của người bệnh. Cho nên, phải lấy tiền của nhà nước. Đương nhiên, cấp trên cũng sẽ cấp cho một ít, xem phía dưới cần bao nhiêu thôi. Hoàng Cửu Lâm tỉ mỉ giải thích cho Diệp Phàm. Thế thì tốt lắm, mai tôi sẽ làm báo cáo lên. Đem việc cùng quân đội hợp tác xây dựng bệnh viện chuyển lên cấp trên. Đến lúc đó giám đốc Hoàng cũng báo cáo một chút. Diệp Phàm có cơ hội liền lấn tới. Việc này, Hoàng Cửu Lâm nói xong, có chút do dự, xin báo cáo có thể là việc khó làm. Về tình cảm mà nói, y là lần đầu tiên gặp Diệp Phàm. Tình cảm cũng không có gì sâu nặng đến nỗi phải vì hắn kiếm tiền. Tuy nhiên, Hà Nghi Viễn đối với bình thường Diệp có chút tôn sùng, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Tuy nhiên, chính mình không tự nhìn thấy năng lượng của Diệp Phàm. Đây chỉ có thể nghe thấy mắt thấy mới có thể là thật. Huống chi, hắn có đáng giá để y vì hắn kiếm tiền không, đây còn phải cân nhắc. Cho nên, báo cáo này có thể không riêng gì một phần báo cáo đơn giản như vậy. Từ khi tiếp nhận cho tới khi có tiền mới có thể đúng với Hà Nghi Viễn và Diệp Phàm. Hơn nữa, tiền này không thể quá ít, đầu tư mấy chục ngàn sẽ không thấy gì. Nếu đòi nhiều, ví dụ như mấy trăm ngàn, Hoàng Cửu Lâm mặc dù là phó giám đốc sở vệ sinh tỉnh nhưng cũng cảm thấy khá khó khăn. Việc này nếu làm không được, mất mặt là chuyện nhỏ. Còn có thể cho Hà Nghi Viễn và Diệp Phàm ấn tượng y là người không có khả năng. Cho nên, Hoàng Cửu Lâm thực sự không muốn nhận lời. Ha ha, việc này thôi vậy. Diệp Phàm cười cười vẻ như không để ý. Trên mặt Hoàng Cửu Lâm có chút xấu hổ. Cửu Lâm, việc này anh cũng nên giúp một chút. Bình thường Diệp cũng không phải người ngoài, ha ha. Lúc này Hà Nghi Viễn lên tiếng, Hà Nghi Viễn thật ra đứng đầu trong bốn người. Thực ra không cần, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Xem có thể trực tiếp tìm cô giải quyết không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Bí thư Diệp. Giám đốc Sở Y tế tỉnh vẫn nói. Không ngại thì để y thử xem, thật sự không được sẽ tìm người khác. Hà Nghi Viễn thản nhiên cười nói. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười không đáp, nhưng hơi khinh thái độ của Hoàng Cửu Lâm. Đây là Diệp Phàm cố ý đào cái hố cho người này, chờ Hoàng Cửu Lâm nhảy xuống. Bởi vì Diệp Phàm vừa rồi nghĩ, mặc dù là đi xin tiền trước tiên cũng phải qua Sở Y tế tỉnh. Còn phải nhờ Hoàng Cửu Lâm giúp đỡ mới được. Đối với người như Hoàng Cửu Lâm, mời không bằng kích tướng. Đây mới là cách chiến thẳng nhanh nhất. Hà Nghi Viễn trong lòng thở dài, cảm thấy Diệp Phàm tuy nói địa vị cao nhưng tư tưởng vẫn không chín chắn. Mặc dù có cái nhìn thế nào với Hoàng Cửu Lâm, cũng không thể thể hiện trên mặt có đúng không. Quả nhiên, Hoàng Cửu Lâm trên mặt không nhịn được, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái thản nhiên hừ nói. Ha ha, tôi cũng muốn xem bình thường Diệp tài ba là ai. Tôi chăm chú lắng nghe. Nghe Hoàng Cửu Lâm vừa nói, mấy người đều nhìn Diệp Phàm. Cũng là muốn xem một chút có thể đưa ra người có phân lượng thế nào. Giống như thể chế cán bộ, so với cái gì? So với chính là mạng lưới quan hệ, anh có bạn bè phân lượng càng nặng, vậy anh cũng tương đương nước lên thuyền lên, được người khác coi trọng. Về công việc còn không quan trọng bằng mạng lưới quan hệ. Vì sao, trong triều có người làm quan tốt, những lời này vẫn tiếp tục duy trì. Đây cũng là tình trạng thật sự. Lãnh đạo muốn dùng người có hai loại, một là quan hệ với mình thân mật, loại này lãnh đạo sẽ trọng dụng. Bởi vì quan hệ thân mật với mình, người như thế nghe lời dễ khiến. Kỳ thật nói trắng ra là, cấp dưới nhất định phải có tính chất nô lệ. Xã hội nô lệ đã trôi qua, tuy nhiên, tư tưởng này vẫn được kế thừa. Đương nhiên, tính chất nô lệ này kỳ thật chỉ là cung kính với lãnh đạo thôi. Thật ra chính là lãnh đạo bảo anh làm gì thì làm. Không cần đi lo những việc hợp lý hay không hợp lý, hợp pháp hay không hợp pháp. Nếu anh suy nghĩ, do dự thì chắc chắn bị lãnh đạo đá ra ngoài vòng tròn thân cận. Đương nhiên, tính chất nô lệ này khác với xã hội về bản chất. Loại thứ hai mà lãnh đạo chọn dùng đó là thật sự có tài năng. Người như thế thích hợp để lãnh đạo đánh lại thiên hạ, củng cố địa bàn vững chắc của lãnh đạo. Nhưng người này thường thường không trở thành người thân thiết của lãnh đạo. Chỉ có thể nói là lãnh đạo mặt ngoài trọng dụng anh, kỳ thực chỉ là lợi dụng anh mà thôi. Kết quả là, ăn sung mặc sướng không đến anh, ngồi cùng lãnh đạo tiếp rượu trên bàn tiệc thường thường đều là người thân thiết với lãnh đạo, năng lực cũng không đặc biệt quan trọng. Còn có một loại người gọi là đồ hay sinh sự, tính cách hơi giống Diệp Phàm.
người như thế lãnh đạo trong lòng thực ra có chút sợ. Sợ anh làm hắn hỏng việc hắn cãi vã chơi xấu, cho nên, đối với người như thế, lãnh đạo thường vẻ ngoài sẽ lấy lòng anh. Gọi anh ăn cơm, uống rượu, cho anh cảm thấy anh khá được yêu quý, cũng xưng anh em với lãnh đạo. Trên thực tế, người như thế lãnh đạo không cho anh cơ hội đề bạt trọng dụng. Hơn nữa, có cơ hội có thể giáng cho anh một đòn, lãnh đạo quyết không do dự. Cái này gọi là rút đâm. Cho nên, Diệp Phàm phải làm cho mấy người Hà Nghi Viễn cảm thấy hắn có phân lương, phải đưa ra mấy quân bài chưa lật. Cả ngày chơi hư ai biết năng lực thực sự hay là giả. Người ta luôn tỏ thái độ hoài nghi. Đương nhiên, chuyện mang đến cho anh cũng là ướt át bẩn thỉu, thường thường mang theo một phần tử không cam chịu, ý không muốn. Nếu muốn làm người ta cam tâm tình nguyện làm việc cho anh phải trở thành trung tâm của vòng tròn. Mà những người khác, tất nhiên là sau khi thấy được năng lượng của anh, tính chất nô lệ tự nhiên đi ra. Bởi vì, bọn họ tự hạ thân phận, đặt mình vào vị trí phụ thuộc. Cũng không có năng lực gì, chỉ có điều trước kia là bạn học ở trường đảng thôi. Diệp Phàm cầm chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phát ra một tiếng chẹp sau đó mới thản nhiên cười nói, vẻ mặt khá tự nhiên. Bạn học trường đảng, ha ha. Hoàng Cửu Lâm rốt cuộc thở ra nhẹ nhàng trong lòng, y thật ra có chút lo lắng. Diệp Phàm có thể đưa ra người có năng lượng, y không phải hơi mất mặt. Vừa nghe bạn học trường đảng, lão Hoàng an tâm, tự cho là Diệp Phàm trước kia nhiều nhất cũng chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa phải dẫm lên cứt chó mới thăng chức. Bạn học trường đảng của hắn nhiều nhất cũng chỉ là phó giám đốc sở là hết. Hơn nữa, lão Hoàng muốn đè khí thế của Diệp Phàm, ngược lại hỏi. Bí thư Diệp học trường đảng đã mấy lần? Chỉ có Hà Nghi Viễn biết Diệp Phàm có quan hệ với tiểu thư nhà họ Kiều ở Bắc Kinh nhưng thật ra trong lòng cười thầm Hoàng Cửu Lâm xem ra đang lấy đá đập vào chân mình. Trường đảng tỉnh ủy, cũng học một lần. Tuy nhiên, tôi vừa nói là bạn học ở trường đảng Trung ương. Khi đến đó học đã quen một người chị, đang công tác ở Bộ Y tế các anh. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, quyết định tối nay bắt bí Hoàng Cửu Lâm một chút, phải chèn ý y xuống hoàn toàn. Diệp Phàm muốn là tuấn mã mà hắn chính là bá nhạc mới được. Trường đảng Trung ương, ha ha, chúng tôi ngoài Lý Kiện Pha chưa học, những người khác chắc đều đã học qua. Hoàng Cửu Lâm cũng không ngạc nhiên, đến học ở trường đảng Trung ương cũng không ghê gớm lắm. Cán bộ cấp sở đều có cơ hội. Đang nói, điện thoại Diệp Phàm lại vang lên. Bên trong truyền ra một giọng phụ nữa. Bình thường Diệp, gần đây không tồi đi, nghe En Soi anh trở lại Thủy Châu. Là chị Trương, vừa mới trở về mấy tháng. Trong lòng Diệp Phàm có chút kinh ngạc, vừa rồi chính hắn đang muốn nói đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Oánh Nguyệt không thể tưởng tượng được cô gọi điện đến. Hơn nữa hình như là đúng thời điểm. Trong lòng hắn thầm nghĩ hai không biết có phải có thần giao cách cảm không. Đương nhiên Trương Ánh Nguyệt đã gần 50, tuy nói chăm sóc từ 30 nhưng, Diệp Phàm đối với cô cũng không có hứng thú gì. Cây cỏ này đến dê cũng không thích. Cậu xem. Gần đây có phải vừa mới thăng chức, bắt đầu khoe khoang trước mặt tôi. Cậu đấy, không có thể cho cậu lên chức. Trương Oánh Nguyệt cười khanh khách nói. Trương 1504, không phải tiểu thư Triệu Tứ thì là ai? Tôi đâu dám, chị Trương có chỉ thị gì, tôi máu chảy đầu rơi cũng phải làm. Về phần nói thăng chức, chức nhỏ lên chức nhỏ thôi, không coi là gì. Diệp Phàm trêu một câu, Trương Oánh Nguyệt cười rạng rỡ nói. Chỉ thị thì không dám. Lúc đó cậu là tổ trưởng của chúng tôi. Tôi muốn mời cậu một chút là được. Thế nào lại đây uống vài chén? Chị có ý gì, không phải đang trêu chọc em chứ? Chị ở tận Bắc Kinh không phải bảo em thuê máy bay đến đây. Việc này, em chỉ là công nhân viên lao động bình thường, sao làm nổi? Có thể vẫn làm được, việc này là mệt nhưng vui. Diệp Phàm cười nói hai ý nghĩa. Trương Oánh Nguyệt xem chừng mặt đỏ lên, mắng. Đồ không đứng đắn. Ha ha, Diệp Phàm cười gượng một tiếng, trước kia hay nói đùa, nhất thời quen miệng, không ngờ vẫn đùa. Hơn nữa Diệp Phàm phát hiện bốn đồng chí ở đây đều đang chăm chú lắng nghe, không biết chị Trương là thần thánh nơi nào. Nhanh lại đây thanh toán. Trương Oánh Nguyệt lấy thân phận chỉ cả ra lệnh. Chị đến Thủy Châu. Diệp Phàm sau khi sửng sốt thầm mắng mình thật là ngu, Trương Oánh Nguyệt nói như vậy chắc chắn là đã đến Thủy Châu. Tuy nhiên. Diệp Phàm che mic quay đầu lại hỏi Hoàng Cửu Lâm. Giám đốc Hoàng, hôm nay sở vệ sinh có khách của bộ đến. Không có bây giờ tôi có thể còn ngồi ở đây.
Hoàng Cửu Lâm cũng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn giọng điệu của Diệp Phàm, chị Trương chẳng lẽ là người ở bộ. Anh hiện tại mới biết, tuy nhiên, cũng là mới đến không lâu. Người ta bảo tôi đến đây, gần đây có người đem chuyện viện số 1 Thủy Châu báo lên trên bộ. Việc này phải xuống dưới một chút. Trương Oánh Nguyệt nhỏ giọng nói. Vâng. Diệp Phàm đáp một tiếng hỏi. Chị Trương hiện đang ở đâu, ở cùng với ai, tôi lập tức đến thanh toán. Khách sạn Hoa Thắng, phòng 308 tầng 3. Còn có mấy người bạn, mau tới đi, đảm bảo cậu có lợi. Trương Oánh Nguyệt dục. Được, tôi lập tức đến đó. Diệp Phàm nói sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm trầm ngâm một lát nhìn Hoàng Cửu Lâm. Hà Nghi Viễn cảm thấy được cái gì hỏi. Bí thư Diệp có phải sở y tế tỉnh có việc gì? Tôi muốn hỏi một chút, giám đốc Vàng, bệnh viện số 1 Thủy Châu có phải có sự kiện gì lớn đã xảy ra? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sao anh biết được? Hoàng Cửu Lâm giống như bị người ta dẫm lên đuôi, cả người hình như giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hà Nghi Viễn, các vị, bạn học trường đảng của tôi tới rồi, hiện đang ở bên Hoa Thắng. Tôi phải đi xem, xin lỗi, các anh cứ từ từ. Hôm nay tôi mời khách, đi trước một bước. Diệp Phàm cáo lỗi, cũng không trả lời câu hỏi của Hoàng Cửu Lâm. Chỉ có điều nhìn y vài lần, xoay người đi, ra tới cửa mới nói. Chị Trương là Trương Oánh Nguyệt. Sau đó đóng cửa đi. Trương Oánh Nguyệt, Thứ trưởng Trương, việc này. Hoàng Cửu Lâm sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Diệp Phàm đã hỏi đến bệnh viện số 1 Thủy Châu, lão Hoàng, có phải bệnh viện số 1 đã xảy ra chuyện gì lớn phải không? Vị Thứ trưởng Trương có phải xuống đây điều tra việc này? Hà Nghi Viễn cũng nóng nảy, sợ Hoàng Cửu Lâm có việc. Anh Hà, tôi đi trước, hôm nay tôi mời. Hoàng Cửu Lâm vội cáo lỗi vội vàng đi. May mắn Diệp Phàm nhắc nhở đúng lúc, bằng không, xem ra lão Hoàng sẽ có phiền toái. Xem ra tư thế này, phỏng chừng phiền toái còn không nhỏ, lão Hoàng đi rất vội vàng, ôi. Lúc này, người ngồi im nãy giờ giám đốc sở dân chính Tô Hoài thở dài. Sao lại thế này, lão Tô, anh chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta không thể nhìn lão Hoàng gặp nạn có phải không? Lý Kiện Pha nóng nảy, Hà Nghi Viễn cũng vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tô Hoài. Ôi việc này nói như thế nào đây? Năm trước bệnh viện số 1 Thủy Châu không phải xây dựng tòa nhà mới cho bệnh nhân nội trú. Lúc đó cậu em vợ lão Hoàng không phải là muốn làm về điều hòa không khó. Lão Hoàng liền nói với viện trưởng Trương Thắng Thủy, cho nên, 15 tầng lầu, mỗi phòng đều trang bị điều hòa không khí. Việc này, đương nhiên viện trưởng Trương cũng có ý nịnh cấp trên. Thật ra, từng phòng chưa dùng đều trang bị điều hòa không khí, đến lối đi nhỏ cũng được trang bị điều hòa không khí. Làm người ta cảm thấy như khách sạn 5 sao. Anh nghĩ lại xem bệnh viện người đến người đi, lối đi nhỏ trang bị điều hóa không khí bên ngoài lọt vào thì dùng cái giám à. Tô Hoài không khỏi hừ nói. Xem ra, điều hòa không khí này hẳn là lão Hoàng phê cho viện trưởng Trương làm đi. Viện trưởng Trương coi như một lễ vật, vừa có điều hòa không khí, lại có được ân tình lớn, cớ sao không làm. Lý Kiện Pha hừ nói. Việc này là thật. Hơn nữa còn dành tiết kiệm được. Viện trưởng Trương đương nhiên cố gắng trang bị. Tô Hoài nói xong, thở dài, còn nói thêm. Tuy nhiên, lắp điều hòa không khí cũng xảy ra phiền toái nhỏ. Khi lắp đặt tiếp đất không tốt hoặc là vì nguyên nhân gì đó, không ngờ dò điện. Vừa vặn có người bệnh tim tinh thần thất thường, người kia khá điên cuồng, không ngờ kê ghế lên giường nghịch điều hòa không khí. Kết quả, cậu nghĩ xem, vốn như thế điện sẽ không làm chết một người. Tuy nhiên bệnh nhân bệnh tim kia lại bị điện giật, tê người cuối cùng ngã xuống, lên cơn sốc tại chỗ. Có chết không? Hà Nghi Viễn hỏi. Chết thì tốt, bồi thường một chút thì xong. Chính là tên kia không chết mà sống, hiện tại vẫn choáng. Tim lúc nào cũng bị vây trong tình trạng ngừng đập. Cái này, chi phí vô cùng. Bệnh viện cho rằng tên kia tự mình kê ghế lên, y cũng có trách nhiệm, tất nhiên là muốn từ chối trách nhiệm, đồng ý chỉ cấp một nửa tiền thuốc. Mà người bệnh lại không chịu, lão Hoàng vừa nghe điều hòa không khí xảy ra vấn đề nhỏ. Lúc đó sợ thực sự ồn ào điều tra ra những gì liên quan đến mình thì phiền. Cho nên, thầm nhắc nhở viện trưởng Trương có thể chi trả hoàn toàn viện phí. Viện trưởng Trương suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, y biết, lão Hoàng có chỉ thị như vậy, về sau sẽ tìm dự án đem tiền trả lại cho y. Và lại, lão Hoàng là phó giám đốc sở y tế,
viện trưởng Trương đắc tội cũng không nổi có phải không? Tuy nhiên, việc này còn chưa thỏa thuận xong, vừa rồi nghe Diệp Phàm nói, hình như là người bệnh đã tố cáo lên Bộ Y tế. Đã có người xuống đây điều tra, chứng tỏ việc này sẽ nghiêm trọng hơn. Bộ Y tế xuống điều tra, không có việc gì cũng phải tra ra việc. Nếu thực sự tra được Lão Hoàng thì Lão Hoàng xem ra đời này không nghĩ lên một bước, có thể bảo vệ vị trí hiện nay đã là tổ tông tích đức. Tô Hoài vẻ mặt buồn buồn nói. Xem ra, người bệnh kia khá có năng lực. Hà Nghi Viễn nhíu mày nói. Tôi hình như nghe Lão Hoàng nói qua, con hàng xóm của người bệnh làm phó vụ trưởng ở Bộ Y tế. Cho nên, Lão Hoàng muốn mau chóng giải quyết việc này. Chuyện này cũng phức tạp, dù cho y là lãnh đạo. Tô Hoài nói. Lão Hoàng thật đúng là suy. Không phải một chút điều hòa không khí không ngờ đến chỗ này. May mắn Bí Thư Diệp nhắc nhở đúng lúc, ngày mai người của bộ điều tra thì phiền. Còn có thời gian cả đêm, hoàn toàn có thể giải quyết để không điều tra. Tôi thấy, chúng ta vẫn nên cùng đi với Lão Hoàng thương lượng một chút, cả đêm có thể làm rất nhiều việc. Hà Nghi Viễn vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bí Thư Diệp là người đáng tin. Lần này không phải bạn hắn, chị Trương xuống đây, chúng ta trước tiên tìm hiểu rõ tình hình, xem có thể, mời Diệp Phàm ra mặt hay không. Mời chị Trương kia cùng cái gì phó vụ trưởng bí mật nói một tiếng. Nếu có thể giải quyết trong buổi tối, việc này đơn giản chính là đền tiền thôi. Tô Hoài nói. Không biết chị Trương kia lai lịch thế nào, nếu không còn có phó vụ trưởng kia, xem ra việc này không xảy ra. Lý Kiện Pha nói. Cậu đầu óc toàn nước đi, chị Trương là bạn học của Diệp Phàm ở trường Đảng Trung ương, lúc đó Bí Thư Diệp là phó giám đốc sở, ít nhất chị Trương cũng là phó vụ trưởng. Có lẽ hiện tại đã là vụ trưởng, hơn nữa vừa rồi hình như nghe nói là Thứ trưởng Bộ Y tế, không phải là Thứ trưởng Bộ Y tế chứ. Nếu thực sự vậy, có cô ra mặt hòa giải một chút, chắc chắn có cách. Quan trọng là thái độ của Diệp Phàm. Nghe giọng Diệp Phàm trò chuyện với chị Trương vừa rồi có thể thấy được, quan hệ của hai người rất tốt. Tuy nhiên, vừa rồi Lão Hoàng có chút do dự, Diệp Phàm bảo y báo cáo, y không muốn nhận, hiện tại lại mặt dày đi nhờ người, không có thể diện. Tô Hoài nói, không được cũng phải làm, so với mũ trên đầu, mặt mũi quan trọng hơn sao? Lão Hoàng này, còn không muốn tin tôi sao? Tôi giới thiệu bạn bè chắc chắn là bạn bè thật, tôi sao có thể đưa người không đáng? Hà Nghi Viễn mắng một câu. Lão Hoàng là có chút hồ đồ, tôi nghe nói Diệp Phàm rất có năng lượng. Lúc đó nghe nói trong hội nghị thường vụ thành phố, Phu Tây Dương muốn bắt nạt, kết quả bị Diệp Phàm khiến lão già kia phải xin lỗi tại chỗ. Phu Tây Dương thiếu chút nữa buồn bực đến chết, lần này lấy chuyện sông Hồng Liên để nói, đơn giản là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Lý Kiện Pha nói, đừng rông dài, tìm Lão Hoàng đi. Hà Nghi Viễn nói, ba người vội vàng đứng lên đi. Khách sạn Hoa Thắng ở Thủy Châu cũng khá nổi tiếng, khách sạn xây dựng ở lưng chừng núi. Bốn phía tất cả đều là cây cối xanh tốt, địa điểm héo lánh một chút. Nhưng môi trường so với khách sạn 5 sao trong thành phố sầm uất thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, rộng rãi, không khí trong lành. Lái xe từ dưới chân núi đến khách sạn Hoa Thắng chỉ vài chục phút. Để được ở khách sạn 5 sao tốt đối với người giàu mà nói không là gì. Nhẹ nhàng vào cửa kính xoay của khách sạn, đang chuẩn bị lên tầng, cảm thấy có một bóng đen quen thuộc vọt qua. Diệp Phàm tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, quay đầu tìm trong chốc lát. Cuối cùng phát hiện một cô gái xinh đẹp, không phải tiểu thư Triệu Tứ thì là ai? Người đứng bên cạnh cô Diệp Phàm cũng quen, không phải là Tào Phi Phi thì là ai? Hình như còn có mấy người bạn, ngoài hai người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, tất cả đều là con gái. Một nhóm người như vậy đang ngồi ở đại sảnh được trang trí bằng gỗ. Thật ra chính là một nửa hình tròn hợp thành. Hai người thanh niên, đang nói chuyện vui vẻ với các cô. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện hai vị này tuy nói chuyện cùng các cô nhưng ánh mắt đều lơ đãng nhìn Triệu Tứ và Tào Phi Phi. Chương 1505, đều là hạng tục tằn. Theo đuổi phụ nữ thôi mà, Diệp Phàm trong lòng thầm mỉm cười. Tuy nhiên, nếu hai vị đây mà dám theo đuổi Triệu Tứ và Tào Phi Nhi, vậy chứng tỏ xuất thân không hề tầm thường. Bằng không, đầu tiên đã tự biết xấu hổ rồi. Hai người đến từ khi nào vậy? Diệp Phàm vốn không muốn xuống. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên xuống lầu chào hỏi một tiếng. Vừa nghe câu hỏi của Diệp Phàm, mấy cô nàng ngồi trên miếng gỗ và hai chàng thanh niên đều nhìn qua. Hi hi hi,
Tào Phi Nhi đột nhiên cười đến nỗi gập cả lưng lại. Cười cái gì? Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô nàng, bất mãn hừ một tiếng, cảm thấy Tào Phi Nhi đúng là yêu linh, quá mức đáng yêu nghịch ngợm. Chị Triệu người ta vốn ở Thủy Châu kinh doanh, anh còn hỏi chị ấy đến từ khi nào, cái này không buồn cười à? Tào Phi Nhi bất mãn liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ừ, cái này, lâu quá không liên lạc, anh cũng không rõ lắm. Diệp Phàm hơi áy náy. Anh giờ là đại bí thư rồi, là tỉnh thành tâm phúc, sao nhớ đến tiểu nữ hèn mọn đáng thương này nữa? Giọng điệu Triệu Tứ đầy tiêu oán hận, hạ thấp mình, làm hại cả đám con gái đều cười thầm. Triệu Tứ tiểu thư khiêm tốn vậy từ khi nào vậy, chắc đồng chí này xui xẻo rồi. Đúng, 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 làm quan lớn là quên bạn bè ngay, bí thư Diệp, tối nay anh phải mời khách đi, chúng em phải mổ xẻ anh một trận rồi tính sau. Anh là quan phụ mẫu bản địa mà, hi hi hi. Tào Phi Nhi lại cười, hai bầu ngực rung kịch liệt, rung đến nỗi tim Diệp lão đại chẳng hiểu sao cũng đập nhanh theo. Nghĩ đến tối hôm đó uống rượu đã ôm cả Triệu Tứ và Tào Phi Nhi ngủ, may là say quá không làm chuyện khi khiến dân thần đều phẫn nộ. Giờ nghĩ lại lại thấy hơi tiếc, nếu như song phi một cái, thì đúng là hương vị phấn hồng khoái lạc đáng nhớ nhất đời người rồi. Đúng là quan lớn, còn là tỉnh thành tâm phúc. Không biết vị này làm ở tỉnh thành nào. Lúc này, chàng thanh niên vóc dáng cao gầy thấy Diệp Phàm nói chuyện với hai mỹ nhân thì không kìm được, có vẻ hai mỹ nhân này khá thân thiết với Diệp Phàm. Cười rạng rỡ, thân mật như vậy cơ mà, tự nhiên trong lòng gã cũng thấy ghen tị. Anh là... Diệp Phàm tương đối khách khí, dù cảm thấy người này đầy vẻ thù địch. Anh ấy mà anh cũng không biết, sống uổng phí quá. Đại công tử Trần Hưng của trưởng ban cán bộ tỉnh ủy Trần Đại. Lúc này, cô gái mặt tàn nhan ngồi trên miếng gỗ cười giới thiệu, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ồ, Diệp Phàm chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt đó khiến Trần Đại công tử trong lòng rất bất mãn, liếc mắt nhìn cô nàng tàn nhang một cái. Cô nàng kia chắc hẳn cùng phe với đại thiếu gia Trần Hưng, lập tức châm chọc Diệp lão đại. À, anh còn chưa trả lời câu hỏi của Trần thiếu gia. Diệp Phàm trong lòng rất không vui, chẳng thèm để ý đến cặp nam nữ này. Quay đầu hỏi Triệu Tứ kinh doanh gì. Cô nàng tàn nhang thực sự tức giận, đứng bật dậy, hai tay chống nạnh giống như mụ dạ xoa, hung hăng chỉ vào Diệp Phàm hét lên. Hỏi anh đấy, sao không trả trời, heo cũng biết hừ một tiếng mà đúng không? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không phải cô đang hừ sao? Diệp Phàm liếc nhìn cô nàng, phun ra một câu làm cô nàng không chịu nổi, mắng. Anh mới là heo, con heo lẳng lơ. Heo lẳng lơ, tôi có làm gì cô không? Sao lại nói tôi vậy chứ? Diệp Phàm hừ lạnh nói, nhíu mày. Triệu Tứ và Tào Phi Nhi không hé răng, lộ rõ vẻ muốn xem náo nhiệt. Đây là thói quen của hai cô nàng, thích nhìn Diệp lão đại gặp xui xẻo. Trần Hưng, Yến thiếu gia, các anh xem, em bị người ta bắt nạt này. Cô nàng tàn nhang tức giận, chỉ vào mặt Diệp Phàm tìm kiếm sự giúp đỡ. Người thanh niên tên Yến thiếu gia đang ngồi trên miếng gỗ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói với Triệu Tứ. Cô Triệu à, người này là sao? Sao thô lỗ vậy? Sao có thể tiến vào Hoa Thắng? Hoa Thắng trở nên tục tằn như vậy từ khi nào thế? Đúng là xui xẻo mà. Tầm thường. Triệu Tứ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt lập tức rạng rỡ, cười nói. Đúng, 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 hắn tục tằn lắm, tục tằn không chịu nổi. Tục tằn đến mức không thể tục tằn hơn nữa. Không phải anh ta là phó bí thư thành phố Thủy Châu sao? Một cán bộ nhỏ cấp giám đốc sở. Người quản lý Thủy Châu là một đám tục tằn, hi hi hi. Những lời này của Triệu Tứ tương đối độc, nhìn thì mắng Diệp Phàm tục tằn, kỳ thực là kéo cả đám kia vào luôn. Phó bí thư thành phố Thủy Châu còn tục tằn như vậy thì người ở Thủy Châu không phải đều là hạng tục tằn cả sao? Diệp Phàm. Trong mắt Yến thiếu gia lóe lên tia khiếp sợ rồi biến mất. Có chút đau khổ phun ra hai chữ này. Xem ra, hai chữ Diệp Phàm tương đối nổi tiếng ở Thủy Châu. Vị Yến đại thiếu gia sống ở Bắc Kinh không ngờ cũng biết đến. Còn trong ánh mắt những cô nàng ngồi trên miếng gỗ đều kinh ngạc, không thể ngờ người thanh niên này đường đường là phó bí thư thành ủy tỉnh thành, cán bộ cấp giám đốc sở khắp tỉnh thành kiếm còn chẳng được mấy người, huống hồ là trẻ thế này. Đúng lúc này, một thanh niên mặt bộ đồ tây màu đen, bộ dạng tương đối khôn khéo. Chắc khoảng chừng 30 tuổi bước đến, Diệp Phàm liếc nhìn một cái, thấy tấm thẻ trước ngực đề chức vị giám đốc, tên Triệu Hải.
chẳng biết là giám đốc điều hành hay giám đốc của bộ phận nào trong khách sạn Hoa Thắng. Người này mặt nở nụ cười, nói. Yến thiếu gia đến lúc nào, sao không lên tiếng, Triệu Hải cũng chuẩn bị sớm một chút. Đúng là khách khí, thất lễ thất lễ. Triệu Hải tương đối cung kính, thậm chí, bộ dạng hơi hèn mọn. Triệu Tổng, giữa anh em mà khách khí cái gì? Yến thiếu gia rất hài lòng trước sự nhiệt tình của Triệu Hải, thân thiết vỗ vai Triệu Hải. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ý nói quan phụ mẫu như anh có cái dám gì, người ta chẳng thèm để ý đến anh, khách sạn Hoa Thắng này còn là địa bàn của anh đấy. Mọi người từ từ nói chuyện nhé, tôi lên lầu trước, trên lầu bạn bè tôi đang hối. Điện thoại Diệp Phàm vang lên, cầm lên nhìn, là Trương Cường gọi, mấy tiếng. Sau khi cúp máy vẻ mặt có lỗi nói với Triệu Tứ và Tào Phi Nhi, liếc mắt nhìn giám đốc Triệu Hải một cái, nói. Giám đốc Triệu, tối nay hóa đơn bàn cô Tào và cô Triệu để tôi tính, tôi ở phòng riêng 308, đợi chút thanh toán chung luôn là được. Giám đốc Triệu đang định hỏi chuyện Diệp Phàm một chút, vì anh tính tiền mà, nào ngờ Yến thiếu gia đứng bên châm chọc. Triệu Hải, khách sạn của anh cho người ta ăn không từ khi nào vậy? Triệu Hải vừa nghe, lập tức nói. Vị này, anh có thẻ hội viên không? Nếu có thẻ hội viên thì cứ đưa thẻ cho chúng tôi quét là được rồi. Không có. Diệp Phàm hừ nói, biết Yến thiếu gia muốn làm mình mất mặt. Cho nên, mới sai khiến giám đốc Triệu ra mặt. Bởi vậy, giọng Diệp lão đại cũng lạnh đi nhiều. Nếu không có cái này, là giám đốc khách sạn, chúng tôi phải phụ trách khách sạn, đại khái là không thanh toán được. Triệu Hải hừ giọng nói không khách khí, ý là nói anh ăn không của người ta đó. Đương nhiên, Triệu Hải từ trong khẩu khí của Yến thiếu gia biết cậu ta không vui, nên cũng tích cực khơi mào làm xấu mặt người khác, đồng chí Triệu Hải không thể trêu vào vị Yến thiếu gia này được. Cái này có thể làm thẻ hội viên không? Diệp Phàm thản nhiên cười, Diệp Phàm đặt túi ra xuống, lấy từ trong đó ra tờ chứng nhận gì đó đưa qua. Triệu Hải cũng nhận, lật qua lật lại xem, sắc mặt lập tức hơi đờ ra, vội vàng trả lại cho Diệp Phàm, người hơi cong một chút, nói. Rất xin lỗi Bí Thư Diệp, lúc nãy chúng tôi không biết là ngài. Bí Thư Diệp nói sao thì sẽ làm vậy ạ, để tôi đưa ngài lên trên. Không cần, tôi có mắt mà. Diệp Phàm cũng hiểu sự nịnh bợ của người làm ăn. Khoát tay. Như vậy sao được, Bí Thư Diệp lần đầu đến Hoa Thắng. Thế này đi, tôi sắp xếp người đưa anh lên. Giám đốc Triệu vẻ mặt cung kính, nói xong quay sang bảo phục vụ nữ đứng bên cạnh. Cô đưa Bí Thư Diệp lên phòng riêng 308, nói với mấy người trên đó, phục vụ phải chu đáo cẩn thận. Nếu Bí Thư Diệp không hài lòng, thì lo mà thu dọn đồ rồi cuốn xéo đi, khi nào thanh toán gọi tôi một tiếng, Bí Thư Diệp là khách quý đó. Lần này Diệp Phàm không từ chối, gật đầu đi lên. Diệp Đại Bí Thư, tự anh nói anh mời đấy nhé. Đằng sau truyền đến giọng cười không chút hảo ý của Tào Phi Nhi. Đương nhiên, các em cứ việc dùng, để đó cho anh thanh toán. Diệp Phàm quay đầu thản nhiên cười, biết Tào Phi Nhi và Triệu Tứ chắc hẳn muốn chơi trò mổ heo. Còn không phải muốn ăn cho mình phá sản thôi sao, trong lòng nói tài sản ông đây giờ không đến 1 tỷ thì cũng 500. 600 triệu rồi, còn sợ em ăn hết tiền sao, đúng là buồn cười mà. Từ cổ phần khống chế tập đoàn Bàn Đế sau khi phá đại án Ngư Đồng, chỉ tính giá trị bất động sản bản đi cũng đã lời 200 triệu rồi. Còn tập đoàn Dương Điền Việt Đông sau lại bị tập đoàn Bàn Đế và Lư Thị nuốt mất. Sau khi chính quyền tỉnh Việt Đông có phản ứng, bên tập đoàn Dương Điền lại bán đi lời hơn 300 triệu. Mấy ngày nữa Diệp Cường lại đến Thủy Châu cùng với Lư Thị ký kết mua lại công ty Hải Vận Phượng Thị. Công ty Hải Vận Phượng Thị giá trị 600 triệu, tập đoàn mua lại từ Phượng Thị với cái giá 120 triệu, trao tay qua cho Bàn Đế với giá 240 triệu. Bàn Đế vừa mới mua về đã lời gần 500 triệu rồi. Cho nên, chỉ cần kinh doanh đúng đắn, tập đoàn Bàn Đế đương thời đã là tập đoàn lớn có tài sản gần khổng lồ gần 1 tỷ rồi. Cái này, có thể nói đều là tài sản của Diệp Lão Đại. Hơn nữa, hai cái biệt thự cổ. Rồi cả 50 triệu thắng được hôm đánh cược với Lý Thuần Nguyên phái Thanh Thành do Phượng gia mời đến nửa. Tổng cộng lại, tài sản của Diệp Lão Đại tuyệt đối không dưới 1 tỷ. Cái này, ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng không rõ. Hắn cảm thấy chỉ cần có tiền dùng là được, Diệp Lão Đại trước nay chẳng bao giờ để ý. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng chẳng hỏi đến chuyện của công ty Bàn Đế. Có khi Diệp Cường đưa tài liệu tới, hắn cũng chỉ lười biếng nhìn qua một chút.
Hừ. Yến thiếu gia hừ lạnh, nhìn giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu mặt mày đau khổ, nhe răng cười. Yến thiếu gia, dù sao tôi cũng lăn lộn ở Thủy Châu đúng không? Quan phụ mẫu Thủy Châu tôi không thể trêu vào được, thứ lỗi, thứ lỗi, hôm nay các anh có người mời rồi, để hôm khác tôi làm chủ, tôi mời, tôi mời. Giám đốc Triệu Hải mặt còn khó coi hơn cả khóc. Không thích. Yến thiếu gia hừ lạnh, đang định từ chối Diệp Phàm, nào ngờ Trần Hưng mỉm cười, bước đến nói thầm bên tai. Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một phó bí thư thôi, lương được bao nhiêu chứ? Hơn nữa cả tiền trợ cấp nữa, một tháng chắc chắn không quá 2.000. Nếu như hắn đã bị mỹ nhân làm mờ mắt muốn mời khách, ha ha, chúng ta không phải là có trò hay để chơi sao, bắt hắn. Trần Đại Công Tử cười không ngừng. Chương 1506, nhặt được một em gái chủ tịch tỉnh. Tiểu tử cậu, quỷ quái lắm. Cũng đúng, có thể mổ heo thì chúng ta ngại gì mà không làm đồ tể một lần đúng không nào? Yến thiếu gia trong nháy mắt, đã cảm thấy có lời rồi, liếc mắt nhìn giám đốc Triệu Hải, hừ nói. Cho anh cơ hội lập công đây. Yến thiếu gia, ngài nói đi ạ. Triệu Hải vẻ mặt cung kính cười nói, biết Yến thiếu gia hết giận rồi. Trong lòng lập tức cũng thoải mái hơn. Tối nay những món nào có thể đem lên hết, đưa những loại rượu mắc nhất. Mấy cái chai rẻ tiền vài ngàn một chai thì đừng đem lên cho mất mặt. Hơn nữa, có thể thì thêm vào vài tiết mục giải trí nữa. Chẳng hạn nếu được mời minh tinh đến biểu diễn, chúng tôi tiếp cô Triệu cô Tào ăn uống cũng được vui vẻ đúng không nào. Hơn nữa, những tiết mục không thể thiếu cũng đưa lên hết, đương nhiên, phải chú ý không thể để cô Triệu buồn nôn. Hiểu không? Cái này, dù sao, anh cũng hiểu ý mà đúng không? Yến thiếu gia đột nhiên học được cả giọng Nhật Bản, có vẻ giống tư thế vị thiếu tá quân Quan Đông. Còn đưa ngón tay nhẹ nhàng chỉ ngực giám đốc Triệu. Cái này, cái đó, nhưng con số tương đối lớn, hắn là kẻ làm công ăn lương, làm sao trả cho nổi. Triệu Hải trần trừ, kỳ thực, tên này có dự tính khác, với những thứ Yến thiếu gia đã dặn dò, thì chắc chắn sẽ không dưới 80.000. Chỉ sợ Diệp đại bí thư không trả nổi tiền chùi miệng bỏ của chạy lấy người mất, vậy chẳng phải khách sạn phải thanh toán thay cho hắn sao? Nếu Diệp đại bí thư chỉ tiêu tốn khoảng 2-3 ngàn, giám đốc Triệu Hải quyết định tối nay không thu tiền, để Diệp lão đại ăn không ở hoa thắng. Sau này cũng tiện tiếp giao với bí thư Diệp, người ta là bí thư khu Hồng Liên, về sau có người đến đều tiếp đãi ở đây, sợ gì không kiếm lại được tiền. Hừ, lời tôi nói không đáng giá nữa đúng không? Yến thiếu gia nghiêm mặt, hừ một tiếng, chỉ ngón tay trước ngực giám đốc Triệu, hừ nói. Ông tin không, chỉ cần ông đây nói một câu, hoa thắng các ông nội trong 3 ngày sẽ phải đóng cửa. Tôi tin, để tôi đem lên. Triệu Hải vội vàng gật đầu với Yến thiếu gia, ông không thể trêu vào được, bố người ta là Yến Xuân chủ tịch tỉnh Nam Phúc. Anh ta bảo trong 3 ngày đóng cửa hoa thắng thì sẽ làm được như vậy. Đến lúc đó đồng chí Yến thiếu gia người ta đến bộ phận nào đó hừ một cái, đột nhiên xuất hiện 3-4 đơn vị nào điều tra thuế, nào kiểm tra an toàn, rồi còn đến kiểm tra xem có tội phạm bỏ trốn không. Cả đống thứ như vậy, khách sạn Hoa Thắng dù không bị đóng cửa, thì cũng chẳng có khách nào dám đến ở. Ai muốn ở chung chỗ với tội phạm truy nã gì đó chứ, vậy chẳng phải là chê sống thọ quá sao. Tóm lại, người có quyền muốn chỉnh thương nhân, đó là chuyện rất dễ dàng. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa bên trong truyền ra tiếng cười nói của chị Trương. Vào đi, đúng là, chị đây đã đến rồi còn phải dụ cậu đến mấy lần. Giờ thăng quan rồi có phải bắt đầu khoe khoang sự hẹp hòi của cậu đúng không? Đường đường là quan phụ mẫu thành phố Thủy Châu, mời có bữa cơm mà cũng trốn mất. Chị Trương đã nhìn nhầm cậu rồi. Cửa vừa được mở ra, không phải vẻ mặt tươi cười của chị Trương Oánh Nguyệt thì còn ai? Hơn nữa, miệng kia giống như một loạt pháo. Suýt chút nữa đã nổ cho Diệp lão đại mình đầy thương tích rồi. Chị Trương, em nào dám trốn, lúc nãy ở đại sảnh gặp mấy người bạn bị họ kéo lại hàn huyên chẳng thoát ra được, suýt chút nữa không thoát được là tối nay phải mời cả bên bàn kia nữa rồi. Để chị Trương phải chê cười rồi, chị đến thì sao em dám trốn được chứ? Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười bước vào phòng riêng, đảo mắt nhìn, trong phòng có vài người cả trai lẫn gái. Trong đó có một người phụ nữ trung niên hình như mình đã gặp qua, là phó chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương phân công quản lý văn hóa vệ sinh. Thằng nhãi này vội vàng bước lên trước chào hỏi, nói. Chủ tịch tỉnh Chu, chào cô, tôi là Diệp Phàm. Bí thư Diệp, cậu không biết, lúc nãy cậu đến muộn một chút.
chị Trương cứ ngồi lãi nhãi mãi. Tai tôi sắp sinh kén rồi đây này. Đáng ghét. Phó Chủ tịch tỉnh Chu vui vẻ, mỉm cười nói. Tổ trưởng Diệp, chị Chu là bạn học cũ của tôi. Cậu cứ gọi là chị Chu đi, đừng có chủ tịch tỉnh này chủ tịch tỉnh nọ, nghe xa lạ lắm. Lúc này Trương Oánh Nguyệt nói. Chào chị Chu. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, đang có chuyện còn muốn nhờ Phó Chủ tịch tỉnh Chu giúp đỡ. Gọi một tiếng chị Chu cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn nữa, Chu Phi Sương so với chị Trương còn có vẻ trẻ hơn. Nghe nói khoảng 45 tuổi, da trắng, có trang điểm sơ, mặt không nhìn thấy nếp nhăn. Xem ra người này cũng giữ gìn lắm, hơn nữa hậu đài cũng tương đối mạnh mẽ. Phụ nữ còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên ngai vàng Phó Chủ tịch tỉnh, bối cảnh năng lực chắc chắn không cần nói rồi. Được, được, cậu em trai này, chị Chu tôi nhận. Chu Phi Sương gật đầu vẻ mặt tươi cười, đột nhiên, nghiêng đầu nhìn Trương Oánh Nguyệt, hỏi. Có chút chuyện mình không hiểu, cậu kêu cậu ấy là Diệp Tổ trưởng, vậy là có ý gì? Ha ha, Diệp Tổ trưởng là bạn học của mình ở trường đảng, lúc ấy chẳng phải có lớp nâng cao cán bộ kiệt xuất sao? Vì làm một đề tài, lúc đó trong lớp chia thành 10 tổ, tôi được phân vào tổ của Tổ trưởng Diệp. Mà Tổ trưởng Diệp còn là lớp phó lớp mình đó. Trương Oánh Nguyệt tạo thế cho Diệp Phàm. Nói xong còn liếc mắt nhìn Chu Phi Sương một cái, nói thêm. Chắc cậu không biết, tổ chúng mình có lai lịch lắm. Lai lịch? Chu Phi Sương có chút nghi hoặc nhìn Trương Oánh Nguyệt, cười nói. Đương nhiên có lai lịch, có cả bộ trưởng Trương cậu trong đó nữa cơ mà. Mình thì tính cái gì? Trương Oánh Nguyệt hơi lắc đầu, ánh mắt các đồng chí trong phòng đều bị hấp dẫn quay sang nhìn. Cô mà không tính gì, cái này tôi hơi khó tin đó bộ trưởng Trương. Là lớp nâng cao cán bộ trung niên, không phải chỉ là lớp tiến tu của bán bộ cấp cán bộ tỉnh đâu chứ. Lúc đó nghe nói Bộ trưởng Trương cũng ngoài danh sách sau này mới bổ sung vào vài cán bộ trung niên để có tác dụng làm tấm gương đúng không? Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính cười nói. Ý người đàn ông đeo kính rất rõ, Trương Oánh Nguyệt là quan lớn cấp thứ trưởng. Trong lớp tiến tu của Diệp Phàm cao nhất cũng chỉ là cấp thứ trưởng, hơn nữa còn tác dụng làm tấm gương. Người đàn ông đeo kính tên Lâm Thông, phụ phó Bộ Y tế. Người này chính là hàng xóm người mắc bệnh tim ở Bệnh viện Thủy Châu một mà Tô Hoài đã nói. Lần này Trương Oánh Nguyệt xuống chủ yếu là tuần tra quản lý y tế, cũng tiện thể muốn điều tra chuyện này. Đúng vậy, vụ trưởng Lâm hỏi rất đúng. Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương cười nói, cũng không hiểu. Lúc đó trong tổ chúng mình còn có Thứ trưởng Bộ Đường sắt đồng chí Thôi Nhất Tân. Phó trưởng Ban Hợp tác Đối ngoại Mậu dịch Kinh tế đồng chí Lưu Trấn. Còn có Cục trưởng Cục 2 Văn phòng Thư ký Quốc vụ viện đồng chí Tiền Quang, còn có Thái Lâm. Chị Trương giống như hoàng bà, bắt đầu tự thổi phồng lên. Sau khi nói xong thấy ánh mắt mọi người lộ vẻ ngạc nhiên, chị Trương khôn ngoan nói. Hơn nữa, mấy cán bộ cấp thứ trưởng chúng mình chỉ làm tổ phó thôi, còn Diệp Phàm mới là tổ trưởng. Chắc mọi người không biết. Tổ trưởng Diệp là học viên đặc biệt duy nhất trong lớp chúng tôi, Phó Chủ tịch nước Đường đã đích thân chọn làm học viên xuất sắc. Em trai của Phó Chủ tịch nước Đường học cùng lớp chẳng qua chỉ kiếm được cái giấy chứng nhận danh hiệu ưu tú. Sau khi nói đến đây, tuy nói ngoài mặt mọi người trong phòng riêng đều rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực, bên trong đã sớm biến sắc rồi. Phó Chủ tịch nước Đường là ai? Là người nối nghiệp Chủ tịch nước Cộng Hòa trong tương lai, là người nối nghiệp Trấn Sơn Hà đã chọn. Không khí trên bàn rượu rất tốt, hơn nữa có hai vị lãnh đạo nữ ở đó, càng tăng thêm không khí. Đồ ăn cũng được dọn lên bàn, Diệp Phàm cũng đã chào hỏi một vòng. Trên bàn bắt đầu nói chuyện phiếm rôm rả. Lúc này, đám Triệu Tứ và Tào Phi Nhi cũng bao một đại sảnh xa hoa khác. Tại sao lại gọi là sảnh? Bởi vì đây là phòng riêng loại lớn đặc biệt, quả thực có thể so với sàn nhảy. Bên trong vừa có thể ăn uống, vừa có thể hát karaoke. Không ngờ còn trang bị cả phòng tắm hơi nữa. Nghe giám đốc Triệu nói đây là phòng bao riêng mắc nhất của Hoa Thắng. Lúc đó Triệu Tứ nhìn thấy xa hoa như vậy thì cũng hơi do dự, kết quả bị Yến Đại Thiếu gia đứng bên nói mấy câu khích tướng. Sao vậy, Đại Bí Thư Diệp ngay cả chút tiền rách này mà cũng không trả nổi à? Hay để tôi kêu người qua thanh toán nhé? Hừ, anh có vài đồng tiền rách mà bày đặt khoe khoang cái gì? Triệu Tứ không chút nể mặt Yến Đại Thiếu gia. Thành thực quăng một câu không khách khí. Ha ha, tôi nào dám khoe khoang trước mặt tiểu thứ tứ chứ. Yến Đại Thiếu gia xấu hổ cười. Kỳ thực, tối nay tên này cũng hơi oan uổng.
có người nhờ gã đến cùng đi với Triệu Tứ, chứ cũng không phải Yến đại thiếu gia có ý gì với Triệu Tứ. Kỳ thực, Yến đại thiếu gia cũng có chút ý đó, nhưng hình như có người lai lịch hơn cũng có ý với Triệu Tứ, nên Yến đại thiếu gia đành rút lui. Tối nay đành chua xót làm sứ giả hộ giá thôi. Sau khi vào phòng căn bản chẳng cần Triệu Tứ và Tào Phi Nhi phải làm gì, cứ theo như những gì Yến đại thiếu gia chỉ bảo, giám đốc Triệu sớm đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Hơn nữa, không lâu sau còn có cả một dàn nhạc, nghe nói là đặc biệt mời từ viện ca vũ kịch tỉnh đến. Giá, chắc chắn không rẻ. Triệu Tứ nhìn, nhíu mày nhưng không phản đối. Tào Phi Nhi đứng cạnh cười trộm không ngừng, biết Yến đại thiếu gia ghen tị với Diệp Phàm. Tào Phi Nhi vô tâm vô phế thấy vui vì được thấy Diệp lão đại mất mặt một lần. Vì, mấy lần trước đấu với hắn Diệp lão đại đều chiếm thế thượng phong, Tào Phi Nhi và Triệu Tứ đều có chút buồn bực. Vất vả lắm mới có được cơ hội, đương nhiên phải lợi dụng rồi. Phòng riêng 308. Chị Trương, ở đây cũng có mấy vị lãnh đạo Bộ Y tế xuống. Em muốn hỏi một chút, nếu Khu Hồng Liên chúng em với căn cứ Vịnh Lam Nguyệt muốn hợp tác xây dựng bệnh viện và trường học quân đội, khoản tiền này có thể xin Sở Y tế và Sở Giáo dục tỉnh cấp cho chúng em được không? Hơn nữa, trên bộ có phải cũng có thể cấp xuống một ít không? Diệp Phàm không ngại ngần hỏi, kỳ thực, thằng nhãi này rõ ràng đang cố ý. Trương Oánh Nguyệt đâu phải không biết suy tính của thằng nhãi này, liếc mắt nhìn Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý văn hóa vệ sinh Chu Phi Sương một cái, cười nói. Trên bộ đương nhiên cũng có thể cấp tiền xuống, chủ yếu là phải xem năng lượng của cậu. Ở tỉnh vẫn là chính, cái này, vừa hay có chị Chu ở đây, dù gì thì cũng phải cho cậu cái phong bao gặp mặt chứ nhỉ. Chị Trương nói xong quay sang nhìn Chu Phi Sương cười mấy tiếng. Chu Phi Sương hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn Trương Oánh Nguyệt, cười nói. Được đó chị Trương, cậu từ bộ xuống, các cậu cấp bao nhiêu thì tỉnh chúng mình cấp bất nhiêu, theo lý thuyết chị Trương từ tỉnh xuống, phong bao phải càng dày hơn mới đúng chứ. Quân đội và địa phương cùng hợp tác quản lý trường học và bệnh viện rất hiếm thấy, kể ra đều là vì nhân dân phục vụ đúng không nào. Tuy nhiên, muốn lấy tiền từ bộ, các cậu phải thông qua tỉnh trước mới được. Có em Chu ở đây thì cậu chẳng cần phải lo đâu. Chỉ cần em Chu này nói với người phụ trách của Sở Y tế và Sở Giáo dục một tiếng, chuyện báo cáo chẳng thành vấn đề rồi. Bên bộ à, tôi đây cũng giúp được, nhưng, bộ giáo dục bên đó tôi bó tay. Hay là Diệp Phàm, cậu đi tìm Đường Lâm ấy. Kể ra dù cậu ấy không cùng tổ với chúng ta, nhưng dù sao cũng cùng lớp mà. Cũng có chút tình bạn học chứ. Trương Oánh Nguyệt đưa ra đề nghị. Chương 1507, uống chết tên chó Nhật mày đi. Đường Lâm chính là Thứ trưởng Bộ Giáo dục, cũng là em trai Phó Chủ tịch nước Đường Hạo Đông. Tuy nhiên, Diệp Phàm lúc học ở trường đảng cũng quan hệ chẳng tốt lắm, hơn nữa, còn ngầm đọ sức. Có điều, sau khi Đường Hạo Đông dặn dò em trai mấy tiếng, thái độ của Đường Lâm đối với Diệp Phàm cũng thay đổi. Chắc hẳn muốn đi nhờ anh ta, cũng chẳng có được bao nhiêu đất diễn. Đến lúc đó Đường Lâm cấp cho anh mấy trăm ngàn như bố thí cho ăn mày, Diệp lão đại không nhịn nổi mất. Thôi vậy, bên y tế nhờ chị Trương với chị Chu, còn bên giáo dục, nhờ chị Chu cấp chút tiền từ sở tỉnh xuống, bên bộ giáo dục thôi khỏi đi. Diệp Phàm nói, mọi người vừa nghe, đã biết rõ, quan hệ của Diệp Phàm với Đường Lâm không tốt. Sau khi tiễn Chu Phi Sương với chị Trương, Diệp Phàm gọi cho Triệu Tứ. Vừa mới vào phòng riêng của bọn họ, lập tức trợn tròn mắt. Đây mà là phòng riêng sao, căn bản là một sân khấu mà. Phía bên tường có một đám người đánh đàn thổi kèn, hơn nữa, tất cả đều là nhạc cụ dân gian. Cái gì tỳ bà, đàn cổ, nhị hồ, khóa nột đều trưng cả trên mặt bàn. Ở giữa còn có một cô gái đang nhảy múa dẻo như rắn. Còn trên chiếc bàn tròn lớn đặt ở giữa sảnh, bày đầy rượu tây xa hoa. Dưới đất cũng đầy chai, còn đồ ăn, đều đựng trong những vật dụng quý giá. Chẳng hạn như canh đặt trong bát hình con thuyền, dài gần nửa thước. Rồi đủ loại đĩa hình hoa, cái nào cái này cũng lót chiếc gối lớn. Chỉ nhìn thôi là đã biết những món này rất đắt rồi, mỗi món chắc chắn không dưới 1.000, ắt hẳn phải tới mấy ngàn. Còn đám Triệu Tứ, Tào Phi Nhị uống đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nói chuyện cứ i i a a trong miệng. Hai tên giống được duy nhất trong phòng Yến Đại Thiếu Gia và Trần Đại Thiếu Gia dù sớm đã không chống đỡ nỗi rồi. Nhưng vì hai tên nhãi này đều dùng một tay chống bên mép bàn, tuy nhiên, hai thằng nhãi này vẫn cố sức ép các cô ra sức uống. Thấy Diệp Phàm đẩy cửa tiến vào,
Yến đại thiếu gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên hừ nói. Đến thanh toán à, sao gấp vậy, chúng tôi hình như còn chưa uống xong. Đúng vậy, chúng tôi còn muốn uống tiếp, Triệu tiểu thư, Tào tiểu thư, có đúng không? Trần Hưng kêu lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một chút, nói tiếp. Đương nhiên, nếu đồng chí nào đó cảm thấy hầu bao không trả nổi thì cứ tính cho chúng tôi. Uống, uống, uống tiếp, Diệp Phàm, đến đây, uống với tiểu tứ em mấy ly nào. Triệu tứ đưa một cái ly chân cao, tay lắc tới lắc lui, rượu trong ly cũng như thiên nữ tán hoa rơi cả ra ngoài, từng giọt như mưa xa. Tuy nhiên, người trên bàn này hầu như tư thế chẳng khác biệt mấy, cho nên, chẳng ai cảm thấy Triệu tứ thất thố cả. Vì, mọi người đều giống nhau, còn ai để ý ai nữa chứ? Triệu tiểu thư, đừng vẩy nữa, rượu này là rượu Hoàng gia Long Pháo đấy, mấy chục ngàn một chai đó. Lúc này, Yến đại thiếu gia làm bộ quan tâm nói, giọng tương đối lớn. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, gã muốn nói cho mình nghe. Trong lòng thầm mắng sao mày không uống cho chết đi thẳng rùa chó chết, còn Hoàng gia Long Pháo nữa cơ đấy, một chai mấy chục ngàn, ông đây còn chưa được uống đâu. Diệp Phàm. Triệu tứ đứng không vững, gục người lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm vội đưa tay qua ôm mỹ nhân, miệng nói. Uống say rồi đúng không, có cần thuê phòng nghỉ một lát không? Diệp Phàm, em cũng muốn có phòng, em cũng muốn, em cũng muốn. Lúc này, Tào Phi Nhi cũng kêu lên, và, dường như cũng đứng không vững, dựa vào Diệp Phàm. Không còn cách nào khác, Diệp lão đại đành tay trái ôm một cô, tay phải ôm một cô. Thằng nhãi này vẻ mặt đau khổ, giống như trên trời rơi xuống phiền phức lớn vậy. Còn Yến đại thiếu gia và Trần đại thiếu gia đứng đối diện hai mắt bốc hỏa, Yến đại thiếu gia nhìn một cái, Trần đại thiếu gia búng tay về phía hai nhân viên phục vụ, hai nhân viên kia dường như đã quen ý nghĩa tiếng búng tay của Trần đại thiếu gia. Không lâu sau, hai chai Hoàng gia Long Pháo lại xuất hiện trên bàn, hơn nữa, đã sớm mở ra. Loại Hoàng gia Long Pháo một chai chắc hẳn cũng khoảng một lít. Bí thư Diệp, là đàn ông thì phải làm cái. Trần Hưng mồm miệng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, đưa chai rượu lên lớn tiếng hử nói. Mấy thằng nhãi này muốn khiêu chiến với ông đây à, Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, nói với Yến đại thiếu gia. Anh cũng uống cùng chứ, ba chúng ta cùng uống, không thì không phải là đàn ông à. Anh một chai, chúng tôi hai người uống một chai, không lời rồi, phải mỗi người một chai chứ. Yến đại thiếu gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Hừ nói. Tên này không ngờ tửu lượng khá cao, vừa nãy chỉ đùa giỡn thôi. Bây giờ đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Bốc một tiếng, Diệp Phàm học theo, búng tay một cái. Hiển nhiên nhân viên phục vụ không hiểu được tiếng búng tay của Diệp lão đại, nhìn nhìn Diệp lão đại, không biết người này có ý tứ gì. Một nhân viên phục vụ bộ dạng tương đối nhanh nhẹn cung kính hỏi. Tiên sinh có phải mở thêm chai khác không ạ? Tối nay tôi thanh toán biết không hả? Tiếng búng tay của ông đây vang lên mà không ai hiểu à. Một chai, khui một chai đem lại đây, cho họ mỗi người hai chai, tôi bốn chai, khui ngay. Diệp lão đại tương đối hống hách, chỉ tay, giống như đang nắm cả thiên hạ trong tay. Vâng, vâng, xin lỗi tiên sinh, chúng tôi khui ngay ạ. Nhân viên phục vụ trong lòng cười trộm, không ngừng khui rượu. Nên biết giám đốc Triệu có giao nhiệm vụ, nhân viên phục vụ nào có thể mời khách khui một chai. Thì sẽ có 3% hoa hồng. Chai Hoàng gia Long Pháo hơn 2.000 một chai, chia 3% là được 600 rồi. Đối với những nhân viên phục vụ lương tháng gần 1.000 mà nói, một buổi tối thế này là kiếm được đầy bát rồi. Tuy nhiên, Yến đại thiếu gia phát hiện đồng chí Diệp Phàm chẳng hề nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào bốn chai rượu, dường như tương đối thong dong bình tĩnh. Uống chết đi thằng chó Nhật, Yến đại thiếu gia trong lòng thầm mắng một câu. Thế nào? Muốn thêm chút màu sắc không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, nhìn chằm chằm Yến đại thiếu gia. Được, được, thêm chút màu sắc đi, Yến Đông đánh cuộc với Diệp Phàm đi, đánh cuộc đi. Tào Phi Nhi dựa trên người Diệp Phàm, không ngờ còn không quên giật dây người ta đánh cuộc trừng trị Diệp lão đại. Vừa la lên vừa cầm đũa gõ lên bàn, phát ra tiếng keng keng tương đối hỗn độn. Triệu Tứ lại im lặng, dựa vào người Diệp Phàm, mắt nhìn chằm chằm những người xem náo nhiệt. Anh nói đi, thêm chút màu sắc thế nào? Yến Đông cười lạnh một tiếng, lại nhìn nhìn rượu trước mặt Diệp lão đại, gã tin tưởng, mình còn có thể uống thêm hai chai nữa, tuyệt đối không ngã. Nhưng, một mình Diệp Phàm uống bốn bình,
không ngã thì đúng là thiên hạ này chẳng còn đạo lý nữa rồi. Rất đơn giản, nghe nói Yến đại thiếu gia có cha là chủ tịch tỉnh Yến Xuân đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Cái này anh cũng biết à, xem ra tin tức cũng khá nhanh nhạy đó. Yến Đông cười lạnh nói, trong lòng khinh bỉ ai đó, nghĩ Diệp Phàm hơi sợ. Kỳ thực, Diệp Phàm vừa nãy gọi điện cho Triệu Tứ tiện thể hỏi thăm mới biết được. Vậy là tốt rồi, chính quyền khu Hồng Liên chúng tôi chuẩn bị hợp tác xây dựng một trường tiểu học, một trường trung học với bên quân đội. Đương nhiên, tổng cộng lại khu Hồng Liên chúng tôi chắc cũng phải đầu tư hơn 50 triệu. Diệp Phàm nói đến đây, nhìn Yến Đồng, ý muốn nói anh hiểu ý tôi chứ? Ý anh là muốn tôi kiếm giúp khoản tiền này. Yến Đông cũng không ngu, nháy nháy mí mắt, vừa đoán đã đúng. Thông minh. Diệp Phàm thản nhiên cười giơ ngón tay cái lên. Vậy nếu anh thua? Yến Đông hừ nói. Các anh muốn gì? Diệp Phàm nói. Đưa cho chúng tôi 50 triệu. Lúc này, Trần Hưng hô lớn, thằng nhãi này vẻ mặt hưng phấn suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. Cậu chỉ biết có tiền, tiền là cái rắm gì, câm miệng cho tôi. Yến Đồng mắng Trần Hưng một câu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Hôm nay tất cả những người ở đây làm chứng, nếu như Diệp Phàm của khu Hồng Liên thua, xin lỗi, tiền tài tôi đây không cần, chỉ cần bí thư Diệp đăng báo nói với Yến Đông tôi ba xin lỗi, tôi sai rồi, vậy là được, ha ha ha. Yến đại thiếu gia vô cùng khí khái, lộ khí thế vương bát, đây mới là Yến đại thiếu gia, đệ nhị công tử của tỉnh. Chỉ vậy thôi sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn. Chỉ vậy thôi, tuy nhiên, phải đăng ở báo tỉnh. Yến Đông liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Xong. Diệp Phàm cười một tiếng, hỏi phục vụ bên cạnh. Nãy giờ chúng tôi nói đã ghi âm lại cả chưa? Có ghi ạ. Nhân viên phục vụ vẻ mặt đứng đắn, nói. Vậy thì được, ghi thêm một băng nữa, đưa mỗi người một băng, tránh lúc đó có người chơi xấu. Yến Đông hừ nói. Ha ha, bắt đầu đi. Diệp Phàm bình tĩnh cười. Để tôi hô bắt đầu. Tào Phi Nhi cười vỗ tay nói. Trần Hưng, cậu lên trước đi. Yến Đông nói với Trần Hưng. Cái này, Yến thiếu gia, cứ để từng người uống với hắn trước một chai, sau đó tôi lại lên tiếp. Trần Hưng trên mặt hơi nhăn. Vốn uống đã nhiều rồi, không ngờ còn phải uống trước hai chai nữa, chắc mình chưa uống xong phải nằm úp súp trên mặt. Trong lòng thầm mắng Yến Đông này thâm hiểm quá, không ngờ lại lấy mình ra làm bia. Hừ, Yến Đông hừ lạnh một tiếng, Trần Hưng đứng bên vội vàng nói. Được, tôi lên trước. Triệu Tứ, Tào Phi Nhi cùng với các phó sư đoàn ca múa tỉnh làm chứng, Diệp Phàm bình tĩnh uống với Trần Hưng. Tuy nhiên, Trần Hưng hiển nhiên là không uống nổi. Nhăn mặt uống chai thứ nhất, Trần Hưng phải mắt lồi như mắt cá, mặt mày nhăn nhó cuối cùng mới nuốt được một chai. Nhưng rốt cuộc cũng không kìm nổi, bạch một tiếng, cả người đã nằm xuống đất. Xem ra đồng đội cậu anh không được rồi. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Hưng một cái, thản nhiên cười, bên miệng còn dính rất nhiều rượu. Để em lau cho anh. Triệu Tứ loạng choạng cầm tờ giấy khăn, nhẹ nhàng lau cho Diệp Phàm, giống như đang lau bụi trên món đồ sứ, vô cùng chuyên tâm. Chị Triệu, chị lau bên trái, em lau bên phải. Tào Phi Nhi không ngờ đỏ mắt, cũng cầm khăn tay lên lau. Lập tức, cảnh tượng trở nên vô cùng thân thiết. Bên trái một người lau, bên phải cũng một người lau, thành hai bên song chiến thành. Còn Yến đại thiếu gia thì suýt chút nữa đỏ cả mắt, hừ nói. Lôi thôi cái gì, nó không được nữa rồi, chúng ta bắt đầu tiếp. Thằng nhãi này nói xong, cầm một chai lên cào nhàu mở miệng uống. Chương 1508, say rượu. Đừng vội, anh không chạy trước tôi đấy chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn Triệu Tứ và Tào Phi Nhi ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, vì hai người đều muốn ngã, nên Diệp Phàm cho ba cái ghế dựa sát nhau, nhìn cứ như ba người lấy Diệp Phàm làm trung tâm ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Diệp Phàm nói với Triệu Tứ. Em lấy bình rượu đi. Được không? Triệu Tứ lo lắng hỏi. Đàn ông có thể nói không được sao? Diệp Phàm không quên cười gượng một tiếng. Đáng ghét, uống cho say chết anh đi. Triệu Tứ mắt say lờ đờ nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vô cùng phong tình. Khuôn mặt Triệu Tứ chỉ có thể được xem là thượng đẳng, không tính là cực phẩm. Nhưng sự phong tình của Triệu Tứ lại có thể khiến cho đàn ông trong thiên hạ say mê mãi không muốn tỉnh lại.
cô thật sự loạng choạng cầm chai rượu lên đưa đến gần Diệp lão đại. Có mỹ nhân rót rượu, đời đúng là không còn cần gì nữa. Diệp lão đại tương đối cản rỡ cười to một tiếng, thấy tay rót rượu của Yến Đông hơi run rẩy, rượu cũng đổ ra ngoài một ít. Tay ổn định lại, đừng vung nữa, bằng không, anh thua đấy. Tào Phi Nhi là người làm chứng rất có trách nhiệm, thấy rơi một chút rượu đã hét to nói với đồng chí Yến Đông. Mặt Yến Đông đỏ lên, hai tay nâng bổng chai rượu. Gã thật sự hơi sợ Tào Phi Nhi, vì Tào Phi Nhi mà điêu ngoa lên thì dám lấy cả mạng người. Yến Đông dù nói là đệ nhị công tử Nam Phúc, nhưng Tào Phi Nhi là hòn ngọc quý trong tay của Tào gia ở Bắc Kinh, trước nay ở Tào gia được đối xử như công chúa. Bịch. Yến Đông cố gắng chống đỡ uống đến chai thứ hai, mới uống được một ngụm cuối cùng đã không kìm được, reo thẳng người xuống sàn. Hơn nữa, người còn ngã cong queo, cô nàng mặt tàn nhang ngồi bên cạnh vội vàng đến dìu gã dậy. Yến Đông, lên, lên, tiếp tục đi, anh mới uống một ngụm đã ngã rồi, cố lên, cố lên. Tào Phi Nhi mắt say lờ đờ mơ hồ kêu to, giống như một cổ động viên, còn vui vẻ hoa tay múa chân bên cạnh bàn. Cả người dựa hẳn vào Diệp lão đại, khuôn ngực không to nhưng tương đối săn chắc cọ sát cánh tay Diệp Phàm. Cảm giác được sự mềm mại, máu huyết của Diệp lão đại sôi sùng sục, cái bên dưới suýt chút nữa là bất nhã vểnh lên rồi. Tôi uống tiếp. Yến Đông tay lắc lư chai rượu, một tiếng loảng xoảng chói tai vang lên, thằng nhãi này ngay cả chai rượu cũng không cầm chắc, cuối cùng đã vỡ tan. Yến Đông thua rồi, hi hi hi. Tào Phi Nhi vỗ tay kêu lớn lên, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, ngực không ngừng gãi ngứa trên cánh tay của Diệp lão đại, không biết có phải do say rượu nên thành ra thế này hay không. Hơn nữa, cánh tay của Tào Phi Nhi còn không cẩn thận quơ xuống phía dưới. Dù sao bên dưới của Diệp lão đại cũng bị cô nàng kích thích đến nỗi sắp nổ súng. Yến thiếu gia, tôi dìu anh về. Lúc này, giám đốc Triệu Hải cùng một thanh niên tóc húi cua bước vào. Người này vội ôm nửa người Yến thiếu gia sợ y ngã xuống. Về. Yến thiếu gia đầu óc choáng váng, tay chỉ ra cửa, miệng bất giác nói liên hồi. Ông chủ, thanh toán. Tào Phi Nhi cười hét lớn. Tối nay chiết khấu 8%. Mọi người muốn xuất hóa đơn chưa ạ? Triệu Hải liếc mắt nhìn tờ giấy cười nói. Tôi đây, giám đốc Triệu, tính cho tôi. Chàng thanh niên tóc húi cua vừa dìu Yến thiếu gia, vừa rút ví. Tối nay là bí thư Diệp. Triệu Hải vốn định nói là bí thư Diệp mời khách, thanh niên tóc húi cua cũng hử lạnh một tiếng, ngắt lời ông ta, nói. Triệu Hải, anh coi thường người Phượng gia chúng tôi không trả nổi khoản tiền nhỏ này đúng không? Khâu tổng, không phải. Triệu Hải có chút quính quáng. Khoản này Yến thiếu gia vừa nãy có dặn nhất định phải để Diệp Phàm thanh toán. Nếu để chàng thanh niên tóc húi cua dành thanh toán khoản tiền này, Yến thiếu gia mà biết được còn không lột ra mình sao? Và, buổi cơm tối nay còn mời thêm cả diễn viên, nhạc sĩ, không rẻ chút nào, vừa rồi Triệu Hải hỏi quầy, nói là tổng cộng gần 300 ngàn. Chủ yếu là do Hoàng gia Long Pháo rất mắc, tuy nhiên, chàng thanh niên tóc húi cua rõ ràng đã bị chọc giận, rút ra tấm thẻ quăng qua, hừ nói. Quét thẻ ngay, bằng không, sau này hoa thắng các anh đừng mong khách của Phượng thị chúng tôi sẽ đến nữa. Tiền tối nay là tôi trả, ông em, anh để hôm khác nhé. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này, cố ý lên tiếng kích thích anh ta. Anh tính cái quái gì, nhanh quét thẻ. Giám đốc Khâu tức giận, hét lớn. Diệp Phàm nhún vai, nói. Nếu vị này đã cứng rắn giành trả, vậy tôi đành xấu hổ thôi. Giám đốc Triệu, anh thấy có đúng không? Dạ, vâng, đúng ạ. Triệu Hải đành cầm tấm thẻ sắp xếp người đi. Đúng rồi, chờ chút, mấy cô này chắc cần nghỉ ngơi, có phòng tổng thống không? Diệp Phàm hỏi. Không có phòng tổng thống, nhưng chúng tôi có phòng VIP dành cho khách quý, bí thư Diệp có cần không? Triệu Hải hỏi. Vậy một phòng đi. Tiền này tôi trả. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Khâu Hoa tôi trả không nổi à. Tính chung hết. Khâu Hoa tóc húi cua liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, bộ dạng khinh thường hừ nói. Cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu, trong lòng sớm cười trộm. Chắc hẳn sau khi tỉnh lại sắc mặt của Yến đại thiếu gia sẽ rất khó coi. Khâu thiếu gia đỡ đám người Yến thiếu gia đi rồi. Diệp Phàm đang định gọi người đưa đám Triệu Tứ sang phòng kia. Nhưng ngoài cửa đã xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Chị họ tôi đâu? Tống Trinh Giao hỏi,
nhìn lướt qua, rốt cục cũng phát hiện Tào Phi Nhi. Vì Tào Phi Nhi chính là chị họ của Tống Trinh Giao. Ở trong này, em đến thì tốt rồi, chúng ta cùng dìu các cô ấy lên lầu đi. Diệp Phàm trả lời. Dạ. Tống Trinh Giao lên tiếng, đỡ một người vào thang máy lên phòng VIP. Đúng là phòng VIP, một căn phòng lớn, có 4 phòng nhỏ, 2 sảnh, mỗi phòng đều có buồng vệ sinh, đại sảnh cũng tương đối lớn, quầy rượu, quầy bar, dàn nhạc, bàn hội nghị nhỏ và thư phòng đều có đủ. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, nghe nói một đêm phải trên 10.000. Trinh Giao, sống tốt chứ? Vất vả hầu hạ hai vị đại tiểu thư ngủ xong, Diệp Phàm và Tống Trinh Giao lẳng lặng ngồi trên sofa ngoài đại sảnh, hai người không ngồi nói chuyện đối diện. TV mở, Tống Trinh Giao đang xem phim Hàn, tuy nhiên, do biết ánh mắt cô căn bản không nhìn hình ảnh, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Anh nói xem. Tống Trinh Giao quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn người nào đó. Em hiện làm ở đài truyền hình tỉnh, dẫn chương trình Nhạc Nhạc Thiên, thành ngôi sao rồi, ha ha, chúc mừng em nhé. Diệp Phàm có chút xấu hổ cười cười. Cũng chỉ là thủ hạ của quan lớn các anh thôi. Trinh Giao châm chọc hừ nói, mặt hướng về TV. Trinh Giao, anh. Diệp Phàm mặt dày mày dạn xích sang, thấy Tống Trinh Giao cũng không xê dịch đi chỗ khác, cái này, chính là tín hiệu phụ nữ phát ra. Trong trường hợp này đàn ông chỉ cần mặt dày một chút, thông thường sẽ thành công. Cho nên, thằng nhãi Diệp Phàm này cũng mượn rượu lấy can đảm, đưa tay kéo Tống Trinh Giao. Đồng chí Tiểu Diệp tin, phụ nữ phải dùng cách dụ dỗ. Chỉ cần thân mật một chút, mọi chuyện sẽ đều được giải quyết. Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra, kinh tởm. Tống Trinh Giao không chút khách khí, nhíu đôi mày cong xinh đẹp, đánh vào tay Diệp lão đại một cái. Ha ha, tay anh, mới rửa mà. Diệp lão đại mặt mày tươi cười. Trái tim có thể rửa được không? Tống Trinh Giao bĩu môi, mắt không nhìn sang, giống như không có người này bên cạnh. Lòng anh ô uế lắm hừ. Diệp lão đại nổi giận, đến quầy rượu khui chai rượu tự uống. Hôi chết đi được, ra hành lang mà uống. Tống Trinh Giao vẫn nhìn TV chằm chằm không chớp mắt, miệng quát lên. Ở đây không chứa tôi, sẽ có chỗ khác chứa, hừ, tôi đi tìm tiểu tứ uống tiếp, vừa hay Phi Nhi cũng ở đây, cùng say một bữa. Diệp lão đại nổi giận, thất tha thất thểu giống võ nhị lang trên đồi Cảnh Dương. Trên đồi có một chiếc giường lớn, rộng khoảng 2,5 mét. Vì đây là phòng ngủ chính của phòng VIP, khách sạn làm vậy để khách còn thực hiện hoạt động song phi. Lúc này, Triệu Tứ và Tào Phi Nhi đang nằm ngủ trên giường, người toàn mùi rượu. Nhìn hai người đẹp nằm trên giường, Diệp lão đại khó khăn nuốt nước miếng, nằm nghiêng người trên chiếc sofa đối diện giường, đưa chai rượu lên vui vẻ uống một mình. Nửa tiếng sau, Diệp lão đại choáng choáng nằm trên ghế định ngủ. Tuy nhiên, có hai cô gái nằm trên giường, cũng không tiện. Diệp Phàm đứng lên đi ra đại sảnh, hắn cũng muốn thăm dò xem Tống Trinh Giao đã coi xong phim Hàn Quốc chưa. Nào ngờ, vừa vào đại sảnh đã nghe mùi rượu nồng nặc. Chẳng lẽ Trinh Giao uống rượu, hình như cô chưa bao giờ uống rượu. Diệp lão đại trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía bàn trà, thấy có một ly rượu chân cao, bên trong còn nửa ly rượu vẫn chưa uống. Lại nhìn lên sofa, lập tức, Diệp lão đại trợn tròn mắt. Tống Trinh Giao kia sắc mặt tươi đẹp như hoa đào, vốn ra mặt trắng, giờ điểm thêm chút hồng bèn trở thành màu hồng phấn. Cổ vẫn còn ẩn hiện chút màu trắng ẩn lộ ra trong màu đỏ. Ngực Tống Trinh Giao không phải cỡ quá lớn, chỉ thuộc dạng đầy đặn. Tuy nhiên, nhìn cũng tương đối săn chắc, lúc này Tống Trinh Giao đang nằm nghiêng trên sofa, miệng toàn mùi rượu, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Cặp mắt cao quý thuần khiết lúc này đã biến thành đôi mắt của cô mèo ba tư làm nhộn nhạo tất cả giống đực trên thế gian. Còn đôi giày của cô nàng không biết đã quăng đâu mất, trời ơi, ngay cả đôi tất cũng chẳng biết cô ném đi phương nào. Có lẽ sau khi uống rượu vào, người ngợm nóng bức, nên lột tất, áo khoác cũng cơi vứt bên sofa. Trên thực tế chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng màu trắng, đường cong lả lướt đều hiện ra, cùng với nhịp thở, nhẹ nhàng run rẩy tựa như rắn. Quý phi say rượu. Diệp Phàm trong đầu không khỏi mường tượng cảnh Dương Quý phi sau khi uống rượu. Chẳng lẽ ông đây chính là Đường Huyền Tông? Hai, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Diệp lão đại tự đọc câu thơ, lắc đầu, hà cớ gì phải khổ vậy? Không biết uống mà uống cái gì? Hàn Quốc có bao nhiêu anh hùng bảnh bao, người Trung Quốc có bao nhiêu hào khí?
xem mấy phim Hàn Quốc mà cũng uống rượu à? Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng ôm Tống Trinh Giao định vào gian phòng chính. Nhìn phòng Triệu Tứ và Tào Phi Nhi, phòng bên đó tuy nói giường lớn, nhưng có hai người rồi. Diệp Phàm bèn đổi ý định đẩy cửa một phòng khác, cúi đầu thoáng nhìn, lại ngây ngẩn cả người. Chương 1509, thời khắc mấu chốt. Bởi vì, lúc này đôi mắt ba tư của Tống Trinh Giao đã mở ra. Hơn nữa, mở tương đối lớn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Lão Đại, giống như kiểu mặt Diệp Lão Đại lông lá rậm rạp lắm. Anh có phải là người ngoài hành tinh đâu, không cần sợ hãi như vậy. Diệp Phàm cười cười. Anh, có phải anh muốn thân thể của em không? Tống Trinh Giao sau khi uống rượu xong thì phun ra những câu suýt nữa hòa tan cả Diệp Lão Đại. Thằng nhãi này trong lòng hô to em thật là hiểu chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ đứng đắn, nói. Theo nhân tính bản sắc mà nói, đương nhiên là muốn. Diệp Lão Đại dựa vào kinh nghiệm phỏng đoán, lúc này phụ nữ đang thử anh. Anh không được nói thật, nếu như anh nói đúng, thì tám phần sẽ nhận năm ngón tay lên mặt hoặc là bị xem thường. Hoặc cô nàng sẽ lập tức mắng anh là quỷ háo sắc, chỉ đòi hỏi thể xác, không biết đến tình cảm gì đó. Không nói chuyện nhân tính, bản thân anh có muốn không? Tống Trinh Giao vẫn chưa say hẳn, vẫn còn có thể hỏi được những câu như vậy. Đương nhiên là muốn, không muốn thì là thái giám à, Diệp Lão Đại trong lòng vòng vo ngàn ý niệm, để tìm một câu trả lời. Nếu như anh nói không muốn, cô em họ Tống chắc chắn sẽ thất vọng. Sẽ mắng anh nói cô ấy không có sức hấp dẫn, dáng không đẹp gì đó. Nhưng nếu anh nói là muốn, thì cô em Tống cũng sẽ mắng anh là đáng khinh, câu hỏi này khó trả lời quá. Câu trả lời của Diệp Lão Đại dại dính đến cả hai lý luận mang tính cao thâm. Được rồi, anh thành thái giám luôn đi. Tống Trinh Giao hừ một tiếng, nói. Em sẽ sang ngủ với chị Triệu, chị Tào, ngủ bên này một mình em không ngủ được. Chẳng lẽ anh không đáng tin? Anh đây không phải là quân tử thành tâm thành ý sao? Diệp Lão Đại cảm thấy buồn bực, thậm chí mất mặt. Đàn ông đều là quân tử thành tâm thành ý, nhưng, quân tử ái sắc thủ chi hữu đạo, đó không phải là câu cửa miệng của đàn ông các anh sao? Cô em họ Tống không ngờ lại bóp méo câu này, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, câu này, làm Diệp Lão Đại chẳng biết nói thế nào nữa. Anh đưa em qua, sao không tin nhau chứ, Diệp Phàm anh là loại người như vậy sao? Quá coi thường anh rồi. Diệp Lão Đại dường như tự giễu mình. Anh không phải loại người như vậy, nhưng, anh không bằng bọn họ, hi hi hi. Tống Trinh Giao đột nhiên mỉm cười, như giọng oanh hót, giọng cười làm Diệp Lão Đại nhíu mày. Không ngờ mình lại bị người ta đánh giá thấp như vậy. Thằng nhãi này tức giận ôm cái Tống Trinh Giao bước nhanh sang phòng Triệu Tứ, đẩy vào giữa Triệu Tứ như nhét món đồ chơi, đắp chăn xong thằng nhãi này quay người bỏ đi. Sợ à? Tống Trinh Giao lại trêu chọc, đôi mắt say lờ đờ liếc nhìn Diệp Lão Đại, bĩu môi, lập tức cả gian phòng lại đầy vẻ quyến rũ phong tình. Gạch chéo. Em đừng trêu chọc anh có được không, anh là con người, sức nhẫn nại có hạn, cứ như thế này, anh sẽ điên lên đấy. Diệp Phàm tức giận hừ nói với Tống Trinh Giao. Hi hi hi. Tiếng cười của Tống Trinh Giao làm Triệu Tứ mơ màng ngồi dậy, kêu lên. Đến, em muốn đến. Diệp Lão Đại vội đi rót nước, chăm sóc, tuy nhiên, người Triệu Tứ mềm nhũn ra, căn bản không cầm được ly nước. Diệp Lão Đại sợ cô ngã lên giường, đành đỡ lấy bón cho cô nàng. Em cũng muốn. Lúc này, Tào Phi Nhi không ngờ cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng giành cái ly từ tay Diệp Lão Đại. Đừng vội, sẽ có mà. Diệp Lão Đại trong lòng bất lực. Nhưng, khí lực của Tào Phi Nhi rất lớn. Có lẽ là khát lắm rồi, lôi Diệp Lão Đại lăn ra giường, Tào Phi Nhi kêu lên. Anh vào đây cho em uống nước nhé. Không được, anh cứ thế này bón cho em được không? Diệp Lão Đại không dám làm những chuyện lẳng lơ thế này trước mặt. Cho dù trong lòng thằng nhãi này đồng ý 120%. Vào đi. Tào Phi Nhi đột nhiên đổi tính, kéo Diệp Lão Đại lên giường. Cái này, Trinh Giao, em xem, ha ha. Diệp Lão Đại sau khi chế nước xong nhìn Tống Trinh Giao, hơi trộn rộn. Nằm bên cạnh em, cho chị ấy uống nước. Trinh Giao hừ một tiếng. Cái này không hay lắm. Diệp Lão Đại còn đang ôm tì bà che nửa mặt. Bên chị ấy thơm hơn đúng không? Tống Trinh Giao hừ lạnh một tiếng. Anh không vào không được sao? Diệp Lão Đại sờ cằm, mừng suýt chết,
nhưng mặt vẫn giả vờ không cam lòng, bộ dạng không muốn phải chui vào trong chăn, đang định chen vào giữa Triệu Tứ. Nào ngờ Tống Trinh Giao hừ nói. Là bên giường, không phải là giữa hai chúng em. Bên giường thì bên giường, không có ai càng tốt. Diệp lão đại thay đổi vị trí, mông ép Tống Trinh Giao nằm sát Triệu Tứ, lại cầm chén nước cách Tống Trinh Giao và Triệu Tứ bón cho Tào Phi Nhi uống. Cô nàng uống xong lại mơ hồ đi ngủ tiếp. Tuy nhiên, tay Diệp lão đại nhẹ nhàng đặt lên lưng Tống Trinh Giao, nghe thấy cô em Tống hừ nói. Đừng va chạm lung tung, nằm yên vậy đi. Cái này cũng được, tối anh không được cử động thì ngủ thế nào. Diệp lão đại cực kỳ buồn bực. Mặc kệ anh ngủ thế nào, không được đụng, bao gồm cả chị Tứ và chị họ em. Tống Trinh Giao luôn dịu dàng không ngờ đã thành cô gái điêu ngoa, đôi mắt mở to cắn răng nhìn chằm chằm Diệp lão đại hừ nói. Anh ngủ, anh là Liễu Hạ Huệ sao? Diệp lão đại tức giận, quay sang chỗ khác không thèm để ý đến cô em Tống, chỉ quay mông về phía cô nàng. Nhưng mới ngủ được một chút thấy mông khó chịu, biết Tống Trinh Giao dùng tay chọc vào, Diệp lão đại hừ nói. Đừng đụng vào anh. Em được đụng, anh không được đụng. Anh không phải là thái giám mà. Giả bộ cả đêm cho em xem, bằng không, anh không phải đàn ông. Tống Trinh Giao căn bản đang càn quấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp lão địa trong lòng tức giận, lòng nói, không phải là phải chịu cực cả đêm chứ, ông đây đúng là sức kinh người. Cảm giác trên lưng ngứa ngáy, biết cô em Tống đang dở trò quỷ. Anh xin em đấy, anh thực sự không thể làm Liễu Hạ Huệ nổi. Diệp lão đại cảm thấy cái ấy đã dựng lên rồi, vội vàng nói. Cho ngứa chết anh đi. Tống Trinh Giao hừ nói. Anh ngứa, xem ai ngứa hơn ai nào. Diệp lão đại vội xoay người lại, đưa tay qua phía Tống Trinh Giao, hai người lập tức thành một. Diệp lão đại xuống tay quá độc, quá mạnh. Những chỗ động vào đều là vùng cấm trên người người ta. Vừa leo núi lại xuống nước, mệt chết đi được. Hai người náo động một hồi rồi ôm chặt lấy nhau không làm ồn nữa, cũng không làm chuyện gì khác, Diệp lão đại chỉ dùng tay thôi. Anh hôn em đi. Giống buổi tối hôm đó ở vậy. Tống Trinh Giao liếm liếm đầu lưỡi, nhắm hai mắt lại. Ừ. Diệp lão đại đương nhiên sẽ không từ chối những chuyện tốt như thế này, chuẩn bị tiến sát lại. Thì điện thoại lập tức vang lên quét hết hứng thú đi mất. Diệp lão đại hối hận đến mức muốn lập tức đập nát cái điện thoại này vứt cho rồi. Tuy nhiên, vừa nhìn dãy số, thấy là sở trưởng Hà của sở thủy lợi gọi đến. Đã trễ thế này mà gọi đến chắc chắn là chuyện gấp. Diệp lão đại tuy lòng không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy nghe máy. Có chuyện gì vậy sở trưởng Hà? Chuyện này, ngại quá, bí thư Diệp, đã trễ thế này mà còn đánh thức anh. Nhưng chuyện này nếu qua đêm nay sợ là không kịp, cho nên. Hà Nghi Viễn lo lắng nói. Anh nói đi. Diệp Phàm cũng nghiêm túc, liếc mắt nhìn ba mỹ nhân đang nằm trên giường, thằng nhãi nỉa có chút tiếc nuối bước ra đại sảnh ngồi trên ghế sofa, sợ làm ầm ĩ ảnh hưởng ba người đang nghỉ ngơi. Là chuyện lão Hoàng, ông ta. Hà Nghi Viễn kể lại chuyện Hoàng Cửu Lâm, không che giấu chút gì. Vì giấu chuyện này thì sẽ có chuyện đại sự, giấu không nổi nữa. Các anh định thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ý lão Hoàng là có thể mời các anh ra mặt nói với chị Trương được không, giải quyết riêng tư việc này. Tin là vụ phó vụ y tế Lâm sẽ không thể nào không nể mặt chị Trương, dù sao, lần này xuống tuần tra, chị Trương mới là tổ trưởng tổ tuần tra. Chuyện này kể ra cũng không lớn, nhưng, anh cũng biết. Chuyện không lớn mà cấp trên đã muốn đem ra nói, thì cũng sẽ thành chuyện lớn. Hà Nghi Viễn nói. Đó cũng là tình hình thực tế mà. Diệp Phàm hừ một tiếng. Tuyên bố rõ, Diệp lão đại không muốn giúp Hoàng Cửu Lâm mà không được gì. Vì vừa nãy mình đề xuất Hoàng Cửu Lâm giúp trình báo cáo lên thằng nhãi này rất do dự, anh đã như vậy thì tôi cũng không thể nào vui vẻ được. Bí thư Diệp, vừa nãy là Hoàng Cửu Lâm không đúng. Tôi mời bí thư Diệp đến ăn cơm, thì là người trong vòng rồi. Tôi đã thẳng thắn phê bình Hoàng Cửu Lâm. Anh ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình, giờ hối hận lắm. Hà Nghi Viễn cũng cảm nhận được gì đó, vội bồi thêm một câu. Ha ha, lão Hà còn định nói gì không? Tôi sẽ liên hệ với chị Trương, xem thế nào rồi sẽ nói tiếp chuyện này. Diệp Phàm cười rồi gác máy, lấy điện thoại gọi cho Trương Oánh Nguyệt, kể lại chuyện Hoàng Cửu Lâm. Cậu nợ chị một ân tình nhé, ha ha. Trương Oánh Nguyệt không nói gì, chỉ người nói một câu như thế. Nửa thật nửa giỡn. Nhưng,
Diệp Phàm hiểu, hôm nay mình nợ một ân tình lớn, sau này phải trả lại ân tình lớn hơn. Kỳ thực, Trường Oánh Nguyệt xuống không phải để giải quyết chuyện này, chỉ xuống tuần tra, thuận tiện xử lý chút chuyện, không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn. Đã sống cùng tại trường đảng, cô lờ mờ cảm nhận được năng lượng của Diệp Phàm rất lớn, cho nên, cũng mặt dày mày dạn dùng cách nói đùa để tung ra câu này. Thằng nhãi này có chút thiếu nhẫn nại, nói. Thiếu thì em chắc chắn sẽ trả, hay có cần bây giờ em đến hầu chị Trương nói chuyện một đêm, coi như hầu chuyện vậy. Hay chúng ta đến chỗ nào đó tán gẫu? Diệp lão đại mặt dày mày dạn cười nói. Huyên Thuyên, chị Trương già rồi có gì để tán gẫu chứ? Cậu đi tìm các cô em xinh đẹp đi. Trương Oánh Nguyệt biết Diệp lão đại nói đùa, tuy nhiên, trong lòng vẫn khá thỏa mãn. Người mà, ai chả có thói hư vinh. Dù chị Trương 45, 46 tuổi nhưng cũng không ngoại lệ, phụ nữ thích những lời ảo tưởng như thế. Ai nói chị Trương của em già chứ, ông đây nhất định sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất. Diệp lão đại vô cùng hung hăng. Hi hi hi. Chị Trương một chàng như chuông bạc kết thúc câu chuyện. Thân thiết quá nhỉ, còn kiếm nơi để tán gẫu, là cô em nào làm cho Diệp lão đại cậu chúng ta vui vẻ thể. Đột nhiên đằng sau truyền đến giọng nói ngọt ngào. Hơn nữa, còn cảm giác có đôi cánh tay mềm mại đang khoát lên vai mình. Không lâu sau, Diệp lão đại cảm thấy khuôn ngực vô cùng đàn hồi cũng đang đè lên lưng mình. Tiểu tứ, em dậy rồi à? Diệp lão đại kích động, vội vàng cười nói. Người cũng xoay lại, ôm Triệu Tứ vào lòng. Cũng không phải Diệp lão đại thừa cơ hội dở trò, chủ yếu là sợ Triệu Tứ say rượu lại ngã xuống. Tiền thuốc men làm sao Diệp lão đại trả nổi chứ? Chương 1510, câu thần chú nham hiểm của Lan Điền Trúc. Chỗ này ngứa quá, anh gái giúp em đi. Đôi mắt của Triệu Tứ mơ hồ, trời ạ, ngón tay còn đang chỉ ở ngực nữa chứ. Anh gọi Trinh Giao gái cho em nhé. Diệp lão đại dù nước miếng chảy ròng ròng, nhưng, vẫn đau xót nói câu này, chủ yếu là tai vách mạch rừng không dễ làm gì được. Hừ, có phải có em Trinh Giao của anh ở đây nên anh không dám không? Triệu Tứ đột nhiên hừ một tiếng. Anh có gì mà không dám? Diệp lão đại cười khổ một tiếng, tuy nhiên, Triệu Tứ ngồi trong lòng, bộ ngực căng tròn kia bày ra trước mắt. Món đồ chơi của Diệp lão đại trong lúc vô ý đã bất nhã tự đứng lên. Phải không đó? Triệu Tứ trong mắt tuy nói đầy men say, nhưng vẫn bắn ra tia khinh khi coi thường. Diệp lão đại giận dữ, trong lòng nghĩ ông đây có gì mà không dám chứ? Thằng nhãi rốt cuộc cũng đưa tay ra, hơi run run, cuối cùng thì cũng đặt lên đỉnh núi. Với đỉnh núi đôi lớn này của Triệu Tứ, Diệp lão đại đã mơ ước từ lâu. Vì ngực của Triệu Tứ vừa căng tròn vừa lớn. Hơn nữa, đỉnh ngực không chút mềm nhão như phụ nữ đã sinh con. Lòng bàn tay to lớn của Diệp lão đại chỉ có thể bao lấy nửa sườn núi, căn bản chẳng chạm được đến chân núi. Đúng thích thú quá mẹ ơi, Diệp lão đại trong lòng thở dài một tiếng, máu nóng dâng lên như thủy triều. Em với Trinh Giao của ai thoải mái hơn? Triệu Tứ liếc nhìn Diệp lão đại, không ngờ lại hỏi câu này, đôi mắt quyến rũ như tơ, làm người ta phun cả máu mũi. Đôi mắt này nào giống như lúc bình thường mắt cao hơn trán, vô cùng tao nhã, Triệu Tứ của Triệu gia với ai cũng không gần không xa. Mỗi người mỗi vẻ. Diệp lão đại cũng không dám nói xấu cô em Tống. Hứ, Triệu Tứ bất mãn bĩu môi. Sợ cô ấy có đúng không? Cô em thoải mái hơn một chút. Diệp lão đại nhìn trộm ra cửa, thấy không có động tĩnh gì mới nói. Anh, sao anh còn chưa quay lại? Lúc này, giọng Tống Trinh Giao từ trong phòng truyền ra. Không cho quay lại. Triệu Tứ kêu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp lão đại như một đứa trẻ cáu kỉnh. Về ngủ nhé. Diệp lão đại nhẹ giọng hỏi, đầu cảm thấy thật sự căng ra. Không chịu. Triệu Tứ cắn môi, hừ nói. Còn giơ tay ấn bàn tay Diệp lão đại xuống ngực mình. Trước kia Triệu Tứ và Tống Trinh Giao cùng xưng tứ đại mỹ nhân Thủy Châu, quan hệ như chị em. Không ngờ uống rượu xong hai người lại đấu nhau. Em muốn uống nước. Tào Phi Nhi không ngờ cũng góp vui. Hai. Diệp lão đại cười khổ một tiếng, mạnh mẽ ôm Triệu Tứ về phòng. Châm thêm ấm trà, ngày cực khổ này cũng làm cho hắn thích thú. Em còn muốn uống. Lúc này, Tống Trinh Giao bĩu môi kêu lên. Đừng uống, các em đều say rồi mình anh hầu hạ không nổi. Nếu uống rồi nôn ra một đống rối mù thì sao? Các em đều là con gái, mất mặt lắm. Diệp lão đại vội vàng khuyên nhủ.
Em không sợ. Trinh Giao cáu kỉnh, hai tay lắc cánh tay Diệp Phàm như cô bé đòi ăn đậu đường, có thể làm mềm lòng bất cứ ai. Sau khi nói xong đắc ý liếc nhìn Triệu Tứ một cái. Muốn uống thì mỗi người một chai. Triệu Tứ cảm giác thân phận đại tỷ của mình bị khiêu khích, mắt nhìn chằm chằm Tống Trinh Giao, đầy mùi vị gây hấn. Được được, mỗi người hai chai, anh đi lấy đây. Thế là Diệp lão đại bị hai bên lắc qua lắc lại, đành đầu hàng. Làm anh ngốc theo luôn rồi, để anh lấy. Diệp lão đại biết không thể nào giảng hòa được, đành đi lấy mấy chai lại. Chị cạn đây bé Tứ. Trước kia Tống Trinh Giao luôn gọi Triệu Tứ là chị Triệu, chị Tứ, tối nay như bị chúng ta, không ngờ lại dùng cái tên mà Triệu Bảo Cương thường dùng với tiểu thư Triệu Tứ. Tống Trinh Giao cào nhau một tiếng rồi uống hết ly rượu, trời ơi, cái ly đó bao nhiêu chứ, cũng phải 400ml đó. Trinh Giao mặt bắt đầu đỏ bừng, uống xong nhìn chằm chằm Triệu Tứ, lại khiêu khích. Triệu Tứ vừa nghe quả nhiên tức giận, chỉ vào Trinh Giao hét lên. Một ly đáng gì, một chai. Được, được, một chai, chúng ta uống mỗi người một chai. Diệp Phàm kính chúng ta một mình anh ấy ba chai. Tào Phi Nhi vỗ tay hét lớn. Không được, không được, ba chai sao anh uống nổi, mới nãy đã uống ba chai rồi, đợi tí nữa mọi người say lấy ai chăm sóc chứ. Diệp lão đại giờ phút này đã không còn chút háo sắc nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng trốn đi thôi, chuyện hồ đồ ba thiên kim danh môn này muốn làm khiến Diệp lão đại đau đầu quá rồi. Đàn ông mà nói không được sao? Triệu Tứ cười phá lên như yêu tinh. Đúng, đàn ông mà nói không được sao? Tống Trinh Giao cũng liếc mắt nhìn Diệp Phàm hừ nói. Đã không còn chút thuần khiết nào, lúc này cô em Tống giống như giao chỉ thánh nữ hạ phàm. Khuôn mặt đỏ như lửa, đối với đàn ông chỉ nói một câu, phải giết. Đúng, 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 anh không uống nổi thì đứng cạnh rót rượu đi. Ba chị em uống. Tào Phi Nhi cào nhàu không rõ chữ. Ông đây có gì không được chứ, mẹ nó, cạn. Diệp lão đại tức giận, bị ba cô bé khinh như thế, sao có thể nhịn nổi. Đúng là điên cuồng, ba cô gái như gà chọi thi nhau uống, cô uống một ly tôi cũng phải uống một ly. Diệp lão đại cũng phải uống ban y, cứ qua lại như vậy, cho dù là tiên tử Lý Bạch chuyển thế cũng không trụ nổi. Diệp lão đại liều mình ép nội công muốn hóa giải lực rượu, tuy nhiên, cuối cùng cũng anh dũng ngã xuống, lúc ngã xuống, hắn nhìn thấy sáu bắp chan rắn nõn đang giằng co trước mắt hắn. Hơn nữa, thung lũng thần bí và những ngọn núi cao ngất nửa ẩn nửa hiện trước mặt, Diệp lão đại không trụ nổi nữa dũng cảm ngã xuống. Không biết nên ngã vào ngọn núi hay thung lũng. Diệp lão đại chỉ cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ. Giấc mơ thế này. Giữa hai đoạn trắng nõn là có một u cốc, hai điểm đỏ sẫm giống như dâu tây đang nở rộ về phái mình. Diệp lão đại vui vẻ chạy đi hái dâu tây, đưa lưỡi ra liếm, cảm giác quả dâu này rất đặc biệt. Tuy không ngọt, nhưng rất mềm, rất thoải mái. Một trận đau đớn, một tòa núi lớn ép cho Diệp lão đại không thở nổi, hắn rốt cục cũng tỉnh dậy. Hắn phát hiện cái gì? Là sáu cặp đùi đều gác lên người hắn. Mình đã làm cái gì, chắc là không làm chuyện hoang đường gì chứ. Diệp lão đại cả kinh, lại nhìn, lập tức thiếu chút nữa là ngất xỉu. Hắn thấy mình không mặc gì cả. Thằng nhãi này sợ đến mức vội vàng nhấc sáu chân ra, trèo ra khỏi sáu chân này. Mùi vị của cây lựu là mùi này, hình như cũng không phải. Diệp lão cảm thấy bực mình, lắc lắc đầu. Nhưng Diệp lão đại thấy ba cô nàng người đều mặc áo ngủ, tuy nói hơi lộn xộn, ngẫu nhiên có lót chút cảnh xuân, nhưng vẫn còn nguyên trên người. Đang định lấy chăn đắp lên, tuy nhiên, sáu cái chân đè loạn xả không dễ đắp chút nào. Đành nhẹ nhàng kéo sáu chân định đặt lại ngay ngắn để đắp chăn lên. Tuy nhiên, sau khi nhẹ nhàng kéo chân ra thì Diệp lão đại thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Vì sao? Bởi vì, hắn phát hiện trên chiếc chăn vệt máu loang lỗ, những vệt máu diễm lệ như hoa mai khiến Diệp lão đại ngây ngốc. Thằng nhãi này hung hăng nhéo đùi mình, quơ quơ mắt, thấy đúng là màu đỏ, tình hình thế nào Diệp lão đại có ngu dốt thì cũng đoán ra được. Vì đã có vật chứng, Diệp lão đại lại mở chăn nhìn. Thấy quả nhiên dính vài cánh hoa rơi loang lổ. Xong rồi, có phải cả ba đều để mình làm rồi không? Diệp lão đại trong lòng thống khổ kêu một tiếng, lại dùng đôi mắt ưng quan sát một lúc, ngồi ở sofa hút điếu thuốc. Suy nghĩ xem có chút manh mối nào không, chắc tám phần là chỉ có một người thôi, chắc không phải cả ba đâu, cả ba thì hơi tà môn quá. Tuy nhiên,
Diệp lão đại cân nhắc hồi lâu cũng chưa nhìn ra rốt cuộc là ai đã bị mình hại. Thằng nhãi này đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng bật dậy, vội vàng chạy đến phòng khác ôm cái chăn trắng tinh qua. Luống cuống tay chân thay cái chăn đỏ sẫm kia đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, rốt cuộc làm ai? Diệp lão đại tự hỏi chính mình. Tuy nhiên, cái này cũng không tiện kiểm tra, Diệp lão đại đang tối như hũ nút. Cảm thấy đây là thành nơi thị phi, vội vàng gọi điện đánh thức Lan Điền Trúc. Nói là mình có việc gấp phải làm, muốn trốn một cách mất phong độ vậy đấy. Làm chuyện xấu gì nên muốn trốn à? Lan Điền Trúc không dễ bị lừa, nhìn chăm chú Diệp lão đại một cái. Nói đùa, làm chuyện gì xấu, anh cũng say mà, dìu các cô ấy vào phòng là điện cho em đấy. Em xem, mấy người các em, thích coi những người đàn ông kiên cường như chúng anh thành cái gì chứ? Quân tử ái sắc, thủ chi hữu đạo, em có hiểu không hả Lan Điền Trúc? Diệp lão đại vẻ mặt giả bộ đạo mạo nói. Thật không? Lan Điền Trúc nhìn trên giường, lật chăn, không phát hiện dấu vết gì, tuy nhiên, Lan Điền Trúc cũng không dễ lừa, hừ nói. Đàn ông cứng rắn, được, làm chuyện xấu phải dũng cảm thừa nhận. Đó mới là đàn ông. Làm gì chứ, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Diệp Phàm Anh là ai chứ? Diệp lão địa kiên chỉ chống lại những lời chỉ trích của Lan Điền Trúc. Anh đi rồi, em phải chăm sóc các cô ấy đấy. Nếu có làm chuyện gì mà không thừa nhận thì cái chỗ đó của anh sẽ mãi mãi không vểnh lên được nữa. Lan Điền Trúc nói một câu thâm độc. Sau khi nói xong mới thấy câu đó phấn hồng quá, cô gái chưa chồng Lan Điền Trúc lập tức đỏ mặt. Anh mãi mãi vểnh lên được, em có muốn thử không? Diệp lão đại lỗ mãng nói. Anh là đồ khốn kiếp, đồ lưu manh. Lan Điền Trúc cầm gối đập qua. Nhưng, Diệp lão đại sớm đã thi triển khinh thân để túng thuật chạy ra ngoài rồi. Khốn kiếp, tốc độ này, chắc chắn được giải quán quân thế giới. Lan Điền Trúc mắng một câu. Không vểnh lên được, không phải vậy chứ, mẹ nó, câu thần chú độc quá. Bước vào xe Diệp lão đại ngước lên nhìn, cười khổ. Hai, rốt cuộc là ai bị mình hành hình vậy, ông đây oan uổng quá, không phải có ai đến, ông đây không hề làm gì, nhưng vẫn phải đổ vỏ đấy chứ. Diệp đại rông dài thêm một câu rồi lái xe đi. Đương nhiên, lý do thì dễ tìm rồi. Diệp lão đại chẳng qua tìm đại một lý do chẳng ra lý do, để giúp bản thân có thể thoải mái hơn thôi.